Sắc trời tảng sáng, Bùi Đông Lai rời giường, bắt đầu luyện công buổi sáng như thường lệ. Thân thể mềm mại của Tần Đông Tuyết đang cuộn tròn trong lòng hắn. Đầu nàng gối lên đầu vai của Bùi Đông Lai, cái đùi trắng ngần gác lên chân hắn, váy ngủ gần như tuột ra hết. Cảm nhận được chuyện này, người anh em dưới thân của Bùi Đông Lai ưỡn thẳng lên, dường như kháng nghị việc bị bắt nạt. Vốn khuya hôm trước, Quý Hồng mặc một bộ váy ngủ màu đỏ vô cùng gợi cảm đã đủ khiêu khích, thế mà còn không mặc quần lót, không mặc áo lót, hơn nữa. Còn uống rượu say cố gắng quyến rũ hắn. Sau đó, sáng ngày thứ hai, Quý Hồng cảm thấy tối qua bắt nạt thằng nhỏ của Bùi Đông Lai chưa đủ, vừa khỏa thân vừa rên rỉ một khúc hát nào đó. Lại sau đó, tối hôm qua nó vốn có cơ hội ở chung với em gái nhỏ mà nó thầm mến đã lâu. Kết quả, chủ nhân của em gái nhỏ lại vô cùng khẩn trương sợ bị người nghe thấy, hỏi chủ nhân của nó liệu có thể dùng miệng hay không. Lúc đó, đừng nói là ngậm miệng với nó, cho dù là dùng tay nó cũng thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng thì chủ nhân nó lại lo lắng cho cảm thụ của chủ nhân em gái nhỏ, khiến nó khổ sở suốt một đêm. Khốn nạn, hành hạ nhau cả đêm rồi, có giải thoát ra hay không hả? Không thèm quan tâm tới kháng nghị của thằng nhỏ, Bùi Đông Lai nhẹ nhàng đặt cái đùi trắng bóc của Tần Đông Tuyết sang một bên, nhẹ nhàng rút tay ra rồi lặng yên không một tiếng động rời giường. Hắn mặc một bộ quần áo thể thao rồi đi ra khỏi phòng. Có lẽ vì thời gian còn sớm, vợ chồng Thiếu Ái Linh và Tần Tranh vẫn chưa rời giường. Để không làm phiền tới hai người, Bùi Đông Lai cố hết sức không phát ra âm thanh nào, lặng yêu bước xuống tầng dưới. Hắn rời khỏi biệt thự, bắt đầu một ngày tu luyện mới. Từ sau khi hắn hoàn toàn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì hắn đã bước chân vào cảnh giới hóa kính, hơn nữa ít nhất là trước khi đạt đến cương kính thì hắn sẽ không gặp bình cảnh gì cả. Điều này làm cho con đường tu luyện của hắn thuận lợi rất nhiều. Một tiếng sau, khi trời vừa sáng thì Bùi Đông Lai liền kết thúc luyện công, trở về biệt thự. Trong biệt thự, vợ chồng Tần Tranh, Thiếu Ái Linh đã rời giường, đang ngồi ở đại sảnh nói cái gì đó. Thấy chưa, tôi nói Đông Lai đi luyện công buổi sáng mà bà không tin. Thấy Bùi Đông Lai đi vào thì Tần Tranh nở ra nụ cười. Thiếu Ái Linh nghe vậy, hơi lộ xấu hổ, trừng mắt nhìn Tần Tranh một cái, ý bảo Tần Tranh không nên nói nữa. Đông Lai à! Chú nói buổi sáng cháu sẽ đi luyện công mà dì của cháu lại không tin cho nên chúng ta vừa mới đánh cuộc. Tần Tranh cố ý tự vạch áo cho người xem lưng. Nghe được Tần Tranh vạch trần như thế thì Thiếu Ái Linh càng xấu hổ, bất quả liền điều chỉnh lại tâm tình nói. Vốn dì nghĩ cháu mới vừa Nhật Bản về nên cần nghỉ ngơi, không ngờ cháu lại vẫn kiên trì tập luyện như dứa. Đã thành thói quen rồi. Bùi Đông Lai cười cười. Tuổi trẻ chính là thế. Tần Tranh nghe vậy, có chút hâm mộ nà cảm thán một câu, theo sau nói. Đông Lai, chú và dì có việc cần phải xử lý nên không thể ở lại cùng hai đứa, đợi Đông Tuyết tỉnh thì cháu hãy nói một tiếng, khi nào rảnh thì chú và dì sẽ tới thăm hai đứa. Đợi sau khi xong chuyện này thì cháu cùng Đông Tuyết thường xuyên đi qua thăm dì với chú. Bùi Đông Lai gật đầu. Tự mình đưa vợ chồng Tần Tranh ra khỏi biệt thự, Bùi Đông Lai trở lại phòng ngủ, phát hiện Tần Đông Tuyết vẫn còn ngủ say. Thấy thế thì Bùi Đông Lai cũng hiểu được, mặc dù tối qua Tần Đông Tuyết không có bị mình úp máng nhưng mà vô luận là thân thể hay tinh thần cũng bị dày vò, mệt đến ngất ngư cho nên đến giờ vẫn còn ngủ. Sau đó, Bùi Đông Lai định rời phòng ngủ để đi tắm một cái thì lại nghe được tiếng lẩm bẩm như nói mớ. Hắn nhịn không được lại nhìn về phía Tần Đông Tuyết, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy người đẹp vừa ngủ mơ vừa xoay mình đạp chăn rơi ra một đoạn. Có lẽ bởi vì động tác quá lớn. Làn váy ngủ phong phanh bị nhấc lên cao, hai cái đùi trắng nõn nà để lộ ra ngoài không khí. Em gái nhỏ ở giữa được đồ lót màu trắng cũng ẩn ẩn hiện hiện. Cảnh xuân tươi đẹp nửa che nửa đậy khỏi nói cũng biết là khiến người ta sôi trào nhiệt huyết đến độ nào. Tưng! Trông thấy em gái nhỏ lâu rồi không gặp bị một cái mảnh tơ lụa nhỏ nhỏ che đậy, thằng cu dưới thân Bùi Đông Lai lại lập tức kích động ngẩng cao đầu, vươn thẳng rồi lại tiếp tục vươn thẳng. Dường như nó đang hết mực cầu xin, ca à, cho em và em gái nhỏ kia cọ sát và giao lưu chút đi. Bùi Đông Lai không phải Liễu Hạ Huệ, về phương diện đó cũng không những không có vấn đề gì mà còn bởi vì luyện võ, hắn có nhu cầu lớn hơn người bình thường. Hôm trước hắn có thể chống lại sự dụ hoặc của Quý Hồng, bảo vệ trinh tiết cho thằng cu nhỏ là bởi vì quan hệ giữa hắn và Quý Hồng vẫn còn mơ hồ, không thích hợp phát sinh việc cầu thả đó. Trọng yếu hơn,
hắn nhìn ra được Quý Hồng đang mượn rượu tiêu sầu, tự nhiên không thể thừa dịp ôm con gái nhà người ta lên giường được. Còn về, tối hôm qua, khi đối mặt với Tần Đông Tuyết đang quá căng thẳng, hắn tuy nóng vô cùng nhưng lại lo lắng cho cảm thụ của nàng cho nên mới mạnh mẽ đè nén dục hỏa xuống. Dù sao, hai người yêu nhau làm tình là chuyện của cả hai chứ không phải là chuyện giao dịch thể xác và tiền bạc. Cơ mà lúc này, cái cảnh tượng mê người kia bày ra trước mắt, tinh thế cảm nhận lời cầu xin của thằng nhỏ, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ phía dưới bụng. Lửa càng cháy càng vượng, có cố thế nào cũng không dập tắt được. Lần này, hắn không tận lực đi áp chế nữa, mà bước tới phía giường lớn. Đi đến bên giường lớn, Bùi Đông Lai cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi kiều diễm của Tần Đông Tuyết. Một lần, Tần Đông Tuyết không phản ứng. Hai lần, Tần Đông Tuyết vẫn không phản ứng. Bùi Đông Lai tiếp tục tăng lực độ và thời gian. Có lẽ bởi vì không thể thở nổi, hoặc có lẽ vì cảm nhận thấy môi mình bị người khác xâm nhập, Tần Đông Tuyết phát ra tiếng rên khẽ, mơ hồ không rõ. Nàng quay đầu qua một bên, đồng thời mơ màng mở mắt. Hử! Thấy Bùi Đông Lai đang đè trên người mình, ánh mắt lại nóng rực khác thường, cơn buồn ngủ của Tần Đông Tuyết nhanh chóng tiêu tán không còn. Chú và cô đi rồi. Bùi Đông Lai nói. Đi lúc nào cơ? Không trả lời, Bùi Đông Lai chỉ nhìn thẳng vào Tần Đông Tuyết. Bị ánh mắt như lửa của Bùi Đông Lai thiêu đốt, Tần Đông Tuyết rốt cục cũng hiểu ra cái gì rồi. Khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút ngái ngủ nháy mắt đỏ bừng. Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn tới Bùi Đông Lai. Thậm chí, ngay cả tim của nàng cũng đập nhanh không khống chế. Hai chú tiểu bạch thỏ bị váy ngủ che lấp phập phồng lên xuống theo nhịp thở, rung rinh với biên độ kinh người. Cảm thụ được biến hóa của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai đã sớm không thể chờ được nữa. Hắn lại hôn lên bờ môi của Tần Đông Tuyết, bày tay thuận thế xoa xoa cái đùi đã đè ép hắn cả đêm. Tình cảm mãnh liệt của nụ hôn và độ nóng từ bàn tay kia truyền tới khiến Tần Đông Tuyết chưa nếm mùi đời khẽ rên một tiếng. Thân thể mềm mại đột nhiên cứng lại, hai cái đùi vô thức khép lại. Thừa dịp Tần Đông Tuyết rên rỉ, đầu lưỡi của Bùi Đông Lai thuận lợi luồn vào phía trong, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của Tả Đăng Phong. Chúng như hai con dao long xa cách lâu ngày, liều mạng quấn quýt, đuổi bắt, hấp dẫn lẫn nhau. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nhẹ nhàng ma sát làn da trơn bóng bên đùi, từ dưới tiến dần lên cao. Bàn tay kia giống như có ma pháp lôi, khiến cho Tần Đông Tuyết cảm thấy bản thân như bị điện giật. Thân thể mềm mại của nàng bị cơn sóng tình không ngừng đánh tới, run rẩy từng hồi, hai cái đùi trắng nõn cũng theo đó mà kẹp chặt lại. Thấy phản ứng mãnh liệt và sự khẩn trương của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, chậm rãi chuyển môi tới vành tai ngọc. Phù, phù. Nụ hôn chấm dứt, khuôn mặt Tần Đông Tuyết đỏ chót như quả nho tân cương. Đôi mắt sáng như sao ngày thường giờ long lánh mê ly, bị một làn sương tình dục che lấp. A! À, rất nhanh, Bùi Đông Lai khẽ cắn lên vành tay của Tần Đông Tuyết. Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Tả Đăng Phong vẫn đang dồn dập thở gấp lại kim không được rên rỉ một tiếng, âm lượng còn lớn hơn trước. Tiếng rên khẽ lởn vởn bên tai, Bùi Đông Lai không ngừng lại, bàn tay to tiếp tục tiến về phía trước, từ làn da bóng loáng trượt tới hoa viên thần bí. Môi hắn cũng đi xuống dưới, từ tai đến cổ rồi tới xương quai xanh khêu gợi, sau đó là hai ngọn núi rung động. Sử nữ Tần Đông Tuyết đối mặt với sự tập kích từ cả hai nơi của Bùi Đông Lai dần dần bị lạc trong biển dục vọng, hai tay vô thức vuốt ve thân thể cường kiện của hắn. Bàn tay mềm mại đi từ bả vai tới cơ ngực rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại luồn vào bên trong áo Bùi Đông Lai, vuốt ve cơ bụng rắn chắc như sắt thép của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của nàng vặn vẹo, như là tránh né bàn tay Bùi Đông Lai hoặc lại như dụ hoặc Bùi Đông Lai tiếp tục tiến tới. Cái lưỡi lướt trên xương quai xanh. Bùi Đông Lai cúi thấp xuống, cắn chặt lấy cúc áo của Tần Đông Tuyết, nhẹ nhàng kéo một cái. Phụt! Cúc áo rơi xuống, da thịt trắng hồng lộ ra ngoài. Phụt! Cúc thứ hai rơi xuống, ngọn núi cao được chiếc áo lót phiền hoa bao bọc xuất hiện. Bùi Đông Lai vươn tay trái nhàn rỗi về phía sau lưng Tần Đông Tuyết, nhẹ nhàng cởi bỏ khuy cài áo của nàng. Cái áo lót bị lột ra, hai ngọn núi trắng hồng thoát khỏi trói buộc, bật nhảy rung rinh. Trên đỉnh ngọn núi là hai nụ anh đào trông hết sức mê người. Phù, phù. Nhìn thấy một màn này, hô hấp của Bùi Đông Lai cũng dần dồn dập. Hơi thở nam tính phun lên trên hai hạt anh đào đó như mưa phùn ngày xuân,
làm cho nụ hoa không ngừng nở rộ. Sau khi hai nụ hoa hoàn toàn chín mọng, Bùi Đông Lai cúi xuống, ngậm chúng vào miệng, tận tình nhấm nháp. A, anh đào nhập miệng, Tần Đông Tuyết đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, thân thể mềm mại run rẩy một cái. Hai cái đùi đẹp kẹp chặt lại, bởi vì dùng sức lớn mà khiến cho đầu ngón tay của Bùi Đông Lai trượt về phía cửa của hoa viên thần bí, ướt nhẹp một mảnh. A, ngứa, ngứa. Cảm thụ nụ hoa anh đào của mình đang chậm rãi quay cuồng trong miệng Bùi Đông Lai, hoa viên thần bí thì lại bị đầu ngón tay hắn nhiễu loạn, Tần Đông Tuyết hé môi, rên rỉ như mất trí, thân mình cũng liên tục vặn vẹo. Cũng vì Tần Đông Tuyết cựa quậy, ngón tay của Bùi Đông Lai càng tiếp xúc thân mật hơn với hoa viên thần bí. Xuân thủy chảy ra như suối nhỏ vỡ đê, ào ạt không ngừng. Một cỗ khoái cảm lan tràn toàn thân, Tần Đông Tuyết run rẩy kịch liệt, hai chân vô thức khép rồi lại mở, giống như nghênh hợp với loại tiết tấu nào đó. Sau đó, không đợi nàng rút thân ra khỏi sung sướng vừa rồi, nàng đã thấy chiến y màu trắng đang bảo vệ hoa viên thần bí của mình đã chậm rãi bị kéo ra dọc theo hai chiếc đùi ngọc. Anh trai tới nào? Mất đi sự che lấp của chiến y, em gái nhỏ màu hồng phấn chân thành tha thiết mời gọi thằng em nhỏ dưới thân Bùi Đông Lai. Em gái, em đừng vội, anh trai tới ngay. Thằng cu dưới thân Bùi Đông Lai nóng vội trả lời, nhanh chóng cởi bỏ trói buộc. Dưới sự giúp đỡ của chủ nhân, anh trai lớn ưỡn ngực ngẩng đầu tiến vào vòng ôm ấp của em gái nhỏ. Anh trai, anh lớn quá. Em gái, em trơn quá. Đau. Ngoan, phá rồi sẽ không đau nữa. Em chảy máu rồi. Đây là kết tinh tình yêu. Anh trai, em biết anh dài bao nhiêu rồi nhớ. Em gái, anh biết độ sâu của em rồi cơ. Mặt trời đỏ lên cao từ đường chân trời, cuộc trao đổi và cọ sát chấm dứt. Đối với Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết mà nói, tuy rằng hai người đã cùng ở nhau một chỗ, nhưng mà việc tiến hành ABC, XYZ thì lại rất ít, vì thế sau khi nếm thử tư vị này thì cả hai người liền nghiện luôn CMNR. Trong ba ngày qua, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết không ra khỏi cửa, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người, đại ca ca cùng tiểu muội muội trao đổi nhau, thẳng cho đến khi Hạ Y Na trở về thì mới thôi. Là người từng trải, Hạ Y Na thấy được làn da Tần Đông Tuyết hồng nhuận thì ngầm hiểu, khi vào cười liền cười hì hì. Y Na, bác trai bác gái có khỏe không? Có lẽ là bởi vì có tật giật mình nên thấy Hạ Y Na trở về thì Tần Đông Tuyết chủ động hỏi. Rất khỏe. Hạ Y Na cũng biết Tần Đông Tuyết là một nữ nhân truyền thống cho nên cũng không có hỏi nhiều nói đến chuyện quan trọng. Đúng rồi Đông Lai, lúc ở trên máy bay thì tớ nghe thư ký ở Tây Nam là Diệp Hạo Nhiên đã ngã ngựa, hẳn là mặt trên đã động thủ với Diệp gia. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu, trong lòng cảm thán mặt trên quả nhiên là động thủ rất nhanh mà. Hoàng gia Lâm Viên, trong biệt thự số 3, Diệp Thạch đang ngồi trên ghế làm việc như thường ngày. Nhưng mà lúc này đây khuôn mặt của Diệp Thạch trông già đi, tóc bạc trên đầu cũng nhiều hơn, trên trán cũng đầy nếp nhăn, thậm chí là hốc mắt cũng hãm sâu vào, trong mắt còn lưu tơ máu, sắc người vô cùng tiều tụy. Hắn không có coi giấy tờ quan trọng mà là hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, tỏ ra ngẩn ngơ. Cốc, cốc, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Diệp Thạch vẫn nhìn trần nhà, giọng nói khàn khàn. Két. Người đi vào chính là thư ký của Diệp Thạch, Chu Lập Hằng. XX. Thấy bộ dạng mất hồn của Diệp Thạch thì trong lòng Chu Lập Hằng phức tạp, lên tiếng gọi. Có chuyện gì? Dựa vào công tác tháng trước thì hôm nay ngài cần đi Hồ Giang để thị sát công tác. Chu Lập Hằng lấy lại bình tĩnh, báo một tiếng, sau đó thấy Diệp Thạch không lên tiếng thì do dự một chút rồi nói. Tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện, lúc nào cũng có thể đi Hồ Giang, bất quá nếu ngài muốn đi thì phải cần thu thập thêm. Bá! Chu Lập Hằng vừa dứt lời thì đôi mắt ảm đạm của Diệp Thạch liền trở nên sắc bén như đao, hung hăng nhìn vào hắn. Trong lòng Chu Lập Hằng chấn động, vội vàng cúi đầu. Có phải ông cảm thấy hiện tại bộ dạng của ta không hợp với thân phận XX này không? Diệp Thạch lạnh giọng hỏi. Không trả lời. Chu Lập Hằng sợ tới mức không dám mở miệng. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, ta hiện tại bản thân ta người không phải là người, quỷ không phải là quỷ, tự nhiên không hợp với thân phận, đi ra ngoài cũng chỉ sẽ dọa người. Mắt thấy Chu Lập Hằng không dám nói lời nào, Diệp Thạch thu hồi ánh mắt, nở nụ cười tự giễu, nhưng mà nụ cười của hắn vô cùng âm lãnh. Nói vậy thì ông rất muốn ta rời khỏi vị trí này,
hoặc là nói ta chủ động nhận sai, vì sao ta phải làm như thế? Chu Lập Hằng không nói lời nào. Trong mệnh lý thì thất sát chính là đảo loạn thế giới chi tặc, ừ, ta thừa nhận tên nghiệt chủng kia đã làm được điều này, nhưng mà thất sát, phá quân, tham lang gặp nhau, thiên hạ đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Giọng nói Diệp Thạch trở nên trầm thấp mà mạnh mẽ. Hắc Bùi Vũ Phu khí thế ngất trời đó cũng táng thân ở nước ngoài, bản thân ta muốn nhìn xem bọn hắn làm như thế nào để thiên hạ này đổi chủ. Lại nghe Diệp Thạch nói thế thì trong lòng Chu Lập Hằng hiểu được, cuối cùng Diệp Thạch đã không còn muốn tranh đấu với Bùi Đông Lai nữa mà là muốn đứng ngoài thờ ơ mà quan sát, xem Bùi Đông Lai dập khuôn giống với Bùi Vũ Phu. New York nước Mỹ, trong một tòa biệt thự, lúc này toàn bộ những gia tộc mafia đã dự một buổi hội nghị khẩn cấp. Buổi hội nghị này do Anthony Gambino chủ trì, hiện tại bởi vì cha của Anthony Gambino đang bị trọng thương, nên mọi chuyện trong mafia là do Anthony tiếp quản, hiện tại những gia chủ của những gia tộc của mafia là gia tộc Gambino, gia tộc Profusi, gia tộc đều có mặt ở đây. Không khí trong buổi hội nghị này tỏ ra ngưng trọng. Tất cả chuyện này đơn giản là tin tức Bùi Đông Lai mượn tịch ra để huyết tẩy Nhật Bản đã được truyền ra. Anthony, thương thế của chủ tịch Yoshi Gambino như thế nào rồi? Trước khi hội nghị diễn ra thì tộc trưởng của gia tộc Vio mở miệng hỏi. Bá! Nghe được câu hỏi của Vio thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Anthony. Vio! Nhân vật số 2 của nghị viện Mafia. Gia tộc, là gia tộc lớn thứ 2 trong nghị viện Mafia, chỉ sau gia tộc Gambino. Trước kia, bởi vì mạng lưới quan hệ bạch đạo cùng với vũ lực của Yoshi Gambino mà toàn bộ những gia tộc khác đều không có bất kỳ ý kiến gì với gia tộc Gambino. Nhưng mà, từ sau khi Yoshi Gambino trọng thương bế quan, Anthony đảm nhận thay thế thì trong mafia đã xuất hiện một số chuyện không được mọi người hài lòng cho lắm, bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì vì không biết thương thế của Yoshi Gambino. Mà thời gian cứ trôi qua, thương thế của Yoshi Gambino vẫn như cũ, hơn nữa Anthony vì một nữ nhân Trung Quốc mà không tiếc đã gần như là phá hủy kế hoạch tiến quân vào Trung Quốc của mafia, nên khiến cho một số người bất mãn. Hiện giờ biết được Anthony trêu chọc Bùi Đông Lai, hơn nữa Bùi Đông Lai còn có quan hệ chặt chẽ với Tịch Gia, người đứng đầu của Liên minh Hoa Hạ thì đám người Vio càng bất mãn hơn. Đa tạ, chú Vio đã quan tâm, hiện tại thương thế của cha cháu vẫn đang được khôi phục rất thuận lợi. Anthony trầm giọng. Người vốn là muốn tham gia buổi hội nghị này nhưng mà trong quá trình dưỡng thương thì có dấu hiệu đột phá cho nên người vẫn đang bế quan. Nghe được Anthony nói thế thì đám người Vio đều nhìn chằm chằm vào Anthony, muốn xem thử Anthony đang nói thật hay là nói láo. Đối mặt với từng ánh mắt sắc bén của mọi người thì sắc mặt của Anthony vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ. Anthony, bởi vì sai lầm của cậu mà chúng ta đã trêu chọc phải Bùi Đông Lai, lấy thực lực mà hắn thể hiện ra ở Nhật Bản thì đây là một địch nhân vô cùng khủng bố. Im lặng trong phòng hội nghị, giọng nói trầm thấp của Vio vang lên. Vì không muốn để chúng ta giống như hội tam hợp nên ta đề nghị trước khi thương thế của chủ tịch bình phục thì nghiêm cấm cậu phát sinh xung đột với Bùi Đông Lai, thậm chí chúng ta cần phải phái người đến hòa đám với hắn, đợi cho sau khi thương thế của chủ tịch được bình phục thì tính sau. Bên tai vang lên lời nói của Vio. Đối mặt với lời chỉ trích của Vio thì sắc mặt Anthony hơi đổi, ánh mắt hắn nhìn về phía Vio. Tôi đồng ý ý kiến của Vio tiên sinh. Tôi cũng đồng ý. Chấm. Sau đó, không đợi Anthony mở miệng nói cái gì, không ít đại lão của mafia đã mở miệng phụ họa. Anthony nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, lửa giận trong lòng bùng lên, bất quá hắn không có phát tác. Hắn biết được. Lấy biểu hiện của Bùi Đông Lai thể hiện ở Nhật Bản thì nếu như hắn muốn khai đao với mafia thì tuyệt đối mafia bên này sẽ trọng thương nặng. Càng quan trọng hơn là hắn không biết thương thế của cha hắn sẽ khi nào mới hồi phục, kể từ sau khi Yoshi Gambino bế quan thì hắn chưa lần nào gặp mặt cha hắn, thậm chí ngay cả giọng nói thì hắn cũng chưa từng nghe. Nếu không phải biết thực lực dũng mãnh của Yoshi Gambino thì thậm chí hắn đã hoài nghi có phải là Yoshi Gambino đã chết rồi hay không. Thần võng, thần chi tử tôn quý, dựa theo tình thế trước mắt thì Liên minh Hoa Hạ chính là con bài chưa lật của Bùi Vũ Phu để lại cho con của hắn. Trong một đại sảnh, Dracula nhìn vào Dixie, nói. Có Liên minh Hoa Hạ trợ giúp thì kế hoạch muốn thẩm thấu vào Trung Quốc của chúng ta lại càng trở nên khó khăn, đồng thời chúng ta cũng rất khó xử lý Bùi Đông Lai.
Nghe được Dracula nói thế thì ba vị vị hoàng thân khác trầm mặc, mà Philip một trong bốn thần chi tử mở miệng. Tên hỗn đản kia đã giết Oz, mặc kệ khó đến cỡ nào thì chúng ta phải xử lý hắn. Philip, người tên hỗn đản này, ta đã nói rất nhiều lần rồi, tên hỗn đản kia phải do ta xử lý. Trong đại sảnh lại vang lên một giọng nói, chủ nhân của giọng nói này là một nữ nhân vừa mập vừa béo. Ta muốn hắn trở thành tình nô thứ 100 của ta, nghĩ lại mà xem, nếu dùng roi mà quật vào thịt của con vũ thần Trung Quốc thì mùi vị tuyệt vời đến bao nhiêu. Người nói chính là Luna Li, ánh mắt tỏ ra vô cùng tà ác. Nghe được Luna Li nói thế thì bốn vị hoàng thân đều cảm thấy lạnh cả người. Luna Li, tuy rằng ta cảm thấy suy nghĩ của cô rất đúng nhưng mà dựa vào tính thế hiện giờ thì nguyện vọng của cô rất khó thực hiện. Dixie mở miệng. Ừ, nếu không thì cô hãy đem thánh nữ của giáo đình về đi. Hừ. Luna Li hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất là bất mãn. Thực không ngờ, tên phế vật trong mắt ta lúc trước hiện tại lại trưởng thành đến mức độ như thế. Dixie khẽ mỉm cười nói. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn vẫn còn quá nhỏ bé a. Thần chi tử tôn quý, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Cô Thành thì nếu ngài động thủ, cho dù có liên minh hoa hạ làm chỗ dựa cho hắn thì ngài cũng có thể dùng một bàn tay bóp chết hắn. Dracula nghe vậy, mỉm cười mà vuốt mông ngựa. Diệp Cô Thành, ta cũng không phải là sợ hắn. Dixie cười hờ hững, giọng nói vô cùng cao ngạo. Ta chỉ tò mò, Bùi Đông Lai cần bao lâu nữa mới đáng giá để ta ra tay. Nói xong, sát ý ca hùng bố trên người Dixie bùng nổ. Ách! Cảm nhận được sát ý khủng bố đáng sợ của Dixie, thì đám người Philip đều tỏ ra kinh hãi, rốt cuộc là hắn mạnh đến mức nào rồi. Một ngày mới lại bắt đầu. Bùi Đông Lai lái chiếc Land Rover chở theo Tần Đông Tuyết và Hạ Ina đến Đại học Đông Hải. Trong xe, Hạ Ina ngáp dài một cái, thấy Tần Đông Tuyết vẫn đang đọc tạp chí thì hỏi. Đông Tuyết, cậu không mệt sao? Tần Đông Tuyết lắc đầu. Âu, tớ nhớ ra rồi, tối qua cậu cùng tên kia cũng không chỉ có một lần. Tớ bị tên kia giằng co gần 2 tiếng, xương cốt toàn thân đều ê ẩm. Nghe Hạ Ina nói thế, khuôn mặt Tần Đông Tuyết không khỏi đỏ lên. 4 ngày trước, từ sau khi ăn trái cấm với Bùi Đông Lai, thì nàng cùng với Bùi Đông Lai quấn quýt bên nhau, từ trên giường đến ghế salon, đưa vào phòng tắm. Bởi vì ăn quá nhiều với Bùi Đông Lai cho nên tối hôm trước khi Bùi Đông Lai còn muốn nữa thì nàng lại từ chối, cho nên nhiệm vụ được giao lại cho Hạ Ina, đáng thương cho Hạ Ina, bị Bùi Đông Lai quất gần 2 tiếng đồng hồ. Đông Tuyết, cậu thấy tên kia có phải làm bằng sắt không, tại sao hai chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn? Hạ Ina hỏi. Tần Đông Tuyết khóc không ra nước mắt rồi. Còn về phần Bùi Đông Lai thì tự giác mà im lặng, không dám lên tiếng. Nè Đông Lai đồng học, nếu tớ và Đông Tuyết không thỏa mãn được cho cậu thì làm sao bây giờ? Hạ Ina cố ý trêu chọc. Tối qua chỉ là xuất phát thôi. Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh ướt át tốt qua, thậm chí hắn còn liên tưởng đến thân thể mềm mại của Mộ Khuynh Nhan ở bên dưới. Nhớ đến Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai không khỏi buồn lòng, bởi vì công việc bề bộn nên lâu rồi hắn cũng chưa liên lạc với Mộ Khuynh Nhan. 7 giờ 45 phút Bùi Đông Lai lái xe trước Đại học Đông Hải rồi đưa xe vào bãi đậu xe. Cậu đi tìm hiệu trưởng đi, tớ cùng Ina đi học. Ra khỏi bãi đậu xe, Tần Đông Tuyết liền nắm tay Hạ Ina, mỉm cười nói với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai gật đầu, bắt đầu đi tới phòng làm việc của Cổ Bồi Nguyên. Vào đi. Trong phòng, Cổ Bồi Nguyên nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở miệng. Lão sư. Đi vào phòng, thấy Cổ Bồi Nguyên vẫn đang đọc sấp tài liệu trong tay, không có ngẩng đầu lên, Bùi Đông Lai mở miệng gọi. Nghe vậy, Cổ Bồi Nguyên liền ngẩng đầu lên, thấy người vào phòng là Bùi Đông Lai thì vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc. Âu, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao, tại sao Đông Lai cậu lại đến trường? Nghe được Cổ Bồi Nguyên mở miệng trêu ghẹo, trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi hổ thẹn vì những việc làm mà Cổ Bồi Nguyên làm cho hắn trước đây. Ngay khi lúc Bùi Đông Lai đang nhớ lại chuyện xưa thì Cổ Bồi Nguyên bỏ tập tài liệu xuống, cười khổ hỏi. Là đến thôi học hay xin nghỉ phép? Lão sư, thật có lỗi, cháu. Đông Lai. Cổ Bồi Nguyên phất phất tay, thở dài. Cậu không cần nhiều lời, cậu không muốn tĩnh tâm nghiên cứu học vấn của mình là có nguyên do của cậu. Tuy rằng lão sư cảm thấy đáng tiếc cho cậu nhưng cũng không cưỡng cầu cậu. Lão sư,
có một số việc, cháu phải đi làm, bất quá, xin ngài hãy yên tâm, cháu sẽ không thôi học, Đông Hải vẫn là trường học của cháu, ngài vẫn là lão sư của cháu. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, Cổ Bồi Nguyên liền vui mừng, sau đó thở dài. Việc mà cậu làm, ta cũng có biết một chút, cũng là hữu tâm vô lực cho nên cậu nên cẩn thận một chút, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, làm việc không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Đông Lai sẽ nhớ lời này. Bùi Đông Lai dùng sức gật đầu. Cổ Bồi Nguyên cười cười, hỏi. Tính toán nghỉ bao lâu? Không biết nữa, bất quá cháu sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Bùi Đông Lai chần chờ một lúc, cuối cùng là lắc lắc đầu. Thời gian lâu cũng không sao, chỉ cần cậu nguyện ý, cánh cổng Đại học Đông Hải vẫn luôn chào đón cậu. Cổ Bồi Nguyên nói. Đúng rồi, tài liệu hệ thống kinh tế mà cậu đưa cho ta, mặt trên đã thấy được giá trị của nó cho nên đã thành lập một tiểu tổ nghiên cứu về vấn đề này. Khi nói chuyện, Cổ Bồi Nguyên chừng hai mắt nói. Tổ nghiên cứu cũng gặp vài vấn đề không giải quyết được, không biết lão sư cậu có thời gian rảnh không, nhờ cậu chỉ bảo vài vấn đề. Lão sư, nếu ngài nói vậy thì sau này cháu sẽ không gặp ngài nữa. Bùi Đông Lai cười khổ. Đông Lai, thật không biết trong đầu cậu chứa những gì nữa, kế hoạch như thế này mà cậu cũng nghĩ ra được à. Lúc chạng vạng tối, Cổ Bồi Nguyên cầm một tập tài liệu đến đặt ở trên bàn, cảm thán. Cậu không vào lĩnh vực kinh tế, quả thật là một điều mất mát cho nước nhà. Lão sư, ngài cũng đừng nên tâng bốc cháu nữa, nếu không có ngài chỉ bảo thì làm sao cháu có được thành tựu như ngày hôm nay. Bùi Đông Lai xấu hổ, hắn không thể nói chuyện hắn đã dung hợp với linh hồn Tiêu Phi. Nếu nói ra thì có trời mới biết Cổ Bồi Nguyên sẽ thành cái gì. Đông Lai, cậu cũng đừng có khiêm tốn, ta dám bảo đảm, nếu để cho người của tổ nghiên cứu kia thấy được tập tài liệu này thì bọn hắn sẽ nhảy dựng lên. Cổ Bồi Nguyên cười khổ. Bùi Đông Lai nghe vậy cũng không nói gì, do dự một chút lại hỏi. Lão sư, ngài có thể thảo luận với tổ nghiên cứu, nếu còn thiếu sót điều gì thì mọi người có thể bổ sung vào. Đông Lai. Ta nghe nói cậu đi lại gần gũi với Tịch gia. Trong lòng Cổ Bồi Nguyên vừa động, minh bạch dụng ý của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai gật đầu. Nếu kế hoạch có thể khả thi, cháu có thể thuyết phục Tịch gia hoặc là các đại nhân vật tham dự. Được. Cổ Bồi Nguyên nghe vậy liền gật đầu, hắn biết kế hoạch này sẽ mang đến cơ hội lớn như thế nào với nền kinh tế của Tung Của. Kích động di qua, Cổ Bồi Nguyên lấy lại bình tĩnh, nói. Nói vậy thì tổ nghiên cứu cũng rất chờ mong, hiện tại ta sẽ mang tập tài liệu này qua kia, cậu về nhà đi, hai ngày nữa có rảnh thì lão sư mời cậu dùng cơm. Có mời thì cũng phải là cháu, làm gì có đạo lý lão sư mời học sinh dùng cơm. Bùi Đông Lai cười cười. Cổ Bồi Nguyên nghe vậy cười ha ha. Đông Lai, cậu làm ra cống hiến lớn như vậy, lão sư mời cậu dùng bữa cơm cũng không là gì, huống chi nếu để đám người tổ nghiên cứu biết được những thứ này là do cậu cung cấp. Phòng chừng cũng mời cậu ăn cơm, lão sư cũng là gần quan được ban lộc thôi. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, muốn nói cái gì, lại nghe điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra nhìn thì thấy người gọi đến là Trần Anh. Đông Lai, xế chiều này Tiêu Gia Gia sẽ đến quân khu Giang Lăng kiểm tra công tác, buổi tới ở lại Giang Lăng. Điện thoại được chuyển, Trần Anh liền hành văn gãy gọn nói. Tiêu Gia Gia cùng ông nội của chị muốn chị qua đón cậu đi dùng cơm. Hiện tại chị đang ở trước cổng Đại học Đông Hải. Biết rồi Trần Tỷ, tôi ra ngay. Nghe Trần Anh nói thế, trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, mơ hồ đoán được dụng ý của bữa cơm tối nay, liền đáp ứng. Lão sư, đi đi, có rảnh thì nhớ trở về gặp lão gia lọng khọng này. Bùi Đông Lai vốn định cáo từ Cổ Bồi Nguyên, kết quả còn chưa dứt lời thì Cổ Bồi Nguyên đã cười cười khoát tay áo. Bùi Đông Lai gật gật đầu, rời khỏi văn phòng. Đi ra khỏi phòng, Bùi Đông Lai liền nhắn cho Tần Đông Tuyết một tin nhắn nói tối mai mình sẽ dùng cơm với Tiêu Nguyên Thanh và Trần Quốc Đào, Tần Đông Tuyết trả lời lại, chỉ có một từ được. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đi ra cổng trường, thấy Trần Anh đậu xe ở bên đường thì hắn liền bước qua, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Cơm tối bắt đầu lúc 8 giờ, bây giờ chúng ta đi qua. Trần Anh thấy Bùi Đông Lai đến gần liền hành văn gãy gọn. Được. Bùi Đông Lai gật đầu, đi vào xe. Nghe ông nội nói, chuyện tình ở Nhật Bản là do cậu làm. Khi xe đi tới giữa đường, sắc mặt Trần Anh bình tĩnh mở miệng hỏi. Vâng.
Bùi Đông Lai nghiêm mặt. Người Nhật Bản chẳng những muốn đẩy tôi vào chỗ chết, còn muốn quốc nội hỗn loạn, thật sự đáng chết. Hiện giờ cậu đã bước vào cảnh giới hóa kính chưa? Trần Anh lại mở miệng hỏi. Bùi Đông Lai cũng không có giấu giếm. Đột phá trước khi đi Nhật Bản. Dù Trần Anh đã xác định được điểm này nhưng nghe chính miệng Bùi Đông Lai trả lời, trên mặt nàng vẫn tỏ ra khiếp sợ. Lần đầu tiên nàng gặp Bùi Đông Lai, khi đó Bùi Đông Lai mới chỉ là minh kính, hiện tại không đến một năm mà Bùi Đông Lai bước vào hóa kính, tốc độ tu luyện quả thực nghe rợn cả người, thậm chí nếu không phải tận mắt thấy mọi chuyện thì nàng không tin có người có thể làm được chuyện này. Vô luận là vì nước hay vì dân, vẫn là thực lực cá nhân tăng lên, cậu đều vượt qua anh ta. Khiếp sợ đi qua, Trần Anh tự đáy lòng cảm thán nói. Cho giỏi hơn thầy, nếu ở dưới cửu tuyển anh ấy biết được cậu có thành tựu như hiện tại, nhất định sẽ vui mừng. Nghe Trần Anh nói thế, Bùi Đông Lai biết được người mà Trần Anh nói đến là Tiêu Phi, giọng nói của hắn tỏ ra phức tạp. Tiêu đại ca là người thay đổi vận mệnh của tôi, nếu không có anh ấy, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi biết cậu báo thù là vì anh ấy nhưng mà tôi hy vọng cậu nhớ kỹ một điều. Mạng người chỉ có một, cũng không có cái thứ hai. Dường như Trần Anh nhớ lại chuyện cũ, giọng nói nhỏ xuống. Chết rất đơn giản, hai mắt nhắm lại, cũng không biết cái gì cũng không biết thống khổ, nhưng mà người thống khổ nhất chính là người sống quan tâm đến hắn, vì không để người bên cạnh phải thương tâm, cậu nhất định phải còn sống, cho dù không thể báo thù cho anh ấy cũng không có vấn đề gì. Được. Bùi Đông Lai gật đầu, hắn biết mọi chuyện không nên nóng vội. Phải cẩn thận để không có sơ hở. Có lẽ là gợi lại chuyện cũ năm xưa, nên trên đường đi, Trần Anh cũng không nói gì với Bùi Đông Lai nữa. 2 giờ sau, xe tiến vào Giang Lăng, đi vào khách sạn Hoa Sợ. Sau khi xe dừng lại ở bãi đậu xe, Bùi Đông Lai cùng Trần Anh đi vào khách sạn, quản lý liền tự mình dẫn người vào một phòng ăn. Trong phòng chỉ có 2 người Tiêu Nguyên Thanh và Trần Quốc Đào, cả 2 đều mặc quân tang. Khi Bùi Đông Lai và Trần Anh bước vào phòng thì 2 người đang cười cười thảo luận cái gì. Báo cáo thủ trưởng, đội phó đại đội đặc chủng Đằng Long Bùi Đông Lai có mặt. Đi vào phòng, thấy Tiêu Nguyên Thanh cùng Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai liền hành lễ. Tiểu tử, chủ tịch vì muốn dùng cơm với cậu mà đã đợi hơn 1 giờ rồi, phóng nhãn toàn quốc nội, chỉ có góp ca với cậu mới óc đãi ngộ như thế này a. Mắt thấy Bùi Đông Lai vào cửa, Trần Quốc Đào đứng lên, cười ha ha. Lão Trần A, nếu ông có thể làm chuyện như thế thì đừng nói là chờ 1 giờ, cho dù chờ 1 ngày 1 đêm, ta cũng không nói 2 lời. Tiêu Nguyên Thanh cười trêu ghẹo. Lão Tiêu, lời này của ông không hiền hậu rồi, tuy rằng không làm được chuyện kia nhưng mà người lính này là thủ hạ của tôi a. Trần Quốc Đào tỏ ra đắc ý. Ông không thấy tiểu tử kia đến trình diện thôi sao? Nói vậy, hẳn Trần Quốc Đào ông cũng là lính của tôi. Nói vậy chuyện kia cũng có một phần công lao của tôi, đúng không? Tiêu Nguyên Thanh cười hỏi. Ách, Trần Quốc Đào không phản bác được. Thượng úy Bùi Đông Lai, cậu chính là niềm kiêu ngạo của nước Cộng Hòa. Thấy Trần Quốc Đào không lên tiếng, Tiêu Nguyên Thanh cũng đứng dậy, làm ra một động tác theo tiêu chuẩn quân đội để hoàn lễ với Bùi Đông Lai. TDQ thấy vậy cũng chào theo nghi thức quân đội với Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn. Trên mặt bọn họ không còn nụ cười, cũng không có vẻ uy nghiêm hay nghiêm túc của một người thủ trưởng nữa. Có chính là kính ý. Bảo vệ nhân dân là chức trách của một người quân nhân. Theo bản năng, Bùi Đông Lai liền nói ra những lời này. Tốt lắm tiểu tử, đừng có giả vờ hiên ngang lẫm liệt trước mặt lão tử, năm đó lão tử 5 lần 7 lượt mời cậu trở về, cậu có khi nào để ý đến lời của lão tử không? Nghe được Bùi Đông Lai trả lời hiên ngang lẫm liệt. Trần Quốc Đào buông cánh tay, tức giận. Hiện giờ lại nói đó là chức trách của quân nhân, nếu cậu coi trọng chức trách quân nhân thì thành thật thật tham gia vào quân ngũ đi. Bùi Đông Lai không phản bác được, vẻ mặt xấu hổ. Được rồi lão Trần, phép khích tướng của ông cũng vô dụng rồi, thời gian không còn sớm nữa, dọn cơm đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ thái độ, Tiêu Nguyên Thanh rất rõ ràng, bởi vì nhiều nguyên nhân nên Bùi Đông Lai không thể tham gia vào quân ngũ. Trần Quốc Đào nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, sau đó nói với Trần Anh. Tiểu Anh, đi gọi đồ ăn đi. Trần Anh gật đầu, xoay người đi ra. Vì để không khí không còn xấu hổ, Trần Quốc Đào vẫy vẫy tay. Được rồi tiểu tử, bây giờ đừng có nói đến mấy cái quy cũ kia nữa, đêm nay cậu hãy cùng uống với ta và lão Trần một bữa cho đã đi.
Được, Trần Gia Gia. Bùi Đông Lai gật đầu rồi ngồi xuống. Tiểu tử, cậu còn nhớ đã từng hứa lời gì với lão tử không? Đồ ăn qua ngũ vị, rượu qua tam tuần, Trần Quốc Đào vỗ bả vai Bùi Đông Lai, miệng đầy mùi rượu mà hỏi. Bùi Đông Lai gật đầu trả lời. Cháu đã đáp ứng ngài đoạt lấy chức quán quân trong lần đại bỉ vũ bộ đội đặc chủng cả nước. Là cả nước sao? Bộ dạng Trần Quốc Đào tỏ ra suy tư. Tiểu tử cậu hãy nhớ lại cho kỹ, dường như lão tử nhớ rõ là cậu đáp ứng lão tử đoạt lấy chức quán quân của toàn cầu a. Ách! Ngay cả khi Bùi Đông Lai đoán được nguyên nhân của buổi cơm này nhưng mà nghe được Trần Quốc Đào nói thế thì không khỏi ngạc nhiên. Bên Du đã gửi thư mời, nói tháng 7 năm nay sẽ tổ chức đại bỉ vũ tại Du, mời chúng ta đến tham gia cùng với 31 chi bộ đội đặc chủng khác. Tiêu Nguyên Thanh nghiêm trang mở miệng. Quân ủy đã quyết định để cho cậu xuất đội đi đến Du để tham gia lần tranh tài này, ngoài ra cậu cũng có thể lựa chọn 6 thành viên, đây là danh sách, cậu thấy thế nào? Cháu từng đáp ứng Tiêu Lão Thái gia, sẽ tự mình lấy cúp quán quân. Sắc mặt Bùi Đông Lai phức tạp nhìn vào Tiêu Nguyên Thanh. Cho nên, cháu sẽ đích thân xuất đội dự thi, hơn nữa cam đoan rằng sẽ đoạt lấy chức quán quân. Tốt! Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy, trong lòng phức tạp nhưng không có biểu hiện ra trên mặt. Lát nữa ta sẽ đưa cho cậu danh sách đề cử viên, tư liệu giao cho cậu tự mình chọn thành viên. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu đáp ứng, Trần Quốc Đào liền chớp mắt ra hiệu cho Tiêu Nguyên Thanh, ý nói trong đại đội đặc chủng Đằng Long cũng được đề cử hai người. Lão Trần, hai ta làm vài chén đi. Nhận thấy được hành động của Trần Quốc Đào, Tiêu Nguyên Thanh tâm như gương sáng, bưng chén rượu lên, nói. Mắt thấy tâm tư bị hiểu rõ, Trần Quốc Đào giả vờ như không thấy gì, cười ha ha với BDL. Thằng nhóc, nếu như cậu không thể đem cúp quán quân về, lão tử liền cấm bế cậu một tháng. Được rồi, uống rượu, uống rượu. Nói xong, Trần Quốc Đào liền bưng ly rượu, chạm cốc với Tiêu Nguyên Thanh. Lão Trần, hai ngày trước mặt trên đã họp nghiên cứu, tính toán để ông công tác tại quân ủy. Đợi Bùi Đông Lai cùng Trần Anh rời đi, Tiêu Nguyên Thanh châm một điếu thuốc, ngữ xuất kinh nhân. Hả? Nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế, trong lòng Trần Quốc Đào cả kinh, ý của Tiêu Nguyên Thanh là muốn để hắn thăng chức mà. Tại sao mặt trên lại điều động? Kinh ngạc qua đi, Trần Quốc Đào mở miệng hỏi. Ông không rõ sao? Tiêu Nguyên Thanh cười khổ hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì Đông Lai? Trong lòng Trần Quốc Đào mơ hồ đoán được cái gì nhưng lại không dám khẳng định. Không sợ ông chê cười, tuy rằng quan hệ cá nhân giữa ta và ông rất tốt nhưng mà cho dù ta có tâm muốn giúp ông, cũng không làm được điểm này. Tiêu Nguyên Thanh thở dài. Đích thật là vì nó, đây là một trong những hiệp nghị giữa nó và XXX. Lại nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế, Trần Quốc Đào trầm mặc. Có phải là cảm thấy thổn thức không? Tiêu Nguyên Thanh thấy thế, dường như đoán được tâm ý của Trần Quốc Đào, cười khổ. Tục ngữ nói thế sự vô thường, ông đã từng ra mặt giúp nó, mà trong nháy mắt nó lại có thể để cho ông nhập kinh. Lão Tiêu ông nói đúng, thật sự là tôi có chút thổn thức, tôi thật không ngờ nó có thể đi đến bước này. Giọng nói Trần Quốc Đào tỏ ra phức tạp. Nhưng mà tôi cũng không sợ ông nói tôi già mồm cái lão, mặc kệ ông tin hay không, từ đầu đến cuối, tôi giúp nó cũng không có mục đích gì. Tôi chỉ cảm thấy người như nó không nên chết ở trong tay một vài người đê tiện kia. Đương nhiên là ta tin. Tiêu Nguyên Thanh nở ra nụ cười chua xót. Cũng chính bởi vì điểm này nên hắn mới đưa cho ông một phần hội báo hậu hĩnh như thế này. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, người phạm ta một, ta trả lại 10. Đây chính là hình dung tốt nhất đối với hắn. Cho nên ông không cần vì thế mà cảm thấy không ổn. Dù sao, ngoài cái tính nóng nảy ra thì ông là một người làm việc rất tốt. Trần Quốc Đào không lên tiếng. Tiểu Anh muốn tham gia lần này, là ý của nó sao? Tiêu Nguyên Thanh nói sang chuyện khác. Là ý của nó. Trần Quốc Đào thở dài. Tuy rằng tính khí nó quật cường nhưng nói thật tôi cũng chẳng sợ nó trở mặt chỉ vì tôi không cho nó dự thi. Hai, tôi chỉ cảm thấy được, bởi vì chuyện của Tiểu Phi mà nó thất bại hoàn toàn, trong 2 năm qua nó luôn sống trong bóng ma, thật sự rất khổ. Tôi muốn nó bước ra khỏi bóng ma. Mà ông cũng biết, công việc đặc công đã không có bất kỳ tính khiêu chiến và nguy hiểm nào đối với nó, chỉ có phân định thắng thua trên chiến trường cao cấp mới có thể để nó trở lại như cũ, do đó thoát khỏi bóng ma. Đích thật là như vậy.
Tiêu Nguyên Thanh gật đầu, chần chờ nói. Nhưng mà không biết Đông Lai có chọn nó không? Hẳn là có. Trần Quốc Đào suy nghĩ cái gì, sau đó cười khổ nhìn Tiêu Nguyên Thanh. Lão Tiêu, ông cũng không nên nói tôi làm càn a, dù sao luận về thực lực thì cháu của tôi cũng không kém cháu của ông. Tiêu Nguyên Thanh dở khóc dở cười. Trong chiếc Wrangler bên ngoài bãi đậu xe, lúc này Trần Anh đã lái xe đi, mà Bùi Đông Lai đang nhìn tập danh sách thành viên được đề cử. Hả? Thấy được tên của Trần Anh trong danh sách này, Bùi Đông Lai lập tức xê kinh ngạc. Trần tỷ, tỷ cũng muốn tham gia sao? Ừ. Trần Anh gật đầu. Tôi đã bước vào ám kính đỉnh phong, hơn nữa trước kia là thành viên của Long Nha, luận về thực lực thì có khả năng đứng đầu trong danh sách, hẳn là có tư cách dự thi. Làm sao tỷ lại muốn tham gia thi đấu? Bùi Đông Lai không biết nguyên nhân tại sao Trần Anh muốn tham gia thi đấu. Trần Anh trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng, trong mắt hiện ra vài phần bi thương. Có một số việc không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Thì ra Trần tỷ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma. Bùi Đông Lai tỉnh ngộ, vô luận là vì muốn báo đáp ơn giúp đỡ của Trần Anh trước đây hay là muốn cảm ơn Tiêu Phi, hắn đều cần phải giúp Trần Anh đi ra khỏi bóng ma. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không ngờ, lựa chọn này thiếu chút nữa để cho hắn hối hận cả đời. Thiên Sơn, giữa trưa tháng 5, trong sự chờ đợi của đám đại lão quân khu Bắc Cương, một chiếc máy bay quân dụng bay từ quân khu Giang Lăng đáp xuống. Mắt thấy phi cơ đáp xuống, đám người từ Thế Hải liền lấy lại tinh thần, chuẩn bị bước lên nghênh đón. Cả đám hát quân khu đều đến rồi. Trong phi cơ, Trần Anh thấy được đám đại lão quân khu Bắc Cương đều có mặt thì không nhịn được, liếc mắt nhìn sang Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai biết rõ quy tắc quan trường, nghe Trần Anh nói thế thì cười khổ, không biết nói gì cho phải. Rất nhanh, phi cơ đã đáp xuống, Bùi Đông Lai và Trần Anh mang theo ba lô quân dụng đi xuống. Chào thủ trưởng. Thấy đám người từ Thế Hải đi về phía mình, Bùi Đông Lai dừng bước lại, hành lễ. Trần Anh thấy thế liền làm theo. Hả? Thấy được hành động của Bùi Đông Lai và Trần Anh, đám người từ Thế Hải cảm thấy kinh ngạc, dừng bước lại. Bọn hắn không ngờ Bùi Đông Lai lại tỏ ra khiêm tốn như thế. Bùi Đông Lai đồng chí, Trần Anh đồng chí, hoan nghênh đã đến quân khu Bắc Cương. Sau đó, đám người từ Thế Hải liền hoàn lễ. Báo cáo thủ trưởng, Thượng úy Bùi Đông Lai nhận được mệnh lệnh cấp trên, sẽ cùng 4 đồng chí tiến hành huấn luyện tại quân khu Bắc Cương trong vòng 2 tháng. Bùi Đông Lai vẫn duy trì tư thế chào, lớn tiếng nói. Đến lúc đó, hy vọng thủ trưởng sẽ ủng hộ, trong lúc tập huấn nếu có gây ra ảnh hưởng gì với quân khu thì xin các vị thủ trưởng thông cảm. Bùi Đông Lai đồng chí, cậu không nên khách khí như vậy. Từ Thế Hải mỉm cười. Các cậu là đại biểu của quốc gia tham gia đại bỉ vũ bộ đội đặc chủng toàn cầu, là hy vọng của bộ đội đặc chủng nước Tang, vì vẻ vang nước nhà, các cậu cần những gì, chúng tôi đều đáp ứng. Cảm ơn thủ trưởng. Bùi Đông Lai nghe vậy vốn là cảm ơn, sau đó hạ cánh tay xuống. Mắt thấy Bùi Đông Lai buông cánh tay xuống, đám người từ Thế Hải cũng buông tay xuống. Bùi Đông Lai đồng chí, Trần Anh đồng chí, tôi đã chuẩn bị cơm trưa, hai người đã vất vả, đi về trước dùng cơm. Từ Thế Hải đề nghị. Cảm ơn ý tốt của thủ trưởng. Bùi Đông Lai nói cảm ơn, sau đó lắc đầu. Ba chiến hữu của chúng tôi sắp đến, chúng tôi sẽ ở đây đợi bọn họ, mặc khác ý tốt của thủ trưởng chúng tôi tâm lĩnh, chúng tôi sẽ không dùng cơm. Chờ sau khi chiến hữu đến đầy đủ, chúng tôi sẽ trực tiếp đi lên trụ sở huấn luyện Cao Sơn Hồ, đến lúc đó làm phiền thủ trưởng phái người mang chúng tôi đến căn cứ. Tự nhiên là sẽ phái người đưa các cậu đi. Bất quá chờ cơm nước xong rồi hãy đi. Từ Thế Hải do dự một chút, nói. Bùi Đông Lai thấy Từ Thế Hải vẫn kiên trì thì cười cười. Thủ trưởng, nếu không hãy đợi chúng tôi lấy cúp quán quân về rồi ngài mời chúng tôi dùng cơm sau. Chờ đến lúc đó chúng tôi sẽ thoải mái mà dùng cơm chứ hiện tại thì chúng tôi cũng không có tâm tình để dùng cơm cho lắm. Ha ha, được. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, trong lòng Từ Thế Hải âm thầm bội phục cách đối nhân xử thế của Bùi Đông Lai. Sau đó hay quay đầu nói với một vị đại lão bên cạnh. Mã chính ủy, chúng ta cần phải học tập tác phong của Long Hồn đặc chiến tiểu đội. Vâng, trong lòng Mã chính ủy cũng hiểu, tự nhiên là sướng lại. Bùi Đông Lai thấy thế, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Cùng lúc đó, phía xa xa liền truyền đến tiếng máy bay trực thăng. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã hạ cánh,
hai quân nhân mặc đồng phục mang theo ba lô đi tới trước mặt Bùi Đông Lai. Chào thủ trưởng. Rất nhanh, hai người liền hành lễ với đám người từ Thế Hải. Chào các đồng chí. Đám người từ Thế Hải liền hoàn lễ. Báo cáo đội trưởng, Vương Khuê đã có mặt. Báo cáo đội trưởng, Tôn Nhận có mặt. Sau khi chào hỏi đám người từ Thế Hải, Vương Khuê cùng Tôn Nhận liền chào hỏi Bùi Đông Lai và Trần Anh. Về hàng. Đối với hai người Vương Khuê và Tôn Nhận thì Bùi Đông Lai cũng không xa lạ gì, sau khi hoàn lễ thì hắn cười cười. Oanh! Đợi Vương Khuê và Tôn Nhận đứng sau lưng Bùi Đông Lai, thì phía xa xa lại truyền đến một tiếng trực thăng. Một lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Đông Lai, chiếc trực thăng dần dần bay về căn cứ, một thân ảnh mang theo dù nhảy từ trên trực thăng xuống. Thấy một màn như vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Đông Lai, ca ca ta tới rồi. Sau đó, không đợi mọi người nghĩ ra nguyên nhân, một giọng nói liền vang vọng lên trong không trung. Thanh rơi, người hiện. Tiêu Cuồng đã xuất hiện. Bùi Đông Lai thấy hai người Vương Khuê và Tôn Nhận tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy hành động hơi phô trương của Tiêu Cuồng thì liền nói. Tuy rằng Cuồng ca có tính ngông cuồng nhưng mà cũng không tự cao tự đại như Diệp Thiên. Tiêu Cuồng cũng nhận ra hai người Vương Khuê và Tôn Nhận có ý kiến với mình, hắn vốn định lên tiếng để hóa giải hiểu lầm. Lúc này thấy Bùi Đông Lai lên tiếng, vội vàng cười nói. Hai vị huynh đệ, sở dĩ tôi đi trực thăng đến đây cũng không phải là đùa giỡn uy phong của quân đội cũng không phải là dùng đặc quyền, mà là vì bất đắc dĩ, tôi mới chấp hành một nhiệm vụ, vì muốn nhanh chóng đến đây nên chỉ có thể đi trực thăng. Nghe Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng nói thế, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tiêu Cuồng, sắc mặt hai người Vương Khuê và Tôn Nhận dịu bớt. Báo cáo đội trưởng. Bởi vì hành động của tôi tạo thành ảnh hưởng đến đại đội, chờ sau khi đến căn cứ tôi sẽ tự kiểm điểm, sau đó. Tiêu Cuồng đứng thẳng, nghiêm trang nói, chỉ là nói đến lúc sau không biết nên nói gì cho phải. Hắn không biết nên trừng phạt mình như thế nào. Bùi Đông Lai thấy thế, cố nén ý cười. Cuồng ca, nếu anh có thành ý như vậy thì chuyện cơm nước trong 2 tháng tới sẽ giao cho anh giải quyết. Vấn đề cơm nước. Tiêu Cuồng không hiểu gì. Không riêng gì hắn, ngay cả ba người Trần Anh cũng cảm thấy khó hiểu, ở bọn hắn xem ra, hẳn là chuyện cơm nước sẽ do quân khu Bắc Cương chuẩn bị mới đúng. Vì muốn để năng lực tác chiến đội ngũ của chúng ta tăng lên, cho nên trong 2 tháng tới chúng ta sẽ tự lo mọi chuyện, ngay cả vấn đề cơm nước. Bùi Đông Lai thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Đây cũng chính là nói, trong 2 tháng tới chúng ta chỉ có huấn luyện và huấn luyện. Muốn có thức ăn thì phải đào rau dại. Hái quả dã cùng săn thú để giải quyết vấn đề này. Anh Phất, Đông Lai, cậu muốn chúng ta sống cuộc sống khổ hạnh sao? Tiêu Cuồng hú lên một tiếng, sau đó cười lớn. Bất quá, anh thích. Nói xong, ánh mắt Tiêu Cuồng sáng lên, đồng thời nắm chặt 2 đấm. 2 ngày sau, Tiêu Cuồng điên cuồng tập luyện đến mức ngủ luôn trên sân huấn luyện. Hai người Vương Khuê và Tôn Nhận cũng giống như Tiêu Cuồng, cũng huấn luyện một cách liều mạng. Tuy rằng cường độ huấn luyện của Trần Anh kém Tiêu Cuồng nhưng cũng không chút thua kém hai người Vương Khuê cùng Tôn Nhận. Đối với nàng mà nói, nàng muốn tham gia thi đấu này chính là vì muốn bản thân trở lại như ngày xưa. Trước khi giải đấu bắt đầu, huấn luyện là điều duy nhất mà nàng có thể làm. Thấy 4 người Tiêu Cuồng huấn luyện liều mạng, Bùi Đông Lai cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng lo lắng thân thể của bọn họ sẽ không thể thừa nhận, vì thế hắn liền liên hệ với Miêu Lão Gia Tử. Lấy những dược vật mà trước kia Bùi Vũ Phu dùng để cải thiện thể chất cho hắn, cung cấp cho 4 người sử dụng. Sau khi ngày thứ 10 kết thúc, 4 người Tiêu Cuồng bắt đầu đi ngâm dược vật, mà Bùi Đông Lai thì lưu lại, cởi hết quần áo ra, chỉ mặc 1 chiếc quần đùi, bắt đầu luyện võ trong đống tuyết. Bốp, bốp, bốp. Dưới ánh trăng, thân hình Bùi Đông Lai hóa thành từng đạo ảo ảnh mà luyện Bùi Gia Quyền. Sau khi đánh Bùi Gia Quyền 5 lần thì Bùi Đông Lai dừng lại. Dường như có suy nghĩ gì đó. Dựa theo tốc độ này thì trước khi tham dự đại bỉ võ, bản thân mình sẽ bước đến cánh cửa hóa kính đại thành. Nói xong, ánh mắt Bùi Đông Lai tràn đầy chờ mong. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Bùi Đông Lai lập tức đi đến tuyết sơn, chuẩn bị lấy nham thạch trên tuyết sơn làm bia ngắm để luyện sát chiêu lôi đình. Hả? Khi Bùi Đông Lai chuẩn bị luyện tập thì đột nhiên hắn cảm nhận một khí tức nguy hiểm, trong lòng vừa động, ngưng thần nhìn phương xa. Lập tức thấy một bóng người đang đi về phía mình. Người này mặc một thân áo trắng, hoàn toàn sáp nhập vào bóng đêm,
nếu không phải thị lực và lực cảm nhận nguy hiểm của Bùi Đông Lai cao hơn thường nhân thì sẽ không phát hiện sự tồn tại của người này. Trong đêm tuyết, người này cũng không để ý chuyện bị Bùi Đông Lai phát hiện, mắt thấy ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn tới, bước chân nàng cũng không dừng lại, giống như là một trận gió lướt tới trước người Bùi Đông Lai. Toàn thân Bùi Đông Lai căng thẳng, âm thầm đề phòng. 300m, 200m, 100m. Khi cách Bùi Đông Lai khoảng 30m thì thân ảnh này dừng lại. Hiện ra trong tầm mắt Bùi Đông Lai là một nữ nhân. Trong đêm tuyết giá lạnh như thế này, trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng phong phanh, đôi chân ngọc bước đi trên tuyết, dường như không sợ hãi rét lạnh. Nữ nhân này có vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn như tuyết, khuôn mặt trái xoan, dùng từ sắc nước hương trời để hình dung nàng cũng không chút quá phận. Nhưng mà hấp dẫn Bùi Đông Lai chính là trán của nữ nhân này. Trên trán nàng có một miếng bảo thạch màu đỏ, bảo thạch toát ra ánh sáng nhạt, làm cho người ta cảm thấy trên người nàng toát ra một hơi thở thần bí. Thánh nữ Ma Bồ, Tô Bồ Đề. Trong đầu Bùi Đông Lai liền hiện lên cái tên này, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Hắn không biết một trong tam đại thánh nữ của Ma Bồ, Tô Bồ Đề đến đây tìm mình để làm gì. Nghe được Bùi Đông Lai nói ra lai lịch của mình, Tô Bồ Đề không khỏi nhíu mày, dường như nàng không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nhận ra mình. Dù sao từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng giao tiếp với người ngoài. Có lẽ cô rất tò mò tại sao ta lại biết lai lịch của cô. Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh, nói. Cô không cần phải cảm thấy kinh ngạc, phàm là người tham gia vào trận chiến đó, ta đều nhớ ở trong lòng. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, trong lòng Tô Bồ Đề cảm thấy bất an. Một ngày nào đó, ta sẽ vặt dụng đầu đám người vây công cha ta, để tế trước linh hồn của người. Giọng nói của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại vô cùng rét lạnh. Bao gồm cả thủ lĩnh tổ chức Ma Bồ, cũng là sư phụ của cô, lão yêu bà Linh Lung kia. Tiện nam, ngươi nói cái gì? Nghe được lời cuối của Bùi Đông Lai, TBL liền nổi giận. Ngươi dám nói sư phụ của ta là lão yêu bà, còn muốn giết người? Bùi Đông Lai hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta vừa nói, phàm là người nào vây công cha ta, đều phải chết. Ngươi, nghe Bùi Đông Lai nói thế, Tô Bồ Đề giận đến tím mặt, nhưng mà chỉ phun ra được một chữ ngươi sau đó tay phải vung lên. Ngươi muốn ăn đòn. Vù, Tô Bồ Đề vừa nói xong, một tấm lụa màu trắng liền từ trong tay áo nàng bắn ra. Trên tấm lụa có một quả cầu nhỏ màu váng, quả cầu chỉ nhỏ như hạ đào, nhưng bị TDB ném ra, quả cầu lại giống như một ngôi sao băng, bắn đi rất nhanh. Thật nhanh, thấy được quả cầu bắn về phía mình, trong lòng Bùi Đông Lai cả kinh, không dám lãnh đạo, vội vùng túc đế dũng tuyền, thiên đình phát kình cả người giống như quỷ mị, nghiêng người né tránh. Vù, ngay khi Bùi Đông Lai vừa lắc mình né qua thì quả cầu màu vàng kia bắn tới chỗ tới Bùi Đông Lai đứng lúc nãy. Mục tiêu là chân Bùi Đông Lai. Tiện nam, trốn chỗ nào? Một kích không trúng, Tô Bồ Đề cũng không dừng tay lại, tay phải kéo quả cầu về, tay trái run lên, lại một quả cầu khác bắn về phía Bùi Đông Lai. Mục tiêu vẫn là chân của Bùi Đông Lai. Bốp! Giống như lần đầu, quả cầu chưa đến thì Bùi Đông Lai đã né tránh, quả cầu liền đánh lên trên mặt tuyết, phát ra một tiếng vang, tuyết bắn tứ tung. Vù! Liên tục công kích hai lần mà không trúng, TBL liền ra tay nhanh hơn, lực đạo lại mãnh liệt hơn, quả cầu thứ ba lại bắn tới, trong nháy mắt đã đến trước người Bùi Đông Lai. Nhưng mà, làm cho Tô Bồ Đề không ngờ chính là lúc này Bùi Đông Lai không có nóng lòng né tránh, đợi khi quả cầu gần bay đến sát người thì chân trái hắn vung lên, cả người nghiêng lên, thoải mái né tránh đợt công kích thứ ba của Tô Bồ Đề. Hừ, tránh được công kích, Bùi Đông Lai liền hừ lạnh, tay phải vung lên. Bắt lấy tấm lụa màu trắng. Buông tay của ngươi ra. Mắt thấy Bùi Đông Lai nắm lấy tấm lụa của mình, Tô Bồ Đề nở nụ cười hài hước, tay phải phát lực, kéo lại tấm lụa, trong nháy mắt tấm lụa liền bắn trở lại tay nàng, rồi nàng phát lực, ném tấm lụa về phía tay phải của Bùi Đông Lai. Đối mặt với đòn phản kích của TBL, Bùi Đông Lai cũng không có kinh hoàng, mà là nắm chặt lấy tấm lụa, đồng thời tay trái chém ra, hóa thủ làm trưởng, chụp vào tấm lụa. Một chưởng đánh ra, quả cầu nhỏ trên tấm lụa lên bắn lên trời. Trả lại cho cô. Sau đó, đợi quả cầu kia gần rơi xuống đất, Bùi Đông Lai đột nhiên nhảy lên, xoay người, đá ra. Đá giỏ lái.
Bốp! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, quả cầu bị Bùi Đông Lai đá trúng, bắn nhanh về phía Tô Bồ Đề. Hả? Mắt thấy Bùi Đông Lai không những hóa giải được đòn công kích của mình, hơn nữa còn chuyển thủ làm công, đá quả cầu về phía mình, ánh mắt TDL hiện lên một đạo tinh quang, lại không lộ ra chút kinh hoàng nào, mà đợi khi quả cầu bay gần tới người thì nàng phất tay áo lên, quả cầu liền rơi vào trong ống tay áo của nàng. Thật không ngờ con của lão tiện nam kia lại có thể ngăn cản được một đòn công kích của ta. Lấy lại quả cầu, Tô Bồ Đề cũng không có tấn công, mà có chút hứng thú nhìn Bùi Đông Lai. Tuy rằng ta chỉ dùng nửa thực lực, nhưng mà ngươi làm rất tốt, cũng không làm mất mặt lão tiện nam kia. Bùi Đông Lai vốn là định từ từ rút lui, nhưng mà khi hắn nghe Tô Bồ Đề gọi Bùi Vũ Phu là lão tiện nam thì một cỗ sát ý kinh khủng trên người hắn phun ra. Hả? Cảm nhận được sát ý khủng bố trên người Bùi Đông Lai, Tô Bồ Đề không khỏi cả kinh, bất quá rất nhanh nàng nở nụ cười khinh thường. Như thế nào, muốn giết ta, ngươi được không? Bù! Trả lời TDB là một tiếng xé gió. Trong đêm tuyết, Bùi Đông Lai động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, cả người giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất, lao nhanh về phía Tô Bồ Đề. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động công kích. Hừ! Mặc dù tốc độ của Bùi Đông Lai rất nhanh nhưng Tô Bồ Đề vẫn bất động như cũ, nàng hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, quả cầu trong tay áo lại bắn về phía Bùi Đông Lai. Cảm nhận được đòn công kích của Tô Bồ Đề, tốc độ Bùi Đông Lai hơi giảm lại, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tránh thoát. Vù! Quả cầu thứ nhất vừa mới lướt qua, quả cầu thứ hai lại lao tới, trực tiếp đến trước người Bùi Đông Lai. Mắt thấy không có cách nào trốn tránh, Bùi Đông Lai giảm tốc độ lại. Thân mình cong lên, đột nhiên ngửa mặt ra sau, lưng kề sát đây, hai chân dính chặt trên mặt đất. Thời khắc nguy cơ, Bùi Đông Lai liền dùng thiết bản kiều. Vù! Quả cầu thứ hai liền bắn sát qua đầu Bùi Đông Lai, kinh phong ập đến làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy cả khuôn mặt đau rát. Nhưng mà... không đợi Bùi Đông Lai né được quả cầu thứ hai, đột nhiên quả cầu thứ nhất lại quay lại, giống như là có ánh mắt vậy, từ phía sau bắn lại. Làm cho Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không được. Trong lòng Bùi Đông Lai cả kinh, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải lăn một vòng để né tránh. Bằng! Bằng! Khi Bùi Đông Lai vừa né tránh hai đòn công kích của Tô Bồ Đề, thì đột nhiên hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn bắn thẳng về phía Tô Bồ Đề. Tô Bồ Đề biến sắc, vội vàng nhảy lên. Bốp! Bốp! Hai viên đạn liền găm thẳng vào nơi Tô Bồ Đề đứng trước đó, phát ra hai tiếng trầm đục. Bằng, bằng, lại hai tiếng súng khác vang lên. Chết tiệt, Tô Bồ Đề biết mình bị bắn lén, hổn hển mắng một tiếng, cả người lại lóe lên. Liên tục né được bốn viên đạn, Tô Bồ Đề biết cho dù thực lực bản thân mạnh hơn Bùi Đông Lai nhưng mà Bùi Đông Lai có sự trợ giúp của tay súng bắn tía thì nàng cũng không thể chiếm được tiện nghi gì, vì thế nàng liền lui ra xa, thoát khỏi tầm nhắm của Tiêu Cuồng và Trần Anh. Tiểu tiện nam, sư phụ của ta vì giúp lão tiện nam kia mà bị thương nặng. Người không những không tới thăm, ngược lại còn cho rằng lão nhân gia người là người vây công lão tiện nam, hơn nữa còn mắng lão nhân gia là lão yêu bà, tội không thể tha thứ. Tô Bồ Đề lướt nhẹ đi, giọng nói như sấm rền vang vọng cả tuyết sơn. Khoản nợ này bản thánh nữ sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Lộp bộp, nghe lời nói giận dữ của Tô Bồ Đề, Bùi Đông Lai không có truy kích, mà là cả người chấn động, sững sờ đứng ngay tại chỗ. Từ sau khi Bùi Vũ Phu mất đi, Bùi Đông Lai đã vận dụng mọi con đường để tìm hiểu sự thật của việc này nhưng mà mọi cố gắng của hắn đều không có thu hoạch gì. Mà giờ khắc này, Tô Bồ Đề lại nói thủ lĩnh của tổ chức Ma Bồ là Linh Lung Tổ Đề không có vây công Bùi Vũ Phu hơn nữa còn trợ giúp cho Bùi Vũ Phu. Điều này làm cho Bùi Đông Lai vô cùng khiếp sợ. Sau đó Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo Tô Bồ Đề để hỏi gì đó nhưng mà cũng không tìm thấy được bóng dáng của nàng. Mắt thấy Tô Bồ Đề đã rời đi, Bùi Đông Lai không nhịn được mà tự hỏi chẳng lẽ những gì nàng nói là thật sao? Nếu nàng nói dối, vậy mục đích của nàng là gì? Là bởi vì chuyện mình huyết tẩy Nhật Bản, làm cho tổ chức Ma Bồ cảm nhận được nguy cơ, nên nàng nói dối để cầu hòa với mình sao? Nếu nàng đại biểu cho tổ chức Ma Bồ thì tại sao vừa thấy mình nàng liền sinh ra địch ý, hơn nữa lại vung tay với mình? Bùi Đông Lai phủ định khả năng này, thậm chí hắn cảm thấy được nếu tổ chức Ma Bồ muốn cầu hòa thì sẽ không để Tô Bồ Đề đến để đàm hoạt nói chuyện hòa giải. Nếu không phải cầu hòa thì mục đích là gì? Bùi Đông Lai lại hỏi mình,
kết quả là không thể nghĩ ra, cuối cùng phủ định ý niệm Tô Bồ Đề nói dối. Như vậy, Bùi Đông Lai cho rằng rất có thể Tô Bồ Đề nói cuộc chiến thần bảng là thật. Xác định được điều này, Bùi Đông Lai liền tỏ ra khẩn trương, hắn rất muốn biết chân tướng sự tình. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai suy nghĩ thêm cái gì thì Tiêu Cuồng cùng Trần Anh chạy nhanh tới chỗ Bùi Đông Lai, mà Vương Khuê cùng Tôn Nhận lưu lại tại trụ sở trên núi, đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, phòng ngừa Tô Bồ Đề lại xuất hiện. Đông Lai, người đàn bà kia là ai? Sao cô ta lại động thủ với cậu? Tiêu Cuồng chạy nhanh đến trước người Bùi Đông Lai, tỏ ra lo lắng nói. Trần Anh cũng không nói gì, vẻ mặt lo lắng nhìn Bùi Đông Lai, đợi Bùi Đông Lai trả lời. Nàng là thánh nữ của tổ chức Ma Bồ, Tô Bồ Đề. Cảm nhận được sự lo lắng của Trần Anh và Tiêu Cuồng, sắc mặt Bùi Đông Lai phức tạp, nói. Tôi cũng không biết tại sao nàng động thủ với tôi. Ách, Tiêu Cuồng nghe vậy, vẻ mặt ngạc nhiên thậm chí ngay cả Trần Anh cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Nói vậy hai người cũng nghe được lời cuối cùng của nàng, dựa theo nàng nói thì sư phụ của nàng cũng chính là thủ lĩnh của tổ chức Ma Bồ ở trong cuộc chiến thần bảng đã giúp cha tôi. Cũng bị thương nặng, như vậy nàng cũng không nên lấy thân phận địch nhân đến đây để tìm tôi. Bùi Đông Lai thở dài. Nhưng nếu nàng không phải là địch nhân thì thật sự tôi không hiểu lý do nàng động thủ, hoặc là nói động cơ của nàng. Dựa theo tin tức mà Long Nha thu được, trong trận chiến ấy, trừ Long Vương và Giáo Hoàng gia thì Bùi Thúc bị những cường giả khác trên thần bảng vây công, làm sao lão thái bà kia lại giúp Bùi Thúc được. Tiêu Cuồng tỏ ra nghi hoặc, sau đó mắng. Đông Lai, theo ca thấy, con quỷ nhỏ kia là đang cố ý lừa cậu. Cuồng ca, anh có thể liên lạc với Long Vương không? Bùi Đông Lai hỏi. Được. Lập tức liên hệ với Long Vương, tôi muốn gọi điện thoại với ông ấy. Mười mấy phút sau, trong căn cứ, Bùi Đông Lai đã nối liên lạc với Diệp Cô Thành. Đông Lai, cậu tìm ta sao? Được thoại được chuyển, giọng nói của Diệp Cô Thành vang lên, giọng nói của hắn tỏ ra nghi hoặc. Nghi hoặc tại sao Bùi Đông Lai lại gọi cho mình. Lúc nãy tôi đã gặp một trong tam đại thánh nữ của tổ chức Ma Bồ là Tô Bồ Đề. Bùi Đông Lai chủ động nói. Không đợi Bùi Đông Lai nói xong, Diệp Cô Thành đã lên tiếng hỏi. Nàng tới giết cậu sao? Hẳn là không phải. Bùi Đông Lai nhớ lại mọi chuyện, giọng nói tỏ ra khẳng định. Bởi vì tuy rằng nàng động thủ cùng tôi nhưng mà cũng không có động sát cơ, mặt khác lúc rời đi nàng có nói. Nói sư phụ của nàng bởi vì đã trợ giúp cha tôi trong cuộc chiến thần bảng kia mà bị thương nặng, ngài có biết chuyện này không? Không biết. Diệp Cô Thành nghe vậy, trong lòng vừa động, vốn là đáp một câu, theo sau như là nghĩ tới điều gì, nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói. Bất quá bản thân ta cũng biết chuyện giữa cha cậu và Linh Lung Tổ Đề. Chuyện gì? Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Bùi Đông Lai có chút kích động. Năm đó, Linh Lung Tổ Đề có đến Trung Quốc gặp qua cha cậu, cuối cùng giao thủ với cha cậu nhưng thua ở trong tay cha cậu. Diệp Cô Thành nhớ lại chuyện cũ, giọng nói thổn thức. Lúc ấy tuy rằng Linh Lung Tổ Đề bại trong tay cha cậu nhưng cũng không có cậu oán hận này, ngược lại nàng thua tâm phục khẩu phục, thậm chí còn yêu cha cậu, bất quá khi đó cha cậu đã yêu mẹ cậu nên ông ta đã từ chối Linh Lung Tổ Đề. Ách! Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Bùi Đông Lai cả kinh không nhẹ. Lúc ấy, Linh Lung Tổ Đề là đệ tử giỏi nhất trong giới võ học Indy, là thiên tài của Indy, tự nhiên là tâm cao khí ngạo, ngoài ra bởi vì nàng quá xuất chúng cho nên có vô số người theo đuổi nàng. Diệp Cô Thành tiếp tục nói. Đối mặt với lời từ chối của cha cậu, nàng đã chịu sự đả kích, giận dữ rời khỏi Trung Quốc, trở lại Indy bế quan, nhưng mà làm cho nàng không ngờ chính là sau khi nàng soát quan thì cha cậu đã mai danh ẩn tích. Nếu nói vậy thì những gì Tô Bồ Đề nói là thật. Bùi Đông Lai hỏi lại. Nếu theo như lời cậu nói, Tô Bồ Đề không động sát cơ với cậu thì những gì Tô Bồ Đề nói là thật. Diệp Cô Thành cũng làm ra phán đoán, sau đó bổ sung. Bất quá, chỉ có những người tham gia mới biết được tình huống thực tế của trận chiến ấy. Xem ra tôi cần phải di in đi rồi. Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi nói. Diệp Cô Thành nghe vậy, vội vàng ngăn cản. Không được. Tại sao? Bùi Đông Lai cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo tin tức mà ta mới lấy được thì thủ lĩnh của tổ chức Ma Bồ cũng không còn là Linh Lung Tổ Đề nữa. Diệp Cô Thành ngữ xuất kinh nhân. Mà là một người tên là Cổ Cách, hắn là cao thủ số 2 của giới võ học Indy, cũng là sư huynh của Linh Lung Tổ Đề,
Hơn nữa khi còn trẻ thì hắn đã từng theo đuổi Linh Lung Tổ Đề, nhưng Linh Lung Tổ Đề cũng đã từ chối. Lại nói sau khi sư phụ của Linh Lung Tổ Đề mất đi, Linh Lung Tổ Đề đã tự nghĩ ra Ma Bồ Phái, mà Cổ Cách lại thành lập tổ chức Ma Bồ. Bùi Đông Lai nhíu mày không nói. Hắn hiểu ý của Diệp Cô Thành, theo đuổi Linh Lung Tổ Đề nhưng không có kết quả, hơn phân nửa là vì cha mình, ai có thể đảm bảo Cổ Cách sẽ không đem ân oán năm đó đổ trên người mình. Đông Lai, một ngày nào đó tin tức của trận chiến thần bảng đó sẽ được phơi bày, cậu không cần phải gấp. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Diệp Cô Thành hữu ý vô ý nhắc nhở. Dù sao bây giờ thực lực của cậu còn quá yếu, cho dù biết tin tức thì cậu cũng không thể báo thù cho cha mình. Bùi Đông Lai trầm mặc, vẻ mặt biệt khuất. Tuy rằng hiện giờ thực lực của hắn tiến bộ thần tốc, đã bước vào cánh của hóa kính nhập môn, nhưng mà muốn giết được những cường giả vây chiến Bùi Vũ Phu kia thì là điều không thể. Dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh bại hậu nhân hay truyền nhân của những cường giả kia cũng là điều không thể. Đông Lai, cậu cũng không nên nản chí, lấy tiến bộ của cậu thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa, cậu sẽ không có đối thủ trong lứa tuổi của cậu, thậm chí đợi cho những cường giả kia khôi phục lại thương thế thì cậu cũng đủ sức chiến với bọn họ một trận. Dường như đoán được tâm tình của Bùi Đông Lai, Diệp Cô Thành mở miệng. Hơn nữa, sau khi quy định của lần đại bỉ võ này được công khai thì các đội ngũ quốc gia khác cũng sẽ phái ra những quân nhân cực mạnh, tính tàn khốc và nguy hiểm sẽ còn đáng sợ hơn chiến trường. Đối với quân nhân mà nói, chiến trường là nơi tăng thực lực tốt nhất, ta tin tưởng cậu sẽ không để cho ta thất vọng, càng không cô phụ sự kỳ vọng của Vũ Phu. Cảm ơn cậu. Bùi Đông Lai mở miệng, giọng nói khàn khàn, chỉ cảm thấy có cái gì ngăn lại cổ họng vậy. Diệp Cô Thành biết đêm nay Bùi Đông Lai đã bị đả kích không nhẹ, không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cha, con có thể làm được. Để điện thoại xuống, Bùi Đông Lai nắm chặt hai quả đấm, đứng thẳng lưng, nở ra nụ cười ngây ngô như qua tử trước kia. 5 giờ sáng, màn đêm vẫn bao phủ cả thiên sơn, từng cơn gió tuyết lạnh ào ào. Rất nhanh, Trần Anh, Tiêu Cuồng, Tôn Nhân cùng Vương Khuê đã ăn mặc chỉnh tề, từ trong lều mình bước ra. Cuồng thiếu, cậu có biết dược vật mà Đông Lai cho chúng ta là cái gì không? Quả thật rất thần kỳ, tối qua xương cốt cả người tôi nhức mỏi, thế mà hôm nay lại không có việc gì cả. Ra khỏi lều, Tôn Nhận liền hỏi Tiêu Cuồng. Nghe Tôn Nhận nói thế, Vương Khuê cũng phụ họa thêm. Đúng a, nếu không có Đông Lai cung cấp dược vật thì sợ rằng chúng ta cũng không thể huấn luyện với cường độ cao như thế này. Nghe nói Đông Lai có quan hệ tốt với Miêu Gia ở Tây Nam. Dược vật này chắc là do Miêu Gia cung cấp. Trong mấy người, Tiêu Cuồng là quen thuộc với Bùi Đông Lai nhất, cho nên đoán được. Chẳng lẽ các người cảm thấy hôm nay có cái gì đó không đúng sao? Đột nhiên, Trần Anh lên tiếng. Nghe Trần Anh nói thế, ba người Tiêu Cuồng vốn là ngẩn ra, sau đó bọn hắn phát hiện được một vấn đề, Bùi Đông Lai vẫn chưa xuất hiện. Trước đây, Bùi Đông Lai là người dậy sớm nhất, luôn ở bên ngoài chờ bọn họ tập hợp. Mà hôm nay Bùi Đông Lai lại không có mặt. Không phải Đông Lai còn ngủ đó chứ? Tôn Nhận có chút không tin mà hỏi. Theo lý thuyết thì hẳn là không có a. Tôn Nhận không tin, Vương Khuê cũng không tin, Trần Anh cùng Tiêu Cuồng lại càng không tin, bọn họ tình nguyện tin trên đời này có quỷ cũng không tin Bùi Đông Lai sẽ ngủ nướng. Chắc là Đông Lai rời giường đi huấn luyện rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt của Tiêu Cuồng nhìn về phía con đường nhỏ. Ba người Trần Anh nghe vậy, mơ hồ nghe được tiếng bước chân, vội đưa mắt nhìn về phía đường nhỏ. Dần dần, bóng dáng Bùi Đông Lai xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nương theo ánh trắng, bọn hắn mơ hồ thấy được Bùi Đông Lai ăn mặc chỉnh tề, mang theo ba lô, chạy nhanh trên đường tuyết. Thấy vậy, bốn người Tiêu Cuồng biến sắc. Theo trí nhớ của bọn họ thì tối qua sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Long Vương Diệp Cô Thành thì Bùi Đông Lai cũng không có đi ngủ, mà đi luyện quyền gần tiếng. Sau đó ngồi ở trong đống tuyết để đả tọa, thổ nạp, dùng cách này để làm cho lục phủ ngũ tạng cường đại hơn. Thẳng cho đến khi bọn họ đi vào giấc ngủ thì Bùi Đông Lai vẫn còn tu luyện. Tối qua cậu ta ngủ mấy giờ, hoặc là nói cậu ta không có ngủ. Trong phút chốc, đám người Tiêu Cuồng liền có suy nghĩ. Không có đáp án. Thật có lỗi, tôi đến muộn rồi. Khi đến trước mặt bốn người Tiêu Cuồng, phát hiện mình đã đến trễ 2 phút thì Bùi Đông Lai lập tức xin lỗi. Đông Lai, tối qua cậu có ngủ không? Tiêu Cuồng không quan tâm đến chuyện Bùi Đông Lai đến trễ, hắn chỉ để ý đến chuyện tối qua Bùi Đông Lai có ngủ hay không,
vì thế liền mở miệng hỏi. Không ngủ. Bùi Đông Lai trầm ngâm một chút, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Không ngủ. Ách. Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai, bốn người Trần Anh đều cả kinh, huấn luyện với hạng mục nặng như thế nếu không ngủ thì chỉ sợ là chết bất đắc kỳ tử, chứ không phải là vui vẻ như hiện giờ. Bên trong Bùi Gia Quyền có phương pháp thổ nạp, chẳng những có thể làm cho lục phủ ngũ tạng cường đại, còn có thể khôi phục tinh thần, cũng chính là thần trong võ học. Thấy bốn người tỏ ra ngạc nhiên, Bùi Đông Lai giải thích. Đây cũng là tôi mới vừa phát hiện. Phét, Đông Lai, đây cũng là nói sau này chú không cần ngủ nữa à? Tiêu Cuồng nghe vậy, càng thêm khiếp sợ. Ca cũng học từ Long Vương một bộ thổ tức, tại sao lại không có công hiệu này? Tôi cùng mò mẫm đụng phải chuột chết, vừa mới lĩnh ngộ được một chút, đợi sau khi xác định không tạo thành nguy hại thì sẽ dạy cho mọi người. Bùi Đông Lai cười cười nói dối một câu. Sau khi tán dóc với nhau một chút, một ngày huấn luyện mới bắt đầu. Dựa theo kế hoạch huấn luyện, đầu tiên chính là huấn luyện thể năng, Bùi Đông Lai dẫn theo đám người Tiêu Cuồng mang theo ba lô nặng 50kg, chạy bộ trong tuyết sơn. Vì lo lắng thể đám người Tiêu Cuồng không thể chịu đựng được, Bùi Đông Lai đã để mọi người chạy chậm. Dù là như thế, sau khi lên tới đỉnh núi thì thể năng của đám người Tiêu Cuồng cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Bởi vì biết được trong lần đại bỉ võ lần này sẽ thi đấu ba hạng mục là đột kích cá nhân, tác chiến đoàn thể cùng cách đấu cá nhân. Vì thế mỗi ngày mấy người Bùi Đông Lai đều luyện tập ba hạng mục này. Khi vừa tới trưa, bọn người Bùi Đông Lai đã chạy lên tới đỉnh núi, sau đó bắt đầu huấn luyện đột kích, rồi bắt đầu phối hợp đoàn thể, để có thể có được một chiến thuật hợp lý. Sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người lại chạy bộ về trụ sở, làm cơm ăn, tranh thủ một chút để nghỉ ngơi. Xong cơm trưa, lại bắt đầu chạy tới Cao Sơn Hồ, tiến hành huấn luyện xạ kích. Huấn luyện có chỗ bất đồng so với những quân nhân bình thường, phương pháp mà Bùi Đông Lai đề ra chính là bắn vào những con chim đang bay lượn trên mặt hồ. Bắn di động đã khó, bắn những con chim bay với tốc độ cao này càng khó hơn. Cho nên, ngày đầu tiên, Tôn Nhận cũng không bắn được con nào, mà Vương Khuê thì càng khỏi phải nói. Thậm chí ngay cả Trần Anh cùng Tiêu Cuồng chỉ có thể bắn chúng mỗi người một con chim nhỏ, chỉ có Bùi Đông Lai vẫn duy trì bách phát bách chúng. Điều này làm cho đám người Tiêu Cuồng nhìn về Bùi Đông Lai giống như là nhìn một con quái vật. Cũng may là thời gian trôi qua, đám người Tiêu Cuồng dần dần có tiến bộ, sau 10 ngày, bọn họ cũng đã bắn chúng. Sau khi huấn luyện xong xạ kích, là bắt đầu hoán luyện cách đấu, thông thường là Tôn Nhận đối chiến với Vương Khuê, Tiêu Cuồng và Trần Anh đối chiến với nhau, sau đó bốn người sẽ hợp lực vây công Bùi Đông Lai. Như vậy, sau khi huấn luyện xong, thể lực của bọn họ sẽ hết sạch. Khi ánh trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, ngày huấn luyện thứ 11 đã kết thúc, trừ Bùi Đông Lai ra, bốn người Tiêu Cuồng đều nằm thở gấp bên bờ hồ, đồng thời đưa mắt nhìn về phía đám chim trên hồ nước. Xuống nước. Bõm. Bùi Đông Lai vừa ra lệnh, tất cả mọi người đều nhảy xuống nước, bơi về phía đàn chim. Bọn họ thông qua cách này để khiêu chiến cực hạng thể năng, đồng thời bắt hết những con chim này. Bởi vì những thịt này là bữa cơm trưa ngày mai của bọn họ. 9 giờ đêm, hai người Vương Khuê và Tôn Nhận vừa mới ngâm dược vật xong, kéo thân mình trở về lều, liền nằm xuống, hoàn toàn không có động tĩnh. Đông Lai, ca cùng Trần Tỷ tập luyện với cậu. Thấy Vương Khuê cùng Tôn Nhận đi vào giấc ngủ tuy rằng Tiêu Cuồng mệt mỏi nhưng mà cũng không có ý đi ngủ, đề nghị với Bùi Đông Lai. Lần này hai người bọn ca sẽ dùng toàn lực, cậu cứ thẳng tay vào. Nghe được Tiêu Cuồng nói thế, thấy Trần Anh không có ý kiến gì thì Bùi Đông Lai liền gật đầu đồng ý. Vù, 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 bốp, bốp, bốp. Sau đó, tiếng xé gió, tiếng quyền cước liền vang lên. Một tiếng sau. Tiêu Cuồng nằm trên bãi đất trống, vô lực mà nói. Phét, Đông Lai, nếu không phải ca tin Trần Tỷ thì ca sẽ không tin một năm trước chú mới chỉ là minh kính. Bùi Đông Lai cười cười không lên tiếng, mà Trần Anh thì đi vào lều rồi nằm xuống ngủ. Trong vòng một năm, từ minh kính đến hóa kính, chú còn dám nói mình không biến thái sao? Mà nó, Long Vương nói ca là thiên tài, bây giờ chú lại càng hơn ca. Nói xong vài câu. Tiêu Cuồng liền nằm ngủ luôn. Bùi Đông Lai thấy thế, cười khổ rồi đưa Tiêu Cuồng vào lều. Ra khỏi lều, Bùi Đông Lai vẫn giống như những ngày trước, ngồi xuống khoanh chân tu luyện thổ tức. Thổ tức không được bao lâu,
Bùi Đông Lai cảm thấy cả người vô lực, lại cảm thấy bên trong người truyền ra một cơn đau, giống như là kim đâm vậy. Xem ra khí kình và thần đã tiêu hao hết rồi, lại đạt đến cực hạn. Cảm nhận được thân thể truyền đến cơn đau, thân thể Bùi Đông Lai bắt đầu run lên. Qua tử, con có thể. Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn trời. Nói xong, hắn bằng vào lực ý chí kiên cường của mình, hoàn toàn không để ý đến cơn đau trong người, tiếp tục bức bách thân thể tiếp tục tu luyện. Qua một lúc, thân thể Bùi Đông Lai càng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, khuôn mặt biến dạng, nhìn qua giống như vô cùng thống khổ. Kiên trì, ta phải kiên trì. Bùi Đông Lai cắn chặt răng, máu tươi trong miệng tràn ra, hắn cũng không có để ý đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết qua bao lâu, khi Bùi Đông Lai cảm thấy mình không thể kiên trì nữa thì đột nhiên một cảm giác thoải mái truyền đến, thân thể cũng khôi phục vài phần khí lực. Thậm chí trong cơ thể hắn lại tràn ra một ít khí kình, tuy rằng rất ít nhưng vẫn tồn tại. Nhận thấy được điểm này, sắc mặt trắng bệch của Bùi Đông Lai nở ra một nụ cười. Mặc dù hắn thừa nhận cơn đau còn lớn hơn tối qua nhưng mà cuối cùng hắn đã đạt đến cực hạn. Không điên không thành ma. Hắn tin chắc sẽ có một ngày khổ tận cam lại. Vào giữa trưa, trong một cung điện trên đỉnh Tu Di Sơn. Bồ Đề, muội muốn tham gia đại bỉ võ lần này sao? Trong cung điện, một nữ nhân mặc chiếc áo choàng màu xanh biếc, đưa mắt nhìn về phía Tô Bồ Đề mà hỏi. Tô Bồ Đề gật đầu. Trước mắt đã xác định tên tiểu tiện nam kia tham gia đại bỉ võ lần này, muội phải đi giáo huấn hắn. Bồ Đề, sư phụ vì Bùi Vũ Phu mà vì tình sở khốn hơn 20 năm, sau đó xuất quan, cuối cùng lại vì hắn mà bị trọng thương. Mắt thấy Tô Bồ Đề tỏ ra kiên quyết, một nữ nhân khác cau mày nói. Nói vậy sư phụ sẽ vô cùng để ý đến tên tiểu tử kia, muội muốn gặp sư phụ đi giáo huấn hắn, hơn nữa lại còn tham gia đại bỉ võ, nếu đợi sau khi soát quan sư phụ biết chuyện này thì người sẽ trách phạt muội. Năm đó lão tiện nam kia đã làm tổn thương sư phụ vì lão tiện nam kia mà bị thương nặng, mà tên tiểu tiện nam kia còn không cảm kích hơn nữa lại nói sư phụ cũng với những cường giả trên thần bảng vây công lão tiện nam kia, đáng giận nhất chính là hắn khẩu suất cuồng ngôn. Nói muốn chặt đầu sư phụ để báo thù. Nói tới đây, Tô Bồ Đề vô cùng tức giận. Cho dù sư phụ có trách muội thì muội cũng phải hung hăng giáo huấn hắn. Hai vị thánh nữ nghe vậy đều không nói gì nữa. Cùng lúc đó trong trang viên gia tộc Gambino tại New York. Lúc này, Anthony Gambino ngồi trong thư phòng, ngậm một điếu xì gà, vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng âm lãnh. Người ngoài nhìn vào có thể phát hiện tâm tình của Anthony Gambino lúc này là không tốt. Tất cả chuyện này đơn giản là sau khi chuyện Bùi Đông Lai huyết tẩy Nhật Bản, gia tộc Mafia liền tổ chức một buổi hội nghị, cấm mọi người trong Mafia trêu chọc Bùi Đông Lai, điều này đã làm cho Anthony Gambino vô cùng khó chịu. Tuy rằng trong lòng không thích nhưng vì đã đạt được hiệp nghị với Vio cho nên lấy đại cục trước mắt, Anthony Gambino cũng không dám có hành động gì gây hấn với Bùi Đông Lai. Mà hai ngày trước, quân phương M truyền cho hắn một tin tức, điều này đã làm cho hắn vui mừng. Tin tức nói rằng Bùi Đông Lai sẽ tham gia đại bỉ võ lần này. Sau khi biết được tin tư C này, Anthony Gambino liền thông chi cho một tên thủ hạ ở châu Mỹ trở lại trang viện Gambino. Cốc cốc! Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, làm cho Anthony lấy lại tinh thần, hắn bóp tắt điều xì gà, tựa lưng vào ghế, trầm giọng. Vào đi. Két. Cửa được mở ra, một gã đại hán da đen đi vào thư phòng. Mớc, dường như thực lực của ngươi đã tăng lên rồi. Mắt thấy đại hán da đen cách mình chừng 3 mét thì dừng bước, Anthony nghiêng về phía trước, vẻ mặt đầy chờ mong mà hỏi. Vâng, Anthony thiếu gia tôn quý. Tên đại hán tên là Mớc trả lời, giọng nói làm cho người ta không rét mà run. Tôi đã bước đến cánh cửa chiến sĩ cấp 9. Xem như là nửa chiến sĩ cấp 9 rồi. Tốt lắm, Mark, không uổng công ta ủng hộ cho ngươi. Anthony nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mark, lần này ta gọi người trở về là muốn để ngươi đi hoàn thành một nhiệm vụ. Anthony lại lên tiếng. Ta sẽ an bài cho người trở thành một thành viên của bộ đội đặc chủng vùng châu thổ nước M tham gia đại bỉ võ lần này. Nhiệm vụ của ngươi không cần phải tranh thắng thua, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một. Chính là xử lý thằng khốn này. Nói xong, Anthony đưa cho Mark một tấm ảnh. Mark đi tới cầm lấy ảnh chụp, nhìn qua một lát rồi lấy bút ghi lên đó một chữ.
xin Anthony thiếu gia yên tâm, tôi sẽ giải quyết tốt hắn. Sau đó Mark trả lại tấm ánh cho Anthony, lạnh giọng nói. Anthony cười to. Ngươi phải làm cho hắn chết một cách thê thảm nhất. Mark gật đầu. Nhớ kỹ Mark, hắn là Bùi Đông Lai, người tung cẩu. Anthony bổ sung thêm. Mark gật đầu rồi rời khỏi thư phòng. Đưa mắt nhìn Mark rời đi, Anthony liền lấy diêm châm đốt tấm ảnh chụp, thấy trên ảnh có viết một chữ đét. Chết. Châu Ân, trong tòa thành cổ xưa tại tổng bộ thần võng. Tôn thần chi nữ Sunnerly, dựa theo tin tức chúng tôi thu được, tháng 7 này thánh nữ giáo đình Serena sẽ đến St. Petersburg tiến hành lễ Misa. Lúc này, Dracula mặc một chiếc áo choàng màu đen, vẻ mặt cung kính hội báo lại cho Sunnerly. Hắc hắc, Serena, cuối cùng thì người cũng rời khỏi Vatican rồi. Nghe Dracula hội báo, Sunnerly nở ra một nụ cười tà ác. Dracula, người biết lần này đi theo Serena kia còn có những ai không? Cười xong, hàng quang trong mắt Sunnerly lóe lên. Dracula vội vàng trả lời. Hồi bẩm Sunnerly, nếu không có gì bất ngờ, thì lần này người phụ trách bảo vệ cho Serena hẳn là thánh kỵ sĩ đoàn của giáo đình. Dracula, ta không muốn nghe hẳn là, ta muốn tin tức chính xác, người hiểu không? Ánh mắt Sunnerly hơi lạnh. Dracula liền vội cúi đầu. Xin Sunnerly yên tâm, tôi sẽ tìm hiểu tin tức chính xác nhất. Dracula, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt chuyện này. Sunnerly nghe vậy nở ra nụ cười. Đúng rồi Dracula, ta nghe được tin tức hình như con trai của vũ thần Trung Quốc sẽ tham gia đại bỉ võ lần này. Vâng, Sunnerly. Bên Dixie có tin tức gì không? Sunnerly, dựa theo tin tức chúng tôi thu được, không ít thế lực đều quan tâm đến chuyện này, bất quá thần chi tử tôn quý cũng chưa có kế hoạch gì cả. Dracula cung kính hội báo. Không có kế hoạch sao? Sunnerly nghe vậy liền liếm liếm môi, nở ra nụ cười tà ác. Nếu ta nhớ không lầm thì đại bỉ võ năm nay sẽ được tổ chức tại Du, có phải đến lúc đó ta nên bắt hắn cùng với Serena trở về không? Một tên đáng thương, thần chi tử tôn quý vốn muốn cho ngươi một cơ hội để lớn dần, nhưng xem ra, ngươi nhất định sẽ chết rồi. Nghe Sunnerly nói thế, trong lòng Dracula không khỏi cảm thấy bi ai cho Bùi Đông Lai. Cao Sơn Hồ, sau khi kết thúc huấn luyện xạ kích, đám người Bùi Đông Lai vẫn giống như 50 ngày huấn luyện trước, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện cách đấu. Nhưng mà, ngày hôm nay có một sự biến đổi nhỏ. Bốn người Tiêu Cuồng không còn tự đối chiến với nhau nữa, mà cùng hợp lực chiến với Bùi Đông Lai. Đông Lai, hôm nay bốn người chúng ta sẽ toàn lực ra tay, tuy rằng cậu là hóa kính nhập môn nhưng cũng phải cẩn thận a. Trước khi khai chiến, Tiêu Cuồng nhắc nhở. Cuồng ca đã bước vào cánh cửa hóa kính, xem như là bán bộ hóa kính đi, mặt khác Trần Tỷ thông qua huấn luyện cũng bước vào cảnh giới bán bộ hóa kính luôn, mà Vương ca đã đột phá ám kính đỉnh phong, Tôn ca cũng không cam lòng rớt lại phía sau, đã bước vào ám kính đỉnh phong. Đến đây đi, cứ dùng hết sức vào. Bùi Đông Lai đứng đó, mỉm cười nói. Tiêu Cuồng nghe thế liền nói. Trần Tỷ, Vương ca, Tôn ca, Đông Lai quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta phải giáo huấn cậu ấy một phen. Không trả lời, chiến ý ba người Trần Anh tăng lên. Cảm nhận được chiến ý, Bùi Đông Lai nhắm mắt lại, đợi bốn người chủ động xuất kích. Vù, 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 vù. Rất nhanh, cùng một lúc, bốn người liền bắn về phía Bùi Đông Lai. Người ra tay đầu tiên chính là Tiêu Cuồng, dưới ánh trời chiều, hắn liền dùng toàn lực, hóa thủ vi đao, chém về phía Bùi Đông Lai. Đối mặt với một thủ đao đằng đằng sát khí của Tiêu Cuồng, Bùi Đông Lai vẫn nhắm mắt, mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả thân hình cũng không nhúc nhích. Vù! Đợi cho thủ đao của Tiêu Cuồng đến gần sát người thì đột nhiên cả người Bùi Đông Lai nghiêng qua, né được một đòn này, cùng lúc đó, cả người Vương Khuê Hổ đói vồ mồi giống như bổ nhào về phía bên phải Bùi Đông Lai, tung quyền đánh về phía huyệt thái dương của Bùi Đông Lai. Hổ khiếu quyền! Bùi Đông Lai vừa mới tránh thoát được đòn công kích của Tiêu Cuồng. Liền cảm nhận được quyền đầu của Vương Khuê đánh tới, nhưng mà hắn cũng không có né tránh, mà là hóa thủ vi trưởng, nghênh quyền. Bốp! Quyền trưởng đụng vào nhau, ám kình trong nắm đấm Vương Khuê bùng nổ, phát ra một tiếng vang giòn. Hả! Nhưng mà Vương Khuê chỉ cảm giác một quyền của mình giống như là đánh vào một tấm bông, sau đó quyền đầu của mình bị nhận lấy một chấn lực thật lớn. Bốp! Đất đèn hoa lửa, tiếng vang giòn lại vang lên.
lực phản chấn làm cho quyền đầu của Vương Khuê giật lại sau, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng phải lui về sau vài bước. Vương Khuê bị đánh lui, Tôn Nhận liền chạy lên, tiên chân bắn ra, đá vào mắt cá chân của Bùi Đông Lai. Khí huyết cảm ứng được Tôn Nhận công kích, Bùi Đông Lai nhẹ nhàng né qua, thoải mái né tránh. Nhưng mà, không đợi thân hình hắn rơi xuống đất, Trần Anh giống như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng Bùi Đông Lai, cả người bay lên, hóa thủ vi đao, đâm vào hậu tâm của Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, sau khi một kích không đắc thủ, Tiêu Cuồng cũng không ngừng lại, mà là hóa thủ vi đao, chém về phía hai chân của Bùi Đông Lai. Ngay tại khi thân hình Bùi Đông Lai rơi xuống, ngay tại khi thủ đao của Tiêu Cuồng chém ra, thì đột nhiên Bùi Đông Lai không biết dùng phương pháp gì, cả người đột nhiên nhảy lên, đồng thời đùi phải vung lên, đá thẳng về phía Tiêu Cuồng. Sắc mặt Tiêu Cuồng thay đổi, lập tức thu tay về, tay trái vươn lên, hai tay che trước người. Bốp! Chân phải của Bùi Đông Lai liền đá thẳng vào cánh tay của Tiêu Cuồng, lực đạo khủng bố làm cho Tiêu Cuồng bay ngược ra sau. Một cước đá bay Tiêu Cuồng, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại, trên không đột nhiên cả người hắn xoay lại, chân phải bắn ra, đá về phía Trần Anh ở phía sau. Trần Anh thấy vậy cũng biến sắc, bất quá cũng không kịp né tránh, chỉ có thể hóa đao vi trường, cố gắng ngăn cản tiên chân của Bùi Đông Lai. Bốp! Cánh tay của Trần Anh bị Bùi Đông Lai đá trúng. Tuy rằng lực đạo đã giảm bớt nhưng mà vẫn làm cho cánh tay của Trần Anh run lên, khí huyết quay cuồng, thân hình cũng trực tiếp bay ra ngoài. Kháo, Đông Lai, chú cũng quá biến thái rồi đó. Mắt thấy công kích của bốn người mình bị Bùi Đông Lai hóa giải dễ dàng, còn rơi vào hạ phong, Tiêu Cuồng buồn bực nói. Nghe Tiêu Cuồng nói thế, ba người Trần Anh tỏ ra khiếp sợ nhìn vào Bùi Đông Lai, bọn hắn có thể thấy được đòn công kích của mình không tạo thành uy hiếp gì với Bùi Đông Lai. Ngược lại Bùi Đông Lai vẫn chưa dùng toàn lực. Ca ca vốn tưởng rằng đạt tới bán bộ hóa kính có thể đối kháng với hóa kính nhập môn, thậm chí bằng vào sát chiêu có thể giết chết hóa kính nhập môn, hiện giờ xem ra không thực tế a. Tiêu Cuồng có chút ủ rũ. Bùi Đông Lai thấy thế, cười khổ nói. Cuồng ca, lấy thực lực bây giờ của ca, đích thật là có thể đối kháng với võ giả hóa kính nhập môn, còn về phần vận dụng sát chiêu thì cũng có thể giết chết võ giả hóa kính nhập môn. Nè Đông Lai, nếu chú nói thế thì tại sao công kích của ca không tạo thành uy hiếp gì đối với cậu thế? Tiêu Cuồng tỏ ra khó hiểu. Cuồng ca, ca đừng quên lúc trước Tiêu Đại ca cũng có dạy cho em cái gọi là sát chiêu kia. Còn về phần công kích của ca không tạo thành uy hiếp gì thì kỳ thật cũng rất dễ giải thích, chẳng lẽ ca cho phép thực lực ca tăng lên, không cho phép tôi tiến bộ sao? Bùi Đông Lai trừng mắt nói. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, bốn người Tiêu Cuồng liền hiểu ra. 4 tháng nay Bùi Đông Lai tập luyện còn trâu bò hơn cả 4 người, thực lực bọn họ tăng lên 34 phần thì có khi Bùi Đông Lai đã tăng lên 67 phần rồi, điều này cũng dễ giải thích thôi. Bởi vì ngày mai sẽ trở lại quân khu Bắc Cương để đến du tham gia đại bỉ võ nên huấn luyện xong, 5 người Bùi Đông Lai liền trở về căn cứ. Sau khi tắm rửa xong, mọi người liền tập hợp lại, chuẩn bị chạy bộ trở lại quân khu Bắc Cương. Khi ánh trời chiều dần hạ xuống thì đột nhiên 5 người Bùi Đông Lai phát hiện được trước quân khu Bắc Cương có một máy bay trực thăng, trong máy bay có một quân nhân dường như đang đứng đợi bọn hắn trở lại. Tại sao sư phụ lại đến đây? Thấy được Long Vương Diệp Cô Thành, 5 người Bùi Đông Lai đều có chút kinh ngạc. Mọi người, chạy! Bùi Đông Lai liền hét lên một tiếng, 5 người xếp thành một cánh quân, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn, chạy bộ trở lại quân khu Bắc Cương. Báo cáo thủ trưởng, tiểu đội đặc chiến Long Hồn đã có mặt, đang chờ chỉ thị. Rất nhanh, Từ Thế Hải và Diệp Cô Thành bị thu hút bởi nhóm người Bùi Đông Lai hai trước ba sau, tiến tới báo cáo, tiếng xé gió gào thét, như cắt qua bầu trời. Bá! Tiếng nói vang lên đó là của Bùi Đông Lai, tất cả thành viên tiểu đội đều cúi chào, động tác chỉnh tề, cứ như một người đang chào vậy. Bá! Diệp Cô Thành và Từ Thế Hải cũng hoàn lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Thượng úy Bùi Đông Lai, dựa theo quyết định của thị ủy, thời hạn huấn luyện 2 tháng ở Thiên Sơn đã hết, cấp trên phái tôi đến để kiểm tra thành quả của các cậu. Buông tay xuống, Diệp Cô Thành khôi phục vẻ lãnh mạc, nhưng ngữ khí lại có phấn khác thường. Tuy tôi không biết các cậu tập luyện thế nào, nhưng tôi tin rằng, các cậu đã có thể tham gia cuộc thi đấu quân sự, tôi tin rằng, các cậu hoàn toàn có thể mang về những thành tích đáng để kiêu ngạo. Cảm ơn thủ trưởng đã tín nhiệm. Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa, vẫn giọng to, bình tĩnh như nước,
ngay cả Trần Anh, Tiêu Cường, Vương Khuê, cùng Tôn Nhận cũng không lộ ra vẻ kích động gì. Bởi vì để được tham gia chiến đấu bọn họ đã trả giá rất nhiều, cho nên bọn họ tin chắc khi lên võ đài, sẽ cho quân lính tinh nhuệ trên thế giới biết rằng quân nhân tung của là như thế nào. Buổi nói chuyện ngắn ngủi trôi đi, nhóm Bùi Đông Lai theo Diệp Cô Thành, từ Thế Hải lên trực thăng. Bên trong phi cơ, cả năm người không khỏi bồi hồi khi phải xa cái trụ sở huấn luyện sơ sài này. Khi phi cơ cất cánh bay đi, bọn họ không nhịn được phải hướng ánh mắt về Cao Sơn Hồ. Không một nơi nào mà không có đổ mồ hôi cố gắng của bọn họ, nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của họ. Đây là nơi mà họ sẽ nhớ mãi. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Cô Thành và Từ Thế Hải đại biểu cho toàn bộ quân khu Bắc cương tiễn nhóm Bùi Đông Lai lên đường. Trước khi Bùi Đông Lai lên máy bay trực thăng, Diệp Cô Thành đưa một đống tư liệu cho Bùi Đông Lai. Đây chính là nhiệm vụ chính của hắn, cung cấp toàn đội dữ liệu của đội ngũ tham gia thi đấu. Bùi Đông Lai tối hôm qua ở trụ sở Thiên Sơn có thấy qua Diệp Cô Thành, thì đã đoán được mục đích của Diệp Cô Thành hôm nay, chỉ không có nghĩ là tới trước giờ bay Diệp Cô Thành mới giao tư liệu cho hắn. Một người đội trưởng bộ đội đặc chủng xuất sắc, không phải là trên chiến trường giết được bao nhiêu tên, mà phải là hoàn thành nhiệm vụ được giao mà khi trở về không thiếu một huynh đệ nào. Thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai có chút nghi hoặc, Diệp Cô Thành trầm giọng nói. Những lời này, là đội trưởng của tiểu đội Đằng Long và Long Nha, cậu không được phép quên. Bùi Đông Lai gật đầu. Địch nhân có thực lực rất mạnh, nhưng tôi hy vọng lúc trở về không thiếu một ai. Đang nói, Diệp Cô Thành đột nhiên cao giọng nói. Thượng úy Bùi Đông Lai, cậu nói cho ta biết, có làm được hay không? Thưa thủ trưởng, có. Bùi Đông Lai vận khí đan điền, lớn tiếng trả lời, vang như sám rền, vang vọng khắp quân khu Bắc Cương. Bá! Diệp Cô Thành không nói gì nữa, dẫn đầu kính lễ Bùi Đông Lai, đám người Từ Thế Hải thấy thế cũng làm theo. Mọi người, chào! Bùi Đông Lai một tay ôm tư liệu, truyền đạt mệnh lệnh. Bá! Dưới ánh rạng đông, lấy Bùi Đông Lai cầm đầu, năm đội viên hướng Diệp Cô Thành, Từ Thế Hải đám người làm lễ, như muốn dùng cách này nói cho hắn biết, thủ trưởng cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm cho quân nhân tung của mất mặt. Lên đường! Buông cánh tay, Bùi Đông Lai truyền đạt mệnh lệnh, đợi cho đám người người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê, Tôn Nhận chuẩn bị võ trang xong, liếc mắt nhìn Diệp Cô Thành một cái, rồi cũng đi theo lên máy bay. Sau một lát, chiếc máy bay đã bay lên không tiến về phương Bắc. Đông Lai, lúc nãy Long Vương đưa cho cậu chắc là báo cáo thực tế tình hình của các đội dự thi. Coi thử xem có đối thủ nào đáng đánh không. Trong phi cơ, Tiêu Cuồng mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào tư liệu trên tay của Bùi Đông Lai, mặt tràn đầy hưng phấn nói, cảm giác không hề có chút e sợ khi ra chiến trường, mà giống như đi trình diễn thân thủ. Nghe Tiêu Cuồng nói vậy, Trần Anh, Vương Khuê, Tôn Nhận ba người mặt tràn đầy chờ mong nhìn về đống tài liệu trên tay Bùi Đông Lai, tha thiết muốn biết đối thủ là thần thánh phương nào. Lần tham gia thi đấu của bộ đội đặc chủng có 36 nước, trong đó chỉ có vài đội là đáng lưu ý. Bùi Đông Lai mở tư liệu, xem xong Bùi Đông Lai tổng kết. Bộ đội đặc chủng vùng châu thổ của Mỹ, Alpha của Nga, Thần Phong của Nhật, lính đặc chủng Hoàng gia của Anh, quân đội Hồng Sắc Ma Quỷ của Ấn, 707 của Hàn, lính biên phòng số 9 của Đức, bộ đội đặc chủng châu Mỹ. Đông Lai theo ca được biết, bộ đội đặc chủng châu Mỹ có thực lực bình thường, trong các cuộc thi trước thứ hạng đều không cao, sao lại coi trọng bọn họ. Chờ Bùi Đông Lai nói xong, Vương Khuê hỏi. Lúc trước, tôi đã nói rồi, cuộc thi đấu lần này, các nước đều không có cung cấp danh sách người tham gia thi đấu, cho nên họ có thể có vũ khí bí mật. Bùi Đông Lai sắc mặt phức tạp nói. Chắc mọi người cũng biết, bộ lạc quân nhân, của Nam Mỹ chứ, lần này trong bộ đội đặc chủng châu Mỹ sẽ có họ. Cái gì? Khi nghe Bùi Đông Lau giải thích, Vương Khuê và Tôn Nhận hồn. Thành viên Hắc Đạo mà cũng có thể tham gia cuộc thi của đặc công sao? Quân đội bên đó làm sao có thể làm như vậy? Vương ca, Tôn ca, không dám giấu giếm. Bộ lạc Cuồng Lạc có tư thủ với tôi, lần này chúng hướng về tôi mà đến. Bùi Đông Lai híp mắt, nói. Bọn chúng có thể vào được, lý do rất đơn giản, bởi vì bọn chúng mạnh, có thể ảnh hưởng đến quân đội châu Mỹ. Lời của Bùi Đông Lai làm cho bọn Vương Khuê, Tôn Nhận không nói nên lời. Còn đối với người hiểu Bùi Đông Lai nhất là Tiêu Cuồng. Thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm trọng. Đông Lai, nếu ca đoán không sai,
thì tới tìm cậu không chỉ có bộ lạc cuồng nhân đâu nhỉ. Căn cứ theo tin tình báo, tổ chức ma bồ, nghị viện mafia, bộ lạc cuồng nhân đều có phái người tham gia. Bùi Đông Lai thành thật trả lời. Có thông tin cụ thể không? Trần Anh nhíu mày. Mafia sẽ phái người tên là Merc, theo tình báo là chiến sĩ cấp 8, tương đương với hóa kính đại thành, bộ lạc cuồng nhân thì có một gia hỏa tên là Robert, cũng là một chiến sĩ cấp 8. Còn bên tổ chức ma bồ, thì là một nữ nhân tên là Tô Bồ Đề, là người đã đánh nhau với tôi vài ngày trước trên Thiên Sơn, nàng ta cũng là hóa kính đại thành. Nói tới đây, Bùi Đông Lau dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Theo cuộc chiến ngày đó của tôi với Tô Bồ Đề, thì thực lực của cô ta không chỉ là hóa kính đại thành đâu, ba người này có thực lực cường đại hơn trong tư liệu. Không khí trong phi cơ bỗng nghiêm trọng, sắc mặt cả bốn người đều ngưng trọng. Trong bọn họ chỉ có Bùi Đông Lai là thực lực cực mạnh, mà ba người này còn mạnh hơn cả Bùi Đông Lai, nếu đụng nhau thì. Trừ bỏ ba tổ chức trên, các nước còn lại đều phái ra các cao thủ cường đại vào trong quân đặc công lần này. Thấy đám người Tiêu Cuồng bị đả kích, Bùi Đông Lai trầm giọng rồi nói. Con bà nó, dám vương bát đản này sao mạnh quá vậy, sao mà đánh lại đây? Tiêu Cuồng bực mình nói. Càng quan trọng hơn, nếu bên trên đã biết như vậy, sao không chuẩn bị đi, lỡ mấy tên này có ý đồ thì làm sao bây giờ? Cuồng ca, trong đánh trận, không phải cứ chỉ dựa vào năng lực tác chiến của từng binh sĩ, với lại chúng ta kỳ này đến đây là để thi đấu chứ không phải đánh nhau tới chết, cho nên tôi cũng nói thẳng, chúng ta tới đây chỉ là để giành thành tích thôi. Bùi Đông Lai nhắc nhở một câu, sau đó bổ sung. Mọi người đừng quá lo lắng, kẻ trên thế giới muốn tôi chết không ít, nhưng mọi người thấy đấy, tôi vẫn còn sống mà. Nếu đám vương bất đản kia muốn giết cậu, tôi sẽ là người đầu tiên chém chúng. Tiêu Cuồng nghe vậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí, Vương Khuê cùng Tôn Nhận nắm chặt hai tay, đều nói. Chúng tôi cũng như thế. Theo tôi bọn họ không dám làm bậy đâu. Tràn Anh cau mày, suy nghĩ nói. Dù sao, đây là trận thi đấu toàn cầu, là vinh dự của các đội tham gia. Mặt khác ba tổ chức kia nếu muốn nhân cơ hội này làm bậy, thì cũng sẽ không cho người lấn vào trong đám đặc công, mà sẽ cho người ám sát. Hả? Khi nghe Trần Anh phân tích, đám người Tiêu Cuồng ba người ngẩn người sau đó như giác ngộ được chân lý. Vậy bọn chúng muốn gì? Tiêu Cuồng không nhịn được hỏi. Trần Anh đồng tử mỉm cười, nhưng Lai có chút lo lắng nhìn về Bùi Đông Lai. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đảm bảo trong trận đấu, bọn họ sẽ xuống tay với Đông Lai. Trần Tỷ, nếu suy đoán của Tỷ là đúng, tôi cam đoan ra sợ sẽ là mồ chôn của bọn chúng. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, giọng nói lạnh như băng. Huyện Bố Nhĩ Tân nằm Tây Bắc Bắc Bộ, giáp với nước Nga, và Mông Cổ, đây là huyện duy nhất ở phía Tây Trung Quốc giáp với Nga. Có con sông băng nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Khi Bùi Đông Lai nói cho bốn người kia về thông tình tình báo, thì máy bay của họ đã đến huyện Bồ Nhĩ Tân. Thưa Thượng úy, tôi chỉ có thể đem mọi người tới đây thôi. Phi cơ dừng lại trên một bờ cỏ cạnh sông, phi công cúi chào với Bùi Đông Lai. Kế tiếp, mọi người sẽ ngồi phi cơ của Nga để đến chỗ thi đấu. Làm phiền rồi. Bùi Đông Lai trả lễ, sau đó cùng đám người Tiêu Cuồng nháy xuống máy bay. Đối diện bên kia sông. Đã có một chiếc máy bay trực thăng của Ga đang đứng chờ, hình như đã đợi rất lâu, vẻ mặt của phi công dường như cũng có chút không kiên nhẫn. Chúng tôi là bộ đội đặc chủng Long Hồn, Trung Quốc được quý quốc mời tới, tham gia cuộc thi đấu lần này. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đi qua cầu hỗ, đi đến trước mặt một gã thiếu tá người Nga, nói. Tôi là đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Bùi Đông Lai. Tôi là một thành viên trong ban tổ chức, cứ gọi tôi là Sa Tân. Tên thiếu tá Nga Sa Tân đối với 5 người Bùi Đông Lai hành lễ rồi nói. Từ giây phút này, thời gian của mọi người rất quý báu, cho nên cũng không cần nói nhiều làm gì. Hả? Ngạc nhiên khi nghe lời của Sa Tân nói, nhóm Bùi Đông Lai có chút không hiểu. Được rồi, lên đường thôi, chúng tôi mang mọi người đến địa điểm thi đấu. Thấy nhóm Bùi Đông Lai nghi hoặc, nhưng Sa Tân cũng không giải thích gì. Lên đường. Mặc dù đối với lời nói của Sa Tân còn nhiều nghi hoặc, nhưng từ trong mắt của đối phương lại không thấy có âm mưu gì, cho nên Bùi Đông Lai cũng không hỏi nhiều, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Chờ 5 người Bùi Đông Lai lên trực thăng, phi cơ liền cất cánh bay về phía Bắc. Đông Lai, lão già đó nói vậy có ý gì?
lên máy bay Tiêu Cuồng không nhịn được hỏi. Không riêng gì Tiêu Cuồng mà Trần Anh Vương Khuê, và Tôn Nhận cũng đều tò mò. Thiếu tá tiên sinh, xin chú ý từ ngữ. Tiêu Cuồng vừa dứt lời, Sa Tân quay đầu lại không vui nói với Tiêu Cuồng. Thật xin lỗi, thiếu tá Sa Tân, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi ngài. Thấy Tiêu Cuồng vẫn không xin lỗi, Bùi Đông Lai lập tức xin lỗi thay. Thấy thái độ Bùi Đông Lai thành khẩn như vậy, nét mặt Sa Tân dịu đi, trầm ngâm nói. Tôi nói thời gian của quý vị quý giá là bởi vì trận đấu đã bắt đầu, nếu không đến nhanh các vị sẽ bị mất quyền thi đấu. Trận đấu bắt đầu rồi sao? Khi nghe Sa Tân nói lời này, bốn người Tiêu Cuồng không khỏi cả kinh. Mà Bùi Đông Lai lại đang tìm kiếm trong trí nhớ của Tiểu Phi về các bộ đội đặc chủng. Tuy rằng hắn biết bởi vì sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi nhiều thứ, nhưng cơ bản là các quy tắc không thay đổi. Thông qua trí nhớ của Tiêu Phi, Bùi Đông Lai bắt đầu nắm bắt những quy tắc. Sau đó, khi Bùi Đông Lai đang tìm hiểu thì Sa Tân lại nói. Thật xin lỗi, theo quy định của tổ chức, tôi không được để lộ tin tức, nhưng rất nhanh các vị sẽ hiểu ngay thôi. Nghe Sa Tân, bốn người kia càng nghi ngờ hơn nhưng lại không dám mở miệng. Mọi người làm một giấc để có trạng thái tốt nhất đi. Bùi Đông Lai nói. Bốn người Tiêu Cuồng tuy rằng thắc mắc với lời nói của Sa Tân nhưng mà bọn hắn cũng biết bây giờ có nói cũng không được gì, vì thế điều chỉnh lại tâm tình rồi ngủ một giấc. Xem ra người này cũng không phải tên ngu, chỉ mong đến giờ khắc quyết định, hắn cũng trấn định như vậy. Sa Tân thấy như vậy, trong mắt có ý khen ngợi. Trải qua mấy giờ bay, đoàn người đã đến Nga, phóng mắt nhìn xuống, một màu trắng xóa, thậm chí còn thấy cả song băng. Lúc này, năm người Bùi Đông Lai đã tỉnh dậy, bắt đầu vận khí để tinh thần đạt tới trạng thái tốt nhất. Xem ra lần thi đấu này sẽ diễn ra trên một hòn đảo ở Bắc Băng Dương. Một lát sau, khi máy bay đã bay ra ngoài biển, Tiêu Cường thầm cảm ơn hai tháng huấn luyện trên Thiên Sơn vì bọn hắn sớm đã chịu được thời tiết lạnh. Tít, tít. Tiêu Cuồng vừa mới nghĩ thế, thì bộ đàm trong phi cơ vang lên. Thượng úy, người phụ trách của lần thi đấu này muốn gặp ngài. Nghe tiếng phát ra từ bộ đàm, Sa Tân nghiêng đầu nhìn Bùi Đông Lai một cái, hắn biết chắc là sẽ có người liên lạc với Bùi Đông Lai. Cảm ơn. Bùi Đông Lai nghe vậy, cảm ơn, sau đó cầm cái bộ đàm nói. Ngài khỏe chứ, tôi là đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, Bùi Đông Lai. Thượng úy Bùi Đông Lai. Tôi là hội phó ban tổ chức lần thi đấu này Austin Rostov. Trong bộ đàm truyền ra một giọng nói âm trầm. Chắc Sa Tân đã nói với cậu về ước định trong lần thi đấu này. Vâng Austin Rostov tiên sinh, Sa Tân tiên sinh đã nói cho chúng tôi biết. Bùi Đông đáp lại. Thượng úy Bùi Đông Lai, tôi hy vọng lần sau, các cậu nhớ kỹ câu tôi nói, nếu được thì nhớ luôn từng chữ nhé, có liên quan đến việc các cậu có được tham gia cuộc thi lần này hay không. Nên nhớ tôi chỉ nói một lần. Austin Rostov trầm giọng nói. Dựa theo vị trí của các anh, trận thi đấu sẽ diễn ra ở một hòn đảo đơn độc hướng đông bắc cách đây 30 km. Khi tôi nói xong, cậu hãy dẫn đội của mình nhảy xuống biển, sau đó tự nghĩ biến pháp, phải có mặt ngay tại đó trước 18 giờ tối nay, nếu không các cậu sẽ bị loại. Nói xong, Austin Rostov lập tức cúp máy. Hạ thấp máy bay xuống. Thấy cuộc nói chuyện của Bùi Đông Lai và Austin Rostov đã xong, Sa Tân liền truyền mệnh lệnh cho phi công, sau đó quay đầu về phía Bùi Đông Lai nói. Thượng úy Bùi Đông Lai, các cậu có 30 giây để rời khỏi máy bay, nếu không tuân theo thì các cậu sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu lần này, hiện tại sẽ bắt đầu được tính giờ. Ách! Bốn người Tiêu Cuồng không biết nội dung cuộc đối thoại giữa Bùi Đông Lai và Austin Rostov, lúc này nghe Sa Tân nói thế thì không khỏi ngạc nhiên. Mọi người, đứng dậy. Không để ý tới Sa Tân, Bùi Đông Lai trầm ngâm, rồi đưa qua quyết định. Dựa theo quy định của tổ chức, chúng ta phải đến được vị trí diễn ra thi đấu trước 18 giờ. Vị trí thi đấu là một hòn đảo nằm cách nơi này 30 km, hiện tại chúng ta phải rời khỏi máy bay. Đi thôi. Nói xong, Bùi Đông Lai lại bổ sung thêm. Nhớ kỹ, khi xuống đó mọi người phải tập hợp lại. Vù. Tiêu Cuồng là người thứ nhất đứng dậy. Trực tiếp mang dù nhảy xuống. Ba người Trần Anh cũng nhảy xuống theo. Thượng úy Bùi Đông Lai, nếu mà đội các cậu chịu không nổi, có thể dùng bộ đàm để liên lạc với chúng tôi, để xin cứu viện. Lúc Bùi Đông Lai nhảy xuống, ánh mắt của Sa Tân lộ vẻ trào phúng. Bỏ!
năm người Bùi Đông Lai đã rơi xuống biển, mà Sa Tân cũng đã lái máy bay rời đi. Bởi vì năm người Bùi Đông Lai không nhảy xuống cùng một lúc cho nên khoảng cách cũng khác nhau. Bốn người Tiêu Cuồng liền tìm kiếm, sau khi thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai thì liền bơi tới. Một lát sau, Tiêu Cuồng bốn người đã bơi tới bên cạnh Bùi Đông Lai. Chúng ta cách hòn đảo là 30 km, dựa theo yêu cầu thì thời gian chúng ta vẫn còn dư. Tập trung lại, Bùi Đông Lai nghiêm túc nói. Nhưng chúng ta không thể biết trước còn có cái gì, cho nên để không có sơ hở. Chúng ta bơi cùng nhau. Vâng. Bốn người Tiêu Cuồng liền trả lời, sau đó cùng Bùi Đông Lai bơi về phía đông bắc. Oh my god, cứ tưởng bọn tung của đó có mang theo đồ chơi gì đó, nhưng xem ra bọn hắn không có gì cả, đã vậy còn không thèm có kế hoạch gì đã vội nhảy xuống, muốn bơi dưới dòng nước lạnh 30 km sao, bơi xong thì còn sức đâu mà đấu. Sau một lát, tên phi công thấy nhóm Bùi Đông Lai không có sử dụng thủ đoạn gì, chỉ có một đường bơi thăng, sau đó kinh ngạc phán một câu. Nếu không có gì bất ngờ, tung của sẽ là một trong những ứng cử viên bị loại khỏi giả đầu tiên. Sa Tân nghe vậy gật đầu đồng ý. Bởi vì, dựa theo tin tức phản hồi, không có bộ đội giặc chủng nào dùng phương thức chính quy để đi đến chỗ tập hợp. Dưới bầu trời xanh thẳm, động tác, tốc độ của 5 người Bùi Đông Lai như nhau. Du hành nhẹ nhàng trong biển băng, giống như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Hắc bọn chúng bơi cũng nhanh thật nhưng không biết được bao lâu đây. Trên phi cơ, phi công thấy họ bơi 10 km mà vẫn duy trì được tốc độ ban đầu, không khỏi kinh ngạc. Sa Tân cười nói, 10 km cũng không là gì, 20 km nữa mới hết khảo nghiệm chân chính, đối với 5 km cuối đối với bọn họ mới chính thức là tai nạn. Đúng vậy. Khi nói chuyện, phi công không khỏi nghĩ tới đội phía trước sắp bị bỏ đi, nhìn không được chế nhạo. Cho dù bọn hắn có bỏ luôn ba lô, để làm nhẹ tải trọng thì khi bơi vào đảo cũng bị loại bỏ. Đối với mọi chuyện, 5 người Bùi Đông Lai không biết. Đông Lai, may mà có chương trình huấn luyện của cậu, nếu không với thực lực của chúng tôi mà nói, bơi 30 km cũng được nhưng cũng không phải là dễ dàng gì. Trong 5 người thì công phu của Tôn Nhận là kém nhất, cho nên thầm cảm ơn Bùi Đông Lai. Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê nghe vậy cũng thầm công nhận là đúng. Cho nên bọn hắn cảm thấy bơi 30 km chỉ là mỗi chiếc inox. 10 km, 15 km, 20 km. Vẻ mặt ung dung, 5 người đã bơi hết 20 km. Xem ra bọn họ còn mạnh hơn mấy tên gia hỏa kia. Mắt thấy đám người Bùi Đông Lai đã bơi được 20 km mà vẫn duy trì tốc độ ban đầu, tên phi công chế nhạo ban nãy. Trong lòng không khỏi bội phục dù sao đây là Bắc Băng Dương chứ đâu phải hồ bơi bình thường. Không riêng gì tên phi công kia, mà Sa Tử cũng cảm thấy được, đám người Bùi Đông Lai nổi bật nhất trong đám người dự thi. Tuy rằng năng lực của bọn họ rất khá, nhưng tôi tin rằng không thể nào duy trì tốc độ này mà bơi hết 30 km. Viên phi công nói với Sa Tân. Chắc rồi. Sa Tân khẳng định. Không có khả năng. Đông Lai, tập thể dục đủ rồi. Chúng ta bơi nhanh một chút để sớm đến nơi đi. Tiêu Cuồng cảm thấy bơi hơi chậm, nên đề nghị. Được. Vì biết rõ sức của bốn người, cho nên Bùi Đông Lai đồng ý. Bùi Đông Lai bắt đầu tăng tốc, bốn người kia cũng sôi nổi đuổi theo. Ách! Tên phi công và thiếu tá Sa Tân rều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, liếc nhau một cái, như muốn nói, bọn hắn làm gì vậy? Tít, tít! Đột nhiên tiếng bộ đàm vang lên. Alo! Tiếng chuông vang lên bất ngờ làm cho Sa Tân và tên phi công từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Thiếu tá Sa Tân, tình hình của đội Long Hồn Trung Quốc thế nào rồi? Người gọi đến là Austin Rostov. Vẻ mặt Sa Tân có chút quái dị. Báo cáo thủ trưởng, sau khi chúng ta nói ra quy tắc, bọn họ cũng không cần bàn bạc, đã nhảy xuống phi cơ, rồi bơi tới mục tiêu, tới nay đã gần 20 km. Hả? Austin Rostov tràn đầy nghi ngờ. Thiếu tá Sa Tân, lần gọi trước là cách đây 2 giờ, chỉ trong 2 giờ mà họ đã bơi được 20 km sao? Đúng vậy. Sa Tân còn nói thêm. Hơn nữa bọn họ bơi 20 km mà không hề có một cái biểu hiện xuống sức nào, mà bây giờ còn tăng tốc nữa. Bơi trong 20 km lại tăng tốc tiếp. Thiếu tá Sa Tân, ông có nhìn nhầm không? Báo cáo thủ trưởng, tôi lấy danh dự của quân nhân ra thề, bọn hắn đang tăng tốc. Vẻ mặt Sa Tân kích động nói. Bọn hắn hơi thần kinh một chút,
nhưng mà thân thể lại vô cùng tốt. Gặp quỷ rồi. Thấy Sa Tân dùng vinh dự của quân nhân ra thể, Austin Rostov cũng không nghi ngờ gì nữa, mà liền cúp máy. 40 phút sau, 5 người Bùi Đông Lai đã bơi xong 10 km còn lại tới hòn đảo mà Austin Rostov đã nói. Lên bờ, cảnh tượng mà đám người Bùi Đông Lai thấy là một dòng sông băng trắng xóa, trên đó là một lớp tuyết chắn, ở xa thì có một tòa núi băng. Địa điểm tập hợp không phải là núi băng chứ? Tiêu Cuồng nhìn không được gãi đầu hỏi. Tít, tít. Tiêu Cuồng vừa dứt lời, bộ đàm dã vang lên. Thượng úy Bùi Đông Lai, trận đấu của các vị sẽ được diễn ra trên núi băng, cách chỗ các vị khoảng 10 km. Bộ đàm dược chuyển, giọng nói của Sa Tân vang lên. Trong thời gian quy định, các anh phải vượt qua 10 sông băng, đi lên núi tuyết. Được. Bùi Đông Lai nhìn ngọn núi tuyết đằng xa, sau đó truyền lệnh. Mọi người, chạy bộ. Nói xong, Bùi Đông Lai là người chạy đầu tiên. Chấm. 10 phút sau, đã tới trên núi tuyết. Nơi này có tất cả 15 chi bộ đội đóng quân, tất cả thành viên đều đứng ngoài bãi đất trống, đứng thành một phương đội. Dưới ánh chiều tà, Tô Bồ Đề đang ẩn trong đội đặc chủng Red Alert của Indy, nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên tiểu tiện nam nhân kia không thể dắt đội đặc nhiệm Long Hồn Tung của qua được vòng sơ khảo sao? Tuy rằng tên tiểu tiện nhân này đáng giận một chút, nhưng mà không người nào dám hoài nghi thực lực và năng lực của hắn, mà thân là đội trưởng, nếu hắn không thể dẫn dắt đội ngũ xuất hiện ở đây, như vậy mặt mũi của hắn sẽ bị mất hết. Xem ra, tên hỗn đản huyết tẩy Nhật Bản hoàn toàn nhờ vào Liên Minh Hoa Hạ, cái gì mà con trai của Vũ Thần, xem ra chỉ là phế vật. Trong quân đội Hoàng Qua En, một gã mắt xanh đang nhìn lên trời, mất hết sự hưng phấn. Không hiểu nỗi thưa Anthony thiếu gia, chỉ một cái vòng khảo nghiệm nho nhỏ mà cũng không qua nỗi thì đúng là phế vật mà. Trong chỗ đóng quan của bộ đội đặc chủng Merc của M, khuôn mặt của ai nấy cũng lạnh như tiền. Nhóm của Bùi Đông Lai vẫn chưa đến nhưng, Austin Rostov và mấy vị trong ban tổ chức từ trong lều đi ra, đi về phía các chi bộ đội đặc chủng kia. Bá! Thấy Austin Rostov xuất hiện, người trong 15 chi bộ đội kia đều nhìn sang. Chúc mừng các đồng chí đã qua vòng khảo nghiệm thứ nhất để đến được đây. Austin Rostov đi tới trước, lớn tiếng nói. Chắc các đồng chí vẫn còn đang thắc mắc, chỉ còn hơn một giờ nữa là bắt đầu, mà vẫn còn một đội chưa đến. Nhưng tôi xác minh cho các đồng chí biết, đội Long Hồn Tung của sẽ đến. Austin Rostov nói. Đội Long Hồn đã không vứt bỏ lòng tự trọng của mình, bọn họ đã ưa phương pháp chính quy mà tới. Không biết các đồng chí có hứng thú đi với tôi xem đội Long Hồn không? Không vứt bỏ tự trọng, thông qua phương pháp chính quy mà tới. Dầm. Lời của Austin Rostov giống như tiếng sấm vang bên tai mọi người. Làm cho bọn hắn không thể tin chính là đội đặc chủng Long Hồn có thể bơi 30 km trong nước lạnh của Bắc Băng Dương. Không để ý đến vẻ mặt quái dị của 15 chi bộ đội, Austin Rostov liền dẫn mọi người đi về phía trước. 15 chi bộ đội thay vậy liền đi theo. Rất nhanh, Austin Rostov dẫn mọi người đến đỉnh núi tuyết, ai có kính viễn vọng thì móc ra nhìn, không có thì đành dương mắt mà thôi. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Bùi Đông Lai chạy ở đằng trước, động tác của 5 người chỉnh tế, tốc độ cực nhanh, chạy về phía núi tuyết. Austin Rostov giáo quan, ngài chắc là bọn họ dùng phương pháp chính quy tới đây không? Có thật là bọn hắn bơi hết 30 km dưới nước lạnh? Một gã đắc công của SQ không tin hỏi. Hắn vừa mới nói xong, rất nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn về Austin Rostov. Austin Rostov không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về nhóm Long Hồn. Một lát sau, nhóm 5 người Bùi Đông Lai đã tới chân núi. Đông Lai, thật mất mặt, đám vương bát đản kia đến sớm hơn chúng ta. Tiêu Cuồng nhìn lên đỉnh núi thấy có hơn 10 đặc công, không khỏi buồn bực nói. Cuồng ca bọn họ đến trước. Cũng không phải là mạnh hơn chúng ta, mà tôi quên nói cho các anh một chuyện. Bùi Đông Lai cưới nói. Bốn người Tiêu Cuồng mở miệng nói. Chuyện gì? Căn cứ theo ban tổ chức, chúng ta có thể sử dụng mọi phương thức để đến đây. Phất, sao không nói sớm? Tiêu Cuồng nghe xong, khóc không ra nước mắt. Cả có mang theo phao cứu hộ có gắn động cơ, nếu chúng ta hai người một nhóm, thì đến từ lâu rồi. Không chỉ Tiêu Cuồng mà Trần Anh. Vương Khuê, Tôn Nhận đều nghĩ vậy, nhưng Bùi Đông Lai đã chọn như vậy chắc có dụng ý, nên hướng mắt nhìn hắn.
chẳng lẽ mọi người không thấy tập thể dục rất tốt cho sức khỏe sao? Bùi Đông Lai nhìn đám đắc công trên núi nói. Đối thủ đều không xem trọng chúng ta, nhân cơ hội này giằng mặt họ một chút. Nói xong, năm người Bùi Đông Lai liền chạy nhanh lên đỉnh núi tuyết. Báo cáo giáo quan, bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đã có mặt, chờ chỉ thị. Rất nhanh, năm người Bùi Đông Lai đã đến trước mặt Austin Rostov, đồng loạt hành lễ. Austin Rostov cũng chưa có trả lễ, sắc mặt phức tạp nhìn Bùi Đông Lai nói. Thượng úy Bùi Đông Lai, tôi nhìn thấy trên lưng của các cậu còn rất nhiều tải trọng, vậy sao các cậu còn mạo hiểm mang theo nó leo lên núi băng? Thấy vẻ mặt của Austin Rostov tràn đầy nghi hoặc, Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Chúng tôi muốn biến cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện. Trở thành huấn luyện. Austin Rostov trợn tròn con mắt. Đúng vậy. Bùi Đông Lai thẳng lưng, ngẩng cao đầu, vận khí đan điền, cao giọng nói. Chúng tôi đã làm nóng người xong rồi, xin hỏi khi nào thì trận đấu bắt đầu? Toàn trường yên tĩnh. Trên đỉnh núi, đám người Tô Bồ Đề cảm thấy hơi xấu hổ. Ban đầu, bọn họ cho rằng Bùi Đông Lai và đội đặc chủng Long Hồn cũng giống như các đội khác, sẽ dùng những thiết bị hỗ trợ, nhưng mà Bùi Đông Lai lại chứng minh rằng Bùi Đông Lai dùng phương thức mưu lợi, đó là khinh thường. Đem cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện đã vậy còn muốn nhanh chóng bắt đầu trận đấu. Khác với Tô Bồ Đề và Merck, vẻ mặt phó ban tổ chức Austin Rostov có chút quỷ dị. Bởi vì vòng khảo nghiệm thứ nhất là hắn ra đề. Bên trong cuộc khảo nghiệm, hắn tính dùng phương thức thừa nước đục thả câu, gợi lên lòng hiểu kỳ của các đội dự thi, sau đó trong thời gian tập hợp, hắn sẽ ra lệnh, tạo ra một bầu không khí khẩn trương. Có thể nói, vòng khảo nghiệm thứ nhất này, để xem sự xử lý của các đội trưởng có loạn hay không khi gặp nguy hiểm, tâm lý của các thành viên có vững không. Mà sự thật chứng minh, 32 đội tham gia, thì chỉ có 16 đội làm được, có thể thấy. Là chỉ một câu nói của Austin Rostov mà đã làm cho 16 đội còn lại mất đi cơ hội thi đấu. Đa số các đội này đều có một vài thành viên không thể chịu đựng được dưới biển băng, cho nên lựa chọn cầu cứu, sau đó kéo chân theo cả đội, để cho cả đội rời khỏi cuộc thi đấu. Còn có vài đội có thể bơi được hết 30 km nhưng lại tốn quá nhiều thời gian so với quy định nên bị loại. Ngoài ra, còn có hai trường hợp là bỏ bớt gánh nặng để bơi qua 30 km. Hành động đó tuy rằng có thể dễ dàng bơi qua 30 km đường biển, dễ dàng vượt qua sông băng, đường tuyết nhưng khi đối mặt với đỉnh núi tuyết cao hơn 200 mét, trong tay lại không có gì, điều này chỉ làm cho bọn hắn than thở mà thôi. Trái ngược với các đội bị loại, trừ Long Hồn ra, thì 15 đội khác đều sử dụng các mánh ăn gian. Đa số đều mang theo phao cứu hộ, rồi nhẹ nhàng bơi đến đảo tập hợp. Còn có người giống như Tiêu Cuồng, mang theo phao cứu sinh có gắn động cơ. Thành thuyền máy, du lịch ngắm cảnh từ từ chạy hết 30 km hải vực. Trừ cách đó ra, thì có chi bộ đội đặc chủng châu Thổ Mỹ và đội đặc chủng Brazil châu Mỹ dùng phương thức nhanh hơn là cướp luôn phi cơ. Lúc bọn hắn nhảy xuống đã đem dây thừng buộc chặt thân mình với phi cơ, sau đó lại leo lên lại cabin trực tiếp bắt chói phi công, cướp luôn phi cơ. Mà theo Austin Rostov được biết, đưa ra cái biện pháp này không phải là chỉ huy của cả hai đội mà chỉ là một gã đội viên bình thường. Đó chính là Merck và Bastien. Cách này của bộ đội đặc chủng M và Brazil châu Mỹ đã làm cho Austin Rostov sợ hãi, nhưng bây giờ thấy đội tung của Long Hồn không dùng mánh khóe gì mà trực tiếp biến cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện. Hô! Đối mặt với Bùi Đông Lai, Austin Rostov phải điều chỉnh cảm xúc cho cơ mặt thả lỏng, sau đó nghiêm túc nói. Chúc mừng các đồng chí, đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, đã dẫn đội của mình tập hợp đúng thời gian. Lời vừa nói, Austin Rostov nhìn thoáng qua những khuôn mặt không đổi sắc cũng như không thở gặp của đội Long Hồn, thấy bọn hắn không có vẻ gì như đang ra vẻ, mà còn có thể tiếp tục tham gia thi đấu, khóe miệng co giật hai cái rồi nói tiếp. Cuộc thi đấu sẽ bắt đầu vào ngày mai, hơn nữa địa điểm thi đấu cũng không diễn ra tại nơi này. Cảm ơn giáo quan. Bùi Đông Lai nghe vậy, cúi chào cảm ơn. Xếp thành hàng. Austin Rostov vẻ mặt phức tạp hét lớn một tiếng. Thanh âm của Austin Rostov vừa vang lên, trong thời gian ngắn đã tập hợp thành 16 cánh quân. Dưới trời chiều, bọn hắn đứng thẳng người, khí thế kinh người. Nhận thấy điểm này, trong lòng Austin Rostov hết sức vui mừng, dù sao là người là ban tổ chức cũng không phải ăn không ngồi rồi. Toàn bộ quân nhân ưu tú nhất thế giới đang tập trung lại một chỗ,
nên điều cần làm là cho họ biết cuộc thi tàn khốc đến thế nào, thậm chí là có thể chém giết lẫn nhau. Các vị, tôi đại diện cho ban tổ chức chúc mừng mọi người đã đến tham gia lần thi đấu này. Austin Rostov kính lễ với các đội dự thi theo nghi thức quân đội, sau đó buông hai tay xuống, trầm giọng nói. Tôi sẽ thông báo một số thể lệ của lần thi đấu này. Thứ nhất, không cần biết các anh ở trong nước có quân hàm như thế nào nhưng ở đây các anh là binh nhì. Khi nói, Austin Rostov có ý dừng lại, rồi đột nhiên cao giọng. Các anh có ý kiến gì sao? Báo cáo giáo quan, không có. 80 át chủ bài đến từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới, cùng mở miệng, thanh âm như hổ gầm. Tốt lắm. Cảm nhận được chiến ý trên người 80 thành viên, Austin Rostov cười cười nói. Thứ hai, địa điểm thi đấu không phải ở đây, mà là ở hải vực phía tây của Du. Nói vậy chắc các anh cũng rõ rồi, trên hải vực kia có rất nhiều đảo, phù hợp cho lần thi đấu này. Thứ ba, cuộc thi này chia làm 3 hạng mục, xạ kích, cách đấu, cùng thi đấu tác chiến đoàn thể. Austin Rostov nói tiếp, trước tiên sẽ thi đấu xạ kích, tác chiến đoàn thể sẽ được diễn ra cuối cùng. Ngoài ra, sau khi thi đấu xạ kích xong, sẽ lập tức tiến hành thi đấu cách đấu, nhưng cá nhân nào bị trọng thương trong lúc cách đấu, sẽ có thời gian nghỉ ngơi là 10 ngày, 10 sau tiếp tục thi đấu tác chiến đoàn thể. Mục đích như vậy chính là vì để mọi người có được sức khỏe tốt nhất, đương nhiên nếu như có đội viên nào thật sự bị thương nặng trong lúc cách đấu, không thể khôi phục trong vòng 10 ngày thì thật đáng tiếc, người ấy sẽ mất đi tư cách tham gia tác chiến đoàn thể, mà đội ngũ ấy cũng mất đi một thành viên, hình thành cục diện lấy thiếu đánh nhiều. Nghe Austin Rostov nói vậy, Bùi Đông Lai liền minh bạch. Dù sao tham gia cuộc thi này đều là tinh anh của các nước, hơn nữa ai cũng có vũ khí bí mật, thậm chí có thể có người như Tô Bồ Đề, hay Merck lẫn trong đó. Cho nên, có thể đại diện để đến tham gia thi đấu lần này toàn là những người có thực lực mạnh mẽ, cao thủ so chiêu, làm gì có chuyện không bị thương. Đột nhiên, Bùi Đông Lai cảm nhận thấy có vài ánh mắt tập trung vào người mình. Trong đó có thánh nữ Tô Bồ Đề, đội trưởng của bộ đội đặc chủng Hoàng gia En và cũng là vũ khí bí mật Zeller, còn có người của bộ lạc cuồng nhân lẫn bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ Batien, đều cũng có mệnh lệnh là phải giết chết Bùi Đông Lai. Nội ý, chiến ý, địch ý, sát ý. Mục đích khác nhau, nhưng cùng nhắm về Bùi Đông Lai. Nhận ra những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, âm thầm ghi nhớ. Sau đây khi tôi đọc đến tên đội ngũ nào thì mọi người sẽ lên phi cơ, để chúng tôi đưa đến nơi tham gia thi đấu. Một lát sau, sau khi Austin Rostov đem quy tắc công bố, rồi yêu cầu các đội viên lập tức lên đường suốt đêm để tới địa điểm thi đấu. Austin Rostov vừa ra mệnh lệnh, 16 đội liền tản ra, sắp xếp theo đội, bước chân chỉnh tề đi về phía 26 chiếc trực thăng mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Đi tới các chiếc máy bay, các nhóm âm thầm quan sát lẫn nhau. Từng cặp mắt gặp nhau trên không tóe lửa, một mùi thuốc súng vô hình thoang thoảng bay ra. Giờ phút này, cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Dịch giả, Bạch Hổ. Bùi Đông Lai dẫn 4 người tiêu cuồng đi lên chiếc số 1, đại bộ phận đám người Mỹ, Anh Hàn đều ném ánh mắt lên đám người Bùi Đông Lai. Trong đó, mơ kẻ được chỉ định giết chết Bùi Đông Lai, thì đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với hắn Bùi Đông Lai chỉ là một kẻ sắp chết rồi, không đáng ghía để hắn phải chú ý. So ra mà nói thì mặc dù biết được mục đích đến đây lần này của Merck là để giết Bùi Đông Lai, nhưng mà Chát Tây Đức vẫn cảm thấy hứng thú với Bùi Đông Lai, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Bùi Đông Lai. Nếu như Chát Tây Đức nhìn Bùi Đông Lai đầy hứng thú thì Zeller nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt thù địch. Tất cả chuyện này là do chuyện Bùi Đông Lai huyết tẩy Nhật Bản. Chuyện đó không chỉ là sự sỉ nhục của Nhật Bản mà còn là của MA. Để rửa sạch mối nhục này, cho nên nước A đã phái Zeller, dẫn quân tham gia lần này, với hy vọng là đánh bại đội Long Hồn Trung Quốc của Bùi Đông Lai. Ngoài Bùi Đông Lai, thì cũng không ít ánh mắt hướng về Trần Anh. Trong cuộc thi lần này có rất ít nữ tham gia thi đấu, mặc dù Trần Anh không phải là mỹ nữ xinh đẹp, nhưng mà trên người lại có vẻ đẹp dã tính, một vẻ đẹp khỏe khoắn mà các cô gái mặc váy không có, tạo nên một nét hấp dẫn riêng. Đối với ánh mắt của mọi người thì 4 người Bùi Đông Lai, Vương Khuê, Trần Anh cùng Tôn Nhận không thèm để ý tới, chỉ có Tiêu Cuồng là cảm thấy bất mãn, vẻ mặt như hung thần nhìn về những kẻ kia, giống như muốn nói, bọn mày cũng muốn khoa tay múa chân trước mặt Cuồng ra sao. Trong lòng Zeller rất không thích Bùi Đông Lai,
lúc này thấy bộ dạng của Tiêu Cuồng thì nhíu mày, chờ đến khi Bùi Đông Lai bước đến hắn ra vẻ thanh cao cười cười. Đội trưởng đội đặc công Long Hồn Trung Quốc, khỏe không? Khỏe. Mặc dù nhận ra địch ý của Zeller đối với mình, nhưng giữ thể diện cho đất nước, Bùi Đông Lai vẫn mỉm cười đáp lại. Zeller nho nhã lễ độ hỏi, đúng phong độ thân sĩ Anh Quốc. Theo tư liệu tôi được biết, anh có rất nhiều thân phận, sinh viên, thương nhân, đối với anh mà nói quân nhân cũng chỉ là một trong số đó thôi nhỉ. Tình báo của quý quốc thực quả là số một thế giới, bội phục. Bùi Đông Lai trả lời nước đôi. Ha ha, số một thế giới thì không dám, nhưng mà tình báo nước tôi rất được tán thưởng. Zeller không thèm để ý tới lời nói của Bùi Đông Lai có châm chọc hay không, mà là thuận theo thuyền, cười nói. Ban đầu tôi không hiểu là các anh có nhìn ra kẻ hở trong luật của ban tổ chức không hay thực sự là muốn biến cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện, nhưng giờ tôi minh bạch rồi, là do các anh quá ngốc để nhìn ra điều đó cho nên mới cố ý nói là muốn biến cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện đúng không? Lời vừa phát ra, các thành viên của đội đặc chủng Hoàng gia A liền tỏ ra trào phúng nhìn vào Bùi Đông Lai. Không riêng gì hắn, bốn gã bộ đội vùng châu thổ M cũng tỏ ra vài phần khinh thường, mà đám người bộ đội đặc chủng 707SQ lại tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Tiêu Cuồng nghe vậy thì liền tức giận. Phất Diêu, mày muốn gì? Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng trả lời, Tiêu Cuồng từ trên ghế đứng lên, nghiêm mặt, trợn mắt, tư thế như muốn xông vào đấm Zeller một trận. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Zeller nhún vai, nhưng trên nụ cười trêu đùa vẫn còn trên mặt, không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng còn muốn nói gì đó, nhưng Bùi Đông Lai đã đặt tay trên vai hắn, rồi xem Zeller như không khí, cười nói. Cuồng ca, để cho họ hò hét đi, dù sao cuộc diễn tập vừa rồi, bọn hắn cũng cụp đuôi về nước mà thôi, chúng ta có thể hiểu được điều này. Bùi Đông Lai vừa nói xong, sắc mặt đám người Zeller liền trở nên khó coi. Không riêng gì bọn hắn mà đám bộ đội đặc chủng của M cũng như thế. Thì ra là thế. Tiêu Cuồng tuy cuồng nhưng đầu óc chưa có cuồng, vẫn hiểu được ý của Bùi Đông Lai, nói. Thật xin lỗi, do tôi không biết các anh có thành kiến. Để tỏ lòng xin lỗi, tôi sẽ đem chuyện này đăng báo, dù sao nước chúng tôi cũng có truyền thống hiểu học, trên lý luận cùng phát triển tiến bộ. Tôi tin chắc là thủ tướng nước tôi sẽ đồng ý diễn tập với nước các anh thôi. Lời của Tiêu Cuồng tuy không thô tục nhưng mà vẫn làm cho đám người Zeller tức giận đến không nhẹ, bọn hắn hít sâu một hơi, trừng lớn mắt, hận không thể cầm súng bắn chết con bà Tiêu Cuồng. Đừng có nghi ngờ lời của tôi. Tiêu Cuồng thấy thế, mặt không cười, nghiêm túc, trước mặt mọi người chỉ vào phần giữa hai đùi nói. Tôi xin lấy lão nhị ra thề, lời tôi nói là sự thật. Phét siêu. Thấy được hành động của Tiêu Cuồng, một thành viên của bộ đội đặc chủng Hoàng gia A nhịn không được, liền đứng dậy, trợn trừng mắt nhìn vào Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng nhếch miệng cười, không thèm quan tâm tới tên đội viên đang phẫn nộ, thản nhiên ngồi lại chỗ ngồi hai chân bắt chéo, tỏ ra vô ý nói. Tôi nghe nói nước A là một quốc gia có nền văn minh nhất thế giới, thế mà anh lại nói ra những lời thô tục như thế, đương nhiên, tôi biết các anh là đồ dã thú đội lớp người. Nếu anh không thừa nhận điều đó, có thể kiếm tôi để tôi dạy cho anh một bài học. Ngươi! Đám người Zeller liền đứng lên. Tôi vẫn lấy lão nhị ra thề, quyết không đánh trả. Tiêu Cuồng làm vẻ mặt vô tội, chỉ vào tiểu đệ của mình. Các cậu không nên trúng quỷ kế của hắn. Trong lúc bốn gã đặc chủng A bị Tiêu Cuồng chọc giận, Phác Chí Dũng đội trưởng của bộ đội đặc chủng 707SQ mở miệng nhắc nhở. Người Trung Quốc đúng là nham hiểm giả dối, mặt dày không biết xấu hổ. Có ý khích tướng cho các ngươi động thủ, khi đó các ngươi sẽ bị mất tư cách thi đấu. Nghe Phác Chí Dũng nhắc nhở, bốn gã đặc công A tỉnh ngộ, không đợi cách lặt truyền lệnh, đã về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Tiêu Cuồng khó chịu, ân cần thăm hỏi hết tổ tông họ hàng của hắn. Tiêu Cuồng quay đầu nhìn Phác Chí Dũng, vẻ mặt nghiêm túc. Phét siêu, ngươi, đối với lời mắng của Tiêu Cuồng, Phác Chí Dũng thiếu tí nữa là ngất luôn, hắn cố nén cơn tức, giận dữ nói. Người Trung Quốc từ trước đến nay đúng là không có tố chất mà. Hôm nay cuối cùng cũng thấy, cái thứ bỏ đi như ngươi lẽ ra không nên có mặt ở đây. Tiêu Cuồng cười nhạo. Ngươi, câu này đụng chạm quốc gia, nên cô dịch. Ngươi, lúc này không chỉ có Phác Chí Dũng mà bốn gã SQ còn lại đều bị chọc giận. Tiêu Cuồng thật biết cách mắng người đó. Đội trưởng Phác Chí Dũng,
lúc nãy ngài đã nói người Trung Quốc luôn âm hiểm giả dối, chúng ta không thể trúng quỷ kế của bọn chó đó. Không đợi Phác Chí Dũng lên cơn, Zeller nói một câu làm yên lòng Phác Chí Dũng, sau đó mặt lạnh nhìn Tiêu Cuồng lẫn Bùi Đông Lai nói. Chúng ta còn gặp nhau trên chiến trường, lúc đó đám Trung Quốc vô dụng các ngươi sẽ hiểu là các ngươi không xứng có mặt ở đây. Cuồng ca, trước kia anh nói với tôi nước A là một nước thân sĩ, tôi không tin, nhưng giờ thì tin rồi, cậu còn được gọi là thân sĩ nữa mà nói chi là người. Không để ý tới lời khiêu khích của Zeller, Bùi Đông Lai mỉm cười với Tiêu Cuồng. Nhưng mà chó thì vẫn là chó thôi, cho nên chúng ta không cần cãi với nó. Tiêu Cuồng gật đầu. Zeller giận đến nỗi, hai tay nắm chặt, địch ý trong con người đã biến thành sát ý. Căn cứ theo ban tổ chức đã an bài, để phát huy được thực lực của đội viên tham gia, cho nên không có cung cấp súng ống, mà là cho phép họ tự mang súng của mình tham gia thi đấu. Chỉ là, trong trận đấu này, đạn thật được đổi thành đạn cao su. Mà đội viên tham gia được trang bị áo chống đạn, nên trừ khi ăn ở thất đức, bị nhiều viên đạn cao su bắn trúng thì mới chết. Trong máy bay, bốn gã đội viên A đều cảm nhận sát khí tỏa ra từ Zeller, không hẹn mà cầm súng trên tay, chỉ cần Zeller nói một câu thôi, thì sẽ nả đạn về phía đám người Bùi Đông Lai. Trong phút chốc, cả máy bay trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được sát khí của đội đặc chủng Hoàng gia A, đám người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê, Tôn Nhận, yên lặng cầm súng chờ đợi, chỉ có Bùi Đông Lai lập vẫn cười cười, ánh mắt khinh bỉ như đang xem hề. Sau đó, Zeller chưa kịp ra lệnh, một hồi chấn động xảy ra, chiếc trực thăng đã từ từ bay lên không. Một màn này làm cho Zeller bình tĩnh trở lại, hắn làm động tác bảo thủ hạ không nên làm hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy động tác của Zeller, bốn gã đội viên A tuy rất muốn làm thịt nhóm người Bùi Đông Lai nhưng chỉ có thể cất súng đi, nhìn chằm chằm vào đám người Bùi Đông Lai. Còn Mớc thì hơi cau mày, sau đó hắn cũng nhắm hai mắt lại. Không để ý tới đội viên nước A. Thấy hành động của Mớc, trong lòng Bùi Đông Lai biết rằng Mớc chính là đối thủ lớn nhất của mình. Biết là thế, nhưng hắn cũng không lo, làm động tác ra lệnh cho đám người Tiêu Cuồng nghỉ ngơi một chút. Phác Chí Dũng nhìn chằm chằm về Bùi Đông Lai, chửi thầm trong lòng. Lũ Trung Quốc chết tiệt, để tao xem bọn mày còn hung hăng hổ báo tới đâu, người muốn giết bọn mày hiện giờ không ít đâu. Vài giờ sau, 16 đội dư thi đã đến một hòn đảo trên vùng hải vực. Một lát sau, máy bay hạ cánh trên một bãi đất trống, 81 đội viên từ trên trực thăng đi xuống. Trụ sở tạm thời có không ít thành viên của ban tổ chức, nhưng trưởng ban tổ chức lại không có mặt, chỉ có phó ban là Austin Rostov. Chào mọi người, nơi này là nơi sẽ diễn ra trận thi đấu xạ kích cá nhân, sáng sớm ngày mai, các anh sẽ bắt đầu thi đấu. Dưới bầu trời đêm, Austin Rostov mặc một chiếc áo t-shirt màu đen, quần dài đủ màu, giày quân đội. Đứng nhìn đội hình hình vuông phía trước trầm giọng nói. Bây giờ, các anh tự dựng lều trại tiến hành nghỉ ngơ, nhưng trước khi đi ngủ hãy chọn ra người sẽ tham gia thi đấu vào ngày mai, rồi sáng sớm ngày mai báo lại cho tôi. Các anh có nghe rõ không? Nói xong lời này, Austin Rostov hét lớn một tiếng. Rõ, thưa giáo quan. Trừ Tô Bồ Đề, Mơ và một số người khác, toàn bộ những người còn lại đều giống to lên. Các anh đi dựng trại ở nơi chúng tôi đã đánh dấu, giải tán. Austin Rostov rất hài lòng, tuyên bố giải tán. Lời Austin Rostov vừa phát ra, thì 16 giáo quan tiến lại nói chuyện với 16 đội trưởng của 16 đội tham gia thi đấu. Bùi Đông Lai nói chuyện xong Voice giáo quan beo người phụ trách đội mình, đang tính chuẩn bị đi dựng lều, thì thấy một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thì ra là Tô Bồ Đề. Phát hiện ra ánh mắt của Bùi Đông Lai. Khóe miệng Tô Bồ Đề nở ra nụ cười đắc ý, sau đó theo các thành viên trong đội Red Alert In rời khỏi. Nhận thấy trong mắt của Tô Bồ Đề chỉ có tức giận chứ không có sát ý, Bùi Đông Lai bỏ đi suy nghĩ Tô Bồ Đề đến để ám sát mình rồi theo chân Bell đi tới địa điểm dựng trại. Nơi này là nơi cho các anh ở, tới khi trận đấu kết thúc thì các anh vẫn ở đây. Mang 5 người Bùi Đông Lai đến trước nơi dựng lều, Bell nói. Bùi Đông Lai nghe vậy, cúi chào. Cảm ơn. Bèo im lặng đáp lễ, sau đó rời đi. Cuồng ca, có lòng tin vào trận đấu thứ nhất ngày mai không? Vào trong lều, Bùi Đông Lai thả ba lô xuống rồi hỏi Tiêu Cuồng. Nghe Bùi Đông Lai hỏi thế, Tiêu Cuồng liền tức giận. Đông Lai, cậu biết tính ca rồi, ca là một người vô cùng tự phụ,
cậu hỏi vậy có phải thừa không? Tốt lắm, trận đấu ngày mai giao cho anh. Bùi Đông Lai cười cười, hắn cũng biết nếu tiêu cuồng mà không tự phụ sẽ không hình thành bản tính cuồng ngạo. Nghe Bùi Đông Lai nói vậy, ba người Vương Khuê, Tôn Nhận, Trần Anh sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không nói gì, còn tiêu cuồng cười mắng. Đông Lai, tuy ca có tự phụ nhưng mà chúng ta tự hiểu lấy được rồi. Nói thật, lần này cường giả như mây, cậu nói ca thắng thì ca cũng không nắm chắc được. Đông Lai, ngày mai là trận thi đấu thứ nhất, có tính ảnh hưởng đến toàn cục. Trần Ánh nói tiếp lời tiêu cuồng. Để bảo đảm, hay là cậu dự thi đi? Đúng, Đông Lai, cậu đi đi. Vương Khuê và Tôn Nhận nghe vậy, phụ họa theo. Bùi Đông Lai suy nghĩ nói. Dựa theo phán đoán của tôi, Mơc, Tô Bồ Đề, Bát Tien, hoàn toàn nhắm về tôi, mà bọn họ không phải là quân nhân, cho nên không có cái gì gọi là lòng trung thành với đất nước, tự nhiên sẽ không có cảm thấy vinh dự khi cống hiến cho đất nước. Không chỉ ba người họ mà còn có Chát Tây Đức, Zeller, Phổ Tư Cơ, Cương Bản Nhật Xuyên, rất nhiều người tạo thành uy hiếp với cuồng ca, nhưng chỉ cần phát huy như lúc bình thường, thì không thành vấn đề gì. Cút đi, tuy ca biết mình mạnh hơn người khác. Có thể giáo huấn được đám vương bát đản này, nhưng để bảo đảm không có sơ hở, thì cậu xuất chiến vẫn tốt hơn. Lúc nói chuyện, tiêu cuồng nghiêm túc nhìn Bùi Đông Lai nói. Đông Lai, tâm ý của cậu, ca hiểu, cậu muốn cho ca lấy cái chức quán quân trở về, nhưng bây giờ không phải là thời điểm ra mồm cãi láo, mục tiêu của chúng ta là chức quán quân, chứ không phải ai đoạt chức quán quân. Nghe tiêu cuồng nói vậy, Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ thở dài trong lòng. Đúng như Tiêu Cuồng nói, hắn muốn cho Tiêu Cường giành được chức quán quân. Bởi vì, hắn biết Tiêu Cuồng khát vọng chức vô địch này so với hắn còn nhiều hơn. Mà đối với Tiêu Cuồng mà nói, thi đấu xạ kích này là chính là cơ hội duy nhất để đạt chức quán quân. Còn về phần cách đấu đó là cơ hội cho Tô Bồ Đề, Mơc và Bát Tien giáo huấn cũng như xử lý Bùi Đông Lai, hiển nhiên là bọn hắn sẽ không bỏ qua. Mà so với ba người kia, thực lực của Tiêu Cuồng lại không bằng. Được rồi, ngày mai tôi xuất chiến. Thở dài một hơi, Bùi Đông Lai lên tiếng. Tiêu Cuồng, Trần Anh Vương Khuê Tôn Nhận thấy thế, im lặng không nói gì. Sau đó, bốn người liền nắm chặt tay lại với nhau. Cuồng ca, mục tiêu của chúng ta không phải là quán quân. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Hả? Nghe Bùi Đông Lai nói thế, bốn người Tiêu Cuồng ngẩn ra, không hiểu gì. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của bốn người. Bùi Đông Lai chậm rãi nói. Là mãn quan, không hiểu là gì. Mãn quan. Nghe được hai chữ này bốn người Tiêu Cuồng đầy kích động, nắm chặt tay lại với nhau. Đây chính là lòng quân. Đêm đã khuya, bốn người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê cùng Tôn Nhận đã đi vào giấc ngủ. Mà Bùi Đông Lai thì đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ. Lúc này Bùi Đông Lai đang tu luyện phương pháp thổ tức trong Bùi Gia Quyền nhưng những ngày trước. Hắn tu luyện cũng không phải là để tăng thực lực lên mà muốn để cho thực lực được giữ vững, không đi xuống. Giống như mọi ngày, Bùi Đông Lai lại một lần nữa lợi dụng, thần, vận dụng khí kình trong cơ thể để cọ rửa lục phủ ngũ tạng, loại bỏ tạp chất. Khác với các lần trước kia, lần này sau khi thần trong cơ thể tiêu hao 1/3, thì hắn đình chỉ tu luyện, nằm thẳng lên giường dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng. Bùi Đông Lai mở mắt đã thấy bốn người Tiêu Cuồng dậy rồi, trong đó Tiêu Cuồng đang hít đất. Bùi Đông Lai thấy thế, tính gọi bốn người Tiêu Cuồng vận công buổi sáng, nhưng lại nhớ ban tổ chức cũng không thông báo thời gian tập hợp nên cũng bỏ luôn ý định. Cuồng ca, một mình anh hít đất chắc buồn lắm, muốn đấu một trận với tôi không? Nước so thì so, sao phải xoắn? Tiêu Cuồng hít đất một tay, cười đáp lại. Hai chúng tôi tham gia với. Vương Khuê cùng Tôn Nhận thấy thế. Liền lên tiếng, muốn tham gia. Bùi Đông Lai thấy thế, hướng về Trần Anh cười nói. Trần tỷ, tỷ đừng có tham gia, làm trọng tài cho chúng tôi. Được. Trần Anh gật đầu, nhìn bốn người kia đều quỳ rạp xuống mặt đất, trầm giọng nói. Bắt đầu. Lời Trần Anh vừa vang, trận đấu bắt đầu, Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng, Vương Khu và Tôn Nhận bốn người dùng tốc độ nhanh như điện mà hít đất. Trong đó Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng chỉ dùng một ngón chống đỡ cho cả người, trong khi Vương Khuê là hai ngón, Tôn Nhận kém nhất phải dùng tới ba ngón. Mặc dù bốn người Bùi Đông Lai dùng ngón tay chống đỡ, nhưng tốc độ hít cực nhanh,
đến nhãn lực của Trần Anh cũng không đếm kịp đã hít được bao nhiêu cái. Qua một thời gian, bởi vì hai người Vương và Khuê Tôn nhận còn kém, cho nên tốc độ chậm lại, đột nhiên một tiếng kèn ở bên ngoài vang lên. Nghe thấy tiếng kèn tập hợp, bốn người Bùi Đông Lai đứng dậy, không nói lời nào, lấy ba lô để ở bên giường, xếp thành hàng rồi rời khỏi lều, rồi chạy đến nơi tập hợp. Cùng lúc đó, những đội còn lại đều chạy tới cùng một lúc. Trong căn cứ, Austin Rostov đang đứng đợi, tay thì đang nhìn đồng hồ. Tốt lắm, mọi người đã tập hợp trong thời gian quy định, xem như là đã thông qua lần khảo nghiệm nhỏ này. Thấy 16 đội đã tập hợp xong, Austin Rostov nở một nụ cười hài lòng, sau đó nói. Các đội trưởng hãy đem tên của người tham gia thi đấu đột kích cá nhân giao cho giáo quan Miller. Báo cáo giáo quan. Bộ đội đặc chủng vùng châu thổ nước M do Chát Tây Đức tham gia trận thi đấu đột kích cá nhân này. Lời Austin Rostov vừa vang lên, Chát Tây Đức đã tiến lên báo danh. Giáo quân Miller nghe vậy gõ bàn phím cực nhanh, thông tin của Chát Tây Đức liền xuất hiện trên màn hình lớn. Báo cáo giáo quan, bộ đội đặc chủng Brazil do Carlos tham gia. Báo cáo giáo quan, đội thần phong Nhật Bản do Cương Bản Nhật Xuyên. Các chi đội trưởng đều đứng lên báo danh sách tham gia ứng chiến, đúng như Bùi Đông Lai nghĩ, cả ba người Bastien, Tô Bồ Đề, Mơc đều không tham gia mà do đội trưởng tự mình dự thi. Sau cùng 15 đội kia đã báo danh xong chỉ còn chờ đội Long Hồn Trung Quốc. Bùi Đông Lai tiến lên cúi chào, lớn tiếng báo cáo. Báo cáo giáo quan, đội Long Hồn Trung Quốc do Bùi Đông Lai tham gia trận đấu thi đấu đột kích cá nhân lần này. Rất nhanh. Trên màn hình liền hiện ra thông tin của Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, Austin Rostov thông qua điện thoại nghe được báo cáo của các tay súng bắn tỉa, cũng không có giải thích luật lệ của trận đấu mà là trầm giọng quát. Toàn đội, nghỉ. Mệnh lệnh vừa cất lên, 81 đội viên làm động tác nghỉ, chờ chỉ thị của Austin Rostov. Các anh, 20 phút thượng tướng Ratatot cũng chính là trưởng ban tổ chức của cuộc thi đấu này cùng với những đoàn quan sát viên sẽ đến đây. Austin Rostov nhìn lướt qua toàn thể mọi người, trầm giọng nói. Tất cả, tại chỗ đợi lệnh. Vâng, giáo quan. Toàn bộ các đội viên đều giống to, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, nghi ngờ là trong lời nói của Austin Rostov về đoàn quan sát còn hàm ý gì khác. Ngay cả Bùi Đông Lai dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi cũng không biết được chuyện này. Sau một lát, trong khi mọi người còn đang nghi hoặc thì mấy chiếc xe Việt dã chạy vào khu căn cứ. Khi xe dừng lại, trưởng ban tổ chức thượng tướng Ratatot bước xuống xe thoe sát là 5 người quân nhân, cả người tràn ngập hơi thở lạnh như băng. Xôn xao. Khi thấy được 5 người quân nhân phía sau Ratatot thì tất cả đội ngũ tham gia thi đấu đều xôn xao. Bởi vì, các đội viên ở đây đều nhận ra 5 người kia. Bọn họ không phải là quân nhân chính quy nhưng danh khí còn nổi hơn cả bộ đội tinh nhuệ quốc gia. Bọn họ là những đội trưởng của 5 dòng vinh vương đứng đầu trong 10 dòng vinh vương có tiếng của thế giới. Chẳng lẽ, đoàn quan sát là 5 tên này? Trong lúc nhất thời, không ít người thầm hỏi, đồng thời nhìn chung quanh, muốn tìm đáp án. Các bạn, rất vui khi có mặt ở đây cùng các bạn. Giả vờ như không thấy sự ngạc nhiên của các đội viên tham gia dự thi, sắc mặt Ratatot ác liệt mở miệng. Tự giới thiệu tôi là Ratatot đến từ Du. Là người phụ trách ban tổ chức của cuộc thi quân sự này. Chào trưởng quan. Nghe Ratatot giới thiệu, không ít người liền mở miệng hét lên. Vừa rồi các bạn rất kinh ngạc, tôi nghĩ mọi người đều đang nghĩ đến một vấn đề. 5 người Merz, Krupp, Canrui, Terry cùng Zanetti có phải là người trong đoàn quan sát lần này hay không? Ratatot tự nói tự trả lời. Phải cũng không phải. Bởi vì bọn họ đều dẫn theo hơn 100 dòng binh để đến đây quan sát cũng như trợ giúp lần thi đấu quân sự này. Nghe Ratatot, mọi người cảm thấy ngạc nhiên hơn. Dựa theo quy định hôm nay sẽ tiến hành thi đấu xạ kích cá nhân. Ratatot nói, căn cứ theo quy tắc mỗi đội viên tham gia sẽ bị 500 người lính bao vây, phải thành công thoát khỏi cuộc bao vây trong vòng 20 phút và chạy xuyên qua rừng tùng dài 2 km. Trưởng quan. Theo lời ngài thì 500 người lính kia là lính của 5 dòng binh đoàn kia sao? Câu hỏi phát ra từ một thành viên của đội Nam Phi. Ratatot cười cười liếc người đó một cái. Chúc mừng anh, binh nhì, anh rất thông minh, đã trả lời được tin tức mà toàn bộ những đội viên tham gia thi đấu đã biết. Ách, lời nói mang tính vũ nhục làm cho tên đội viên cứng miệng, không thể phản bác được,
vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Ha ha! Trong lúc nhất thời, cả đội ngũ đều cười vang. Nếu như đội viên dự thi xuyên qua rừng tùng bị đạn đánh trúng, thì bị loại, thí sinh nào trong thời gian ngắn nhất thoát ra ngoài sẽ trở thành quán quân. Ratatot bổ sung, lời của hắn như có mang theo ma lực, làm cho mọi người còn đang cười nhạo bình tĩnh trở lại, sắc mặt mọi người tỏ ra ngưng trọng. Bởi vì, bọn hắn hiểu là muốn vượt qua giám dòng binh kia trong vòng 20 phút mà còn bình yên vô sự qua 2 km rừng tùng là chuyện quá khó. Trong lúc nhất thời, cả đội ngũ lâm vào im lặng, mà năm tên dòng binh vương rất hài lòng, đồng thời đem ánh mắt hướng về Bùi Đông Lai. Hả? Nhận thấy địch ý trong ánh mắt của 5 người, Bùi Đông Lai có chút nghi hoặc, đồng thời thầm hỏi mình làm gì mà chọc tới bọn họ nhỉ? Chẳng lẽ có người thuê bọn họ trừ khử mình tại cuộc thi đấu lần này? Trong lòng Bùi Đông Lai thầm đoán. Nhưng suy nghĩ đó bị bác bỏ. Dù sao, dựa vào quy tắc của giới dòng binh, sau khi một dòng binh tiếp nhận một nhiệm vụ thì những dòng binh khác sẽ không làm chung, nhất là đội ngũ trong thập đại dòng binh này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở hắn xem ra người đối phó với mình, dùng một số tiền lớn mời dòng binh đoàn, muốn thông qua lần thi đấu đột kích cá nhân lần này, dùng đạn cao su xử lý mình, đây quả thật là vũ nhục niềm kiêu ngạo của năm đội ngũ dòng binh này mà. Nhưng mà nếu chỉ là thuê để đối phó với mình, tại sao bọn họ lại tỏ ra địch ý với mình? Bùi Đông Lai suy nghĩ nát óc nhưng mà hắn cũng không nghĩ được nguyên nhân. Sau gió, không đợi Bùi Đông Lai nghĩ ra cái gì, theo lệnh của Ratatot, 16 dã rời khỏi trụ sở, chuẩn bị cho trận thi đấu tại rừng tùng. Các hạ chắc hẳn là người xuất kính một đám ô hợp hắc đạo chém lúc phu, diệt dòng binh đoàn ở Siberia, Bùi Đông Lai. Sắp đến trận chiến, đệ nhất dòng binh vương Mers đột nhiên đến bên người Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai gật đầu nhẹ. Phải, xin hỏi có gì chỉ giáo? Các hạ chẳng những xuất lĩnh một đám hắc đạo tiêu diệt dòng binh đoàn Siberia, hơn nữa còn dòng binh đoàn Sa Tăng vừa mới quật khởi lại có quan hệ với các hạ, điều này đã tạo thành chấn động lớn ở giới dòng binh. Mers nhẹ ngàng cười, làm cho người ta có cảm giác sởn gai ốc. Bởi vì chuyện này, mà danh khí của các hạ ở dòng binh giới rất lớn, lần này thủ lĩnh của năm đại dòng binh chúng ta muốn so tài với các hạ, mong các hạ chỉ giáo một phen. Nghe lời này của Mers thì đám MASQ cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì, bọn hắn đều hiểu được hàm ý trong lời nói của Mers, bởi vì Bùi Đông Lai đã tiêu diệt dòng binh đoàn Siberia và thu phục dòng binh đoàn Sa Tăng, điều này đã làm cho năm đại dòng binh phá lệ mà chiếu cố Bùi Đông Lai trong trận thi đấu lần này. Mers các hạ, không thể không nói, tư liệu về tôi các hạ đã thu thập rất khá, nhưng các ông lại xem nhẹ một điều. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh, giống như là đang nhắc đến một chuyện nhỏ, không đáng kể. Mers không nhịn được hỏi. Cái gì? Ta lớn lên trong một hoàn cảnh không công bình. Bùi Đông Lai cười hờ hững, trong giọng nói lại tràn ngập sự tự tin làm cho Mers có chút khiếp sợ. Tôi cùng các chiến hữu đến đây là vì chức quán quân. Cảm tạ sự chiếu cố của các ông bởi vì chúng chức quán quân này có giá trị rất cao, và nó đã được để sẵn cho chúng tôi. Mỗi một đội dự thi là đều nhắm tới chức quán quân, chúc anh may mắn. Bùi Đông Lai. Mặc dù ở Bùi Đông Lai toát ra sự tự tin làm cho Mers kinh ngạc, cũng làm cho hắn không thể tin được, nhưng mà nếu như mà Bùi Đông Lai có thể trong vòng 20 phút không bị bắn trúng, sau đó thoát khỏi rừng tùng thì đây là một chuyện không thể. Nghe Mers chúc phúc, nhưng bằng cái giọng kinh thường, Bùi Đông Lai cũng không nói nhiều, mà miệng cười đáp lại. Cảm ơn. Mers không nói gì, mà đi nhanh tới chỗ của 4 gã dòng binh vương cùng với Ratatot rồi đi về phía trước. Rất nhanh. 16 người tham gia cuộc thi đã bắt đầu lên đường. Nương theo ánh trời chiều, tại nơi xuất phát có rất nhiều trang bị, như súng ống, đạn cao su cái gì cũng có đầy đủ. Mers các hạ, 10 phút nữa trận đấu nữa sẽ bắt đầu, các vị chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ratatot dừng bước, nói với Mers. Mers cúi chào Ratatot nói. Tướng quân Ratatot cứ yên tâm, tôi cùng các anhem của mình đã sẽ nghiêm túc giúp đỡ ban tổ chức hoàn thành trận thi đấu lần này. Tôi rất yên tâm với các vị. Ratatot mỉm cười, chào theo nghi thức quân đội. Đám Mers thấy thế cũng không nói nhiều, mà như năm con báo trong chớp mắt đã biến mất trong rừng. Chứng kiến tốc độ của 5 người Mers, không ít đội viên giật mình, mà những ai tham gia vào trận thi đấu đột kích cá nhân này cũng đều tỏ ra ngưng trọng.
Trên đây là các trang bị, các anh có 10 phút để chuẩn bị. Ánh mắt của Ratatot như dao sắc, quét qua các đội viên dự thi, mặt không biến sắc nói. Vù, vù. Lời Ratatot vừa phát ra, các đội viên dự thi liền bắt đầu chạy về bãi đất trống, sôi nổi chọn cho mình một trang bị hữu dụng, rồi lấy một đống đạn, nhưng mà đa số đều chọn trang bị ngụy trang. Sau đó, khi các đội viên đã lấy trang bị xong, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào người Bùi Đông Lai. Tại sao hắn lại đứng nguyên tại chỗ? Chẳng lẽ hắn không cần đồ để ngụy trang, chỉ cần các đồ vật trên người là có thể đánh thắng 500 dòng binh tinh anh và 5 đại dòng binh vương vượt qua rừng tùng sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai đứng yên bất động, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thậm chí Tô Bồ Đề, Bát Thiên cùng Mỹ Ước cũng tỏ ra kỳ quái, liếc nhìn Bùi Đông Lai. Đối mặt với nhiều ánh mắt kinh ngạc, nhưng Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh như nước. Xem ra tên gia hỏa không biết xấu hổ này đã biết mình không cách nào thành công, cho nên đã bỏ cuộc rồi. Phác Chí Dũng cũng đã chuẩn bị trang bị cho mình, thấy Bùi Đông Lai vẫn đứng yên, liền nghĩ nghĩ, khóe miệng nở ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Chẳng lẽ hắn biết rõ thế nào cũng thua, nên làm màu che giấu bộ mặt thật. Hắc hắc, người Trung Quốc đúng là đạo đức giả. Vẻ mặt Zeller tỏ ra trào phúng xem thường Bùi Đông Lai. Không riêng gì Phác Chí Dũng và Zeller, tất cả các đội viên khác đều nhìn Bùi Đông Lai với con mắt trào phúng. Trận thi đấu thứ nhất bắt đầu. Thấy các thí sinh dự thi đã trở về hàng, Ratatot liền bắn súng lên trời, để trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Bằng! Tiếng súng vang lên, liền thấy Chát Tây Đức dùng tốc độ kinh người, thoáng đã biến mất. Thật nhanh! Tốc độ và sức bật của Chát Tây Đức đáng sợ không gì sánh kịp, làm cho đa số người ở đây âm thầm cảm thán, Chát Tây Đức dùng tốc độ cực nhanh đi vào rừng tùng. Bằng, bằng. Rất nhanh, trong rừng truyền đến những tiếng súng rồn rập nói nhau không dứt, Chát Tây Đức đang giao chiến với 500 dòng binh tinh nhuệ. Trận giao chiến ngắn ngủi trôi qua, tiếng súng cũng tắt dần, nhưng bóng dáng thì đã biến mất tăm hơi. Hẳn là Chát Tây Đức cũng chưa bỏ mình. Có lẽ là bởi vì Chát Tây Đức thể hiện ra thực lực cường đại, có lẽ là trận đấu vừa mới bắt đầu, mặc dù tiếng súng đã biến mất nhưng mà không ai cho rằng Chát Tây Đức đã rời khỏi trận đấu một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh suy đoán của bọn họ, tiếng súng lại vang lên thẳng cho đến khi đồng hồ bước qua phút 18 phút thì tiếng súng mới ngừng lại. Đội trưởng đội đặc chủng nước M Chát Tây Đức đã bị hạ gục khi chỉ mới vượt qua 1 km. Lúc này, thân là người phụ trách Ratatot thông qua được điện thoại của MERS thông báo tới mọi người. Ngoài Bùi Đông Lai ra, thì ai cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi nghe được tin này. Bởi vì bọn họ đã thấy được thực lực của Chát Tây Đức, cứ tưởng là hắn sẽ dễ dàng thành công mà xuyên qua rừng tùng. Mà bây giờ nghe Ratatot nói Chát Tây Đức tốn 9 châu 2 hổ, tốn tận 18 phút mà chỉ đi được 1 km. Điều này làm cho đa số đội viên dự thi cảm thấy không còn tự tin nữa. Vẻ mặt của Phác Chí Dũng, Cương Bản Nhật Xuyên và Zeller cũng không còn tỏ ra tự tin như trước nữa. Chỉ có đội trưởng Ruth Alpha là Phổ Tư Cơ và đội trưởng đội biên phòng thứ 9 của G là vẻ mặt chấn định. Phổ Tư Cơ có thực lực cường đại đã vậy còn là chủ nhà, nên trong lòng tràn ngập tự tin. Còn về phần nước G, thì bọn họ là những người có tố chất tâm lý rất tốt, cho nên bọn họ sẽ không để lộ ra vẻ nhụt chí trước mặt nhiều người. Tâm tình quyết định thắng bại. Những lời tất nhiên là đúng, nhưng với điều kiện là phải có thực lực cường đại. Không có thực lực cường đại thì tâm tính tốt cũng vậy. Cho nên ở trong những đợt tiếp, một ít đội viên có thực lực không đủ, tâm tình không xong, nên đã bỏ cuộc. Mà Phác Chí Dũng tuy có tâm tính tốt, nhưng thực lực lại cùi bắp nên đành phải bỏ cuộc khi trận đấu vừa diễn ra đến phút thứ 8. Cương Bản Nhật Xuyên thì kiên trì đến phút 20. Mà Layman đội trưởng đội biên phòng thứ 9 của G cũng chỉ kiên trì đến phút thứ 16, sau đó rời khỏi trận đấu. Hắn cũng chỉ thành công qua được gần 1 km. Không ai có thể vượt qua được sao? Khi Ratatot công bố kết quả của Layman, đa số đều hỏi thầm trong lòng ánh mắt hướng về đội trưởng Ruth Alpha Ruth là Phổ Tư Cơ. 19 phút sau, đội trưởng Phổ Tư Cơ của Alpha Racer đã trở thành người đầu tiên vượt qua được thử thách, hạ gục 132 địch nhân. Thành tích của Phổ Tư Cơ làm cho mọi người xôn xao. Phổ Tư Cơ đã mang đến cho mọi người một hy vọng. Nhưng mọi người lại hoài nghi có phải là gà nhà được thả cho qua không? Mặc dù nghi ngờ nhưng ai cũng biết là gà nhà thì lúc nào cũng luôn được ưu ái một chút.
một giờ sau, cũng chỉ có một người thành công xuyên qua rừng tùng. Đó chính là Zeller. Mà hắn chỉ cần 16 phút để vượt qua. Thành tích đó làm hắn lên ngôi đầu bảng. Sau khi hắn trở về có hai đã tên bắt đầu nhưng chỉ mới 3 phút thì liền đã rời trận đấu. Tên Trung Quốc bỏ đi kia, còn làm màu cái gì nữa, thôi thì bỏ cuộc luôn đi để mắc công làm trò cười cho thiên hạ. Bùi Đông Lai cười nói. Tao nói rồi tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là thực lực, bọn mày cứ chóng mắt lên mà nhìn đi. Không thèm để ý tới Zeller, Bùi Đông Lai bắt đầu tiến vào trận đấu. Im lặng không có nghĩa là yếu đuối, mà là lười nói. Lúc này, thân thể Bùi Đông Lai như một cây súng lên nòng, chỉ chờ Ratatot nổ súng là hắn liền bắt đầu. Đội trưởng Long Hồn Trung Quốc, trước khi bắt đầu ta muốn hỏi anh một vấn đề. Khi Bùi Đông Lai giang chờ đợi tiếng súng, thì ánh mắt của Ratatot tỏ ra phức tạp, nhìn vào Bùi Đông Lai. Đối mặt với câu hỏi của Ratatot, Bùi Đông Lai ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Giáo quan cứ hỏi. Mọi người tham gia đều xài trang bị ngụy trang, tại sao anh không dùng? Ratatot hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không chỉ có Ratatot mà tất cả các đội viên đều tò mò, cho nên khi Ratatot vừa mở miệng, bọn hắn liền trông chờ đáp án của Bùi Đông Lai. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của đám đông, Bùi Đông Lai sắc mặt không đổi nói. Báo cáo giáo quan, theo tôi được biết mục đích của lần thi đấu này chính là để cho mỗi người trong chúng ta trở thành một chiến binh chân chính. Đúng vậy. Ratatot gật đầu, nhưng không hiểu vì sao Bùi Đông Lai phải nói vậy. Không riêng gì hắn, thành viên của các đội dự thi cũng không hiểu gì. Giáo quan, thứ cho tôi mạo muội, tôi cũng muốn hỏi ngài một câu, nếu lát nữa chiến đấu xảy ra, chúng ta có thể sử dụng trang bị ngụy trang kịp không? Bùi Đông Lai đá trả lại cho Ratatot. Ratatot khẽ nhếch miệng, nhưng không nói ra lời nào, vẻ mặt xấu hổ. Bởi vì, hắn biết. Đáp án chỉ có một câu, khi đã tham gia cuộc chiến thì không thể nào ngụy trang kịp được. Không tiếng gì Ratatot mà các đội viên đều đã hiểu ra. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thấy những điểm sai của kỳ tổ chức này, chúng tôi sẽ khắc phục ở những trận thi đấu sau. Sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Ratatot điều chỉnh cảm xúc, nói. Bất quá để công bằng, tôi cho anh thêm 10 phút để chuẩn bị đồ ngụy trang giống các thành viên khác. Cảm ơn ý tốt của ngài, giáo quan. Bùi Đông Lai cảm ơn, nhưng trong lòng Ratatot cũng hiểu là Bùi Đông Lai từ chối ý kiến của mình. Được rồi, chúc anh may mắn. Ratatot sắc mặt phức tạp, nhìn Bùi Đông Lai, rồi giơ súng lên trời, tay bóp cò. Bằng! Tiếng súng bang lên, Bùi Đông Lai lao đi cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mắt thấy Bùi Đông Lai đã biến mất, làm cho mọi người ở đây kinh hoàng. Tốc độ của Bùi Đông Lai thật sự rất nhanh, làm cho họ không nhìn rõ Bùi Đông Lai tiến vào rừng tùng như thế nào. Tiểu tiện nam, chỉ có 2 tháng không gặp, thực lực lại tăng tiến nữa rồi. Vẻ mặt Tô Bồ Đề như có suy nghĩ gì. Bát Thi En ở cách đó không xa, đồng tử thu nhỏ lại, ngay cả Mơ cũng đang nhíu mày không biết là suy nghĩ cái gì. Tư liệu ghi hắn mới chỉ là lục cấp thôi mà, sao tốc độ lại nhanh như vậy? Zeller ban nãy xuất sắc lên ngôi đầu bảng. Kiêu ngạo khiêu khích Bùi Đông Lai. Giờ chứng kiến tốc độ khủng khiếp của Bùi Đông Lai thì vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ, mà thần kinh cũng bất an. Hừ, cho dù hắn che giấu thực lực thì sao chứ? Hắn cũng không có ngụy trang, mà chẳng lẽ Mers lại bỏ qua, cho hắn vượt qua rừng tùng sao? Zeller nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa Mers và Bùi Đông Lai trước đó thì thở phào một hơi. Bằng, bằng. Giống như đáp lại cho ý nghĩ đó của Zeller, vừa mới bước vào rừng tùng. Đã có hơn 10 viên đạn cao su Bùi Đông Lai bắn về phía Bùi Đông Lai. Từng viên đạn từ chen những thân cây, trong bụi cỏ bắn ra, nhưng đều không chạm được tới một sợi tóc của Bùi Đông Lai. Đâu rồi? Vẻ mặt của hơn 10 tên dòng binh tỏ ra hoài nghi. Bằng, bằng. Không đợi 10 tên dòng binh nghĩ ra đáp án, Bùi Đông Lai đã dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới, vừa chạy vừa bắn, bắn phát nào là trúng phát đó. Viên đạn bay ra như có gắn thiết bị truy tìm, không đợi mấy tên dòng binh kịp né, đã bắn trúng cái mũ sắt của bọn chúng. Mấy tên kia muốn tránh nhưng tiếng vang của viên đạn đã báo cho biết rằng mình đã mất quyền thi đấu. Trong nháy mắt đã loại dược hơn 10 tên dòng binh, mà không bị một thương tích gì. Khi 10 tên dòng binh kia ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của Bùi Đông Lai đâu nữa. Thoát rồi sao?
một gã dòng binh không trúng đạn hướng về đồng bạn hỏi. Mấy tên còn lại đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Tên dòng binh vừa hỏi thấy thế, liền cầm điện thoại lên báo cáo. Báo cáo đội trưởng, địch đã đột phá được vòng tuyến thứ nhất, tốc độ của hắn cực nhanh. Bằng, bằng. Tên đó chưa kịp báo cáo xong thì tiếng súng lại vang lên. Chẳng lẽ chưa gì mà tên kia đã tới phòng tuyến thứ hai? Tên dòng binh đó dừng việc báo cáo, quay đầu nhìn xung quanh. Giống như để trả lời cho hắn, một tên dòng binh ở phòng tuyến thứ hai gọi cho hắn, giọng nói tỏ ra phẫn nộ. Fukase, đám phòng tuyến số một ngu ngốc, các ngươi bị ngu à? Sao không báo trước, các ngươi? Bằng. Tên đó chưa kịp nói hết thì một viên đạn cao su đã bắn trúng cái mũ sắt của hắn. Sau đó có một người mặc quân phục không nói không rằng, lướt qua hắn, đi về phía trước. Tên điên, hắn không cần ngụy trang gì cả, mà là giống như một con trâu điên, xông thẳng về phía trước. Một gã dòng binh vừa định giơ súng lên bắn, kết quả lại thấy thân ảnh của Bùi Dông Lai đã biến mất làm cho hắn tức ói máu, gào khóc kêu lên. Tốc độ nhanh như vậy sao mà nhắm kịp? Muốn mà đánh thắng tên này thì chỉ còn cách bao vây bốn phương tám hướng mà thôi. Hỗn đản, im miệng cho ta. Không đợi mấy tên dòng binh báo về, điện thoại đã truyền đến tiếng của Merz, giọng nói trầm thấp. Các người làm cái quái gì đó? Chẳng lẽ cứ để hắn tự nhiên như ở nhà vậy sao? Không có hồi âm. Hô, hô. Sự im lặng trôi qua, trên sóng vô tuyến tràn ngập tiếng thở dốc, một gã đội viên bị bắn trúng đạn cao su hô. Báo cáo đội trưởng, xin lỗi cho tôi thất lễ, nhưng mà nếu không được chửi thề chắc tôi điên lên quá. Đội trưởng, tốc độ của tên kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi mà chúng tôi không kịp nắn lén thì đã dính đạn ngay đầu. Kỹ năng bắn súng của hắn quả thật là biến thái, có thượng đế làm chứng chúng tôi vừa thấy hắn thì chưa kịp gì đã ăn đạn lên đầu rồi. Ôi Fukase, làm sao mà hắn biến thái thế? Không có tiếng hồi âm, bên kia đã đứng chết chân. Buổi chiều. Đa phần mọi người đều đã thi đấu xong, chỉ còn Bùi Đông Lai mà thôi, tất cả mọi người đều chờ Ratatot đọc kết quả. Mặc dù ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng mà khi Bùi Đông Lai tiến vào rừng tùng được 30 giây thì vẻ mặt Ratatot rất phấn khích. Vừa bắt đầu, mắt Ratatot trợn to, vẻ mặt biến sắc, sau đó miệng khẽ nhếch, khóe miệng run rẩy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao giáo quan lại có phản ứng như vậy? Thấy biểu hiện khác thường của Ratatot. Mọi người xung quanh đều tỏ ra nghi hoặc. Chấm chấm. Câm miệng. Sau khi nghe tin từ một tay súng bắn tỉa, vẻ mặt của Merz tỏ ra âm lãnh, con người tràn ngập sự tức giận, hắn đã phá lệ chiếu cố Bùi Đông Lai, để cho hắn biết dòng binh không phải là loại giá áo túi cơm, nhưng mà hiện giờ Bùi Đông Lai không nể nang gì cả đi lại thoải mái như trốn không người, rồi làm thịt mấy tên dòng binh. Điều này có thể làm cho hắn không tức giận sao? Một lát sau, Merz bình tâm trở lại, ngữ khí âm trầm nói. Trước trận đấu ta đã nói qua với các ngươi, tên kia từng mang theo một đám ô hợp tiêu diệt dòng binh đoàn Siberia cho nên hắn chính là đối tượng của chúng ta trong lần này. Ta muốn các ngươi phải dồn hết toàn lực, không được lơ là, biến đây là một trận chiến thực sự. Thông qua trận đấu vừa rồi, các ngươi hắn đã thừa nhận là hắn có thể một mình tác chiến không ngán ai. Lát nữa, ta mong mọi người lấy lại tinh thần. Đem trận đấu này thành trận chiến sinh tử, đem đạn cao su thành viên đạn chân chính. Nhớ kỹ chỉ cần trúng một viên đạn thì coi như hắn đã chết. Phải thừa nhận là dòng binh vương đứng đầu, bản thân Merz có năng lực tác chiến cường hãn, mà còn có khả năng dùng lời nói làm tăng khí thế, sau đó mới an bài. Phía trước may mắn mà vẫn còn rào cản, toàn bộ những người còn lại ở tuyến phòng thủ thứ ba liền bắt đầu bao vây hắn, nhớ trong lúc chiến đấu hãy chiếu cố cho nhau. Nếu thấy kẻ địch thì phải bắn chết nghe rõ không? Rõ. Giết hắn. Merz hét lên một tiếng, sau đó cúp máy, rồi nói với bốn gã dòng binh vương khác. Bốn vị đứng chéo ở đây, tôi phụ trách chắn nơi đường ra. Nói xong Merz mở ba lô lấy một khẩu súng bắn tỉa ra, động tác giáp súng thuần thục, lúc trước hắn không nghĩ là mình phải ra tay. Không tiếng gì Merz mà bốn tên kia cũng nghĩ vậy. Bất quá. Giờ phút này khi nghe Bùi Đông Lai kiêu ngạo đột kích làm bọn hắn dựng cả tóc, không nói hai liền cầm súng tìm những địa điểm có thể bắn tỉa được, tiến hành bắn lén Bùi Đông Lai. Chấm. Trong rừng, Bùi Đông Lai chạy như điên, đột nhiên dừng bước rồi quỳ rạp xuống đất, áp tai vào đất để lắng nghe những tiếng động ở xung quanh.
hắn nghe được tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Hắn biết mình đã bị hơn 100 tên dòng binh tinh nhuệ bao vây, nên hắn sẽ chọn ẩn nấp, mà không công phá nữa. Lúc này hắn bắt đầu ngụy trang, lợi dụng cành cây, lá cây bên đường tạo thành một cái nón, đồng thời đem cỏ dại quấn lên cây súng của mình. Ngụy trang xong, hắn chạy như điên về trước hơn 10 mét, mỗi một bước đều dùng sức in lại dấu chân trên mặt đất, sau đó hắn nhẹ nhàng trở lại con đường cũ, tìm một chỗ để ẩn nấp vào. Nhưng lần này hắn không lưu lại dấu chân nào. Làm xong mọi việc, hắn như khỉ vậy, vội leo lên một đại thụ có cành là xum xuê rồi giấu mình trong đó. 4 phút sau, một đám dòng binh từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Thông qua khe hở, Bùi Đông Lai chứng kiến thấy đám dòng binh như đang đánh một trận sinh tử vậy, vẻ mặt đề phòng, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai không khỏi thừa nhận, đám dòng binh này rất có nhiều kinh nghiệm chiến trận. Dần dần, có gần 30 tên dòng binh từ phía tây bắc đi tới cây đại thụ, nơi Bùi Đông Lai đang ẩn nấp. Hắn có thể cam đoan là chỉ trong một thời gian ngắn dọn dẹp hết đống này, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì nếu hắn nổ súng với đám này thì mấy tên kia vào tới, điều này sẽ làm cho khả năng trốn thoát của hắn thấp đi hơn nữa còn tốn thời gian nữa. Nếu không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không nổ súng. 30 mét, 20 mét, 10 mét, Bùi Đông Ly ngừng thở tay nắm chặt súng, trong đầu có ý tưởng phá vòng vây. Dấu chân từ nơi này biến mất. Chắc hắn đang núp ở gần đây, mọi người lục soát cẩn thận. Sau đó, vẻ mặt 6 gã dòng binh cảnh giác đi lại dưới cây đại thụ, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng động. Ngạc nhiên khi nghe đồng bạn kêu gọi, 6 gã dòng binh vội bước đến. Mắt thấy cái bẫy mình gài đã thành công, Bùi Đông Lai yên lặng bò xuống rồi bước nhẹ về phía trước. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi thấy dấu chân của đối phương biến mất ở bán kính 300 mét, vẫn đang tìm kiếm nhưng không thấy địch nhân. 30 giây sau, một gã dòng binh tỏ ra ngưng trọng báo cáo. Tôi nghi ngờ dấu chân đó là do hắn để lại gạt chúng ta, có thể hắn đột kích ở con đường khác rồi. Các tay súng bắn tỉa xung quanh, có phát hiện được địch nhân không? Nghe thuộc hạ báo cáo, Merce trầm giọng hỏi. Không thấy. Cùng một lúc, 10 tay súng bắn tỉa đều cho ra một đáp án giống nhau. Phòng tuyến phía sau phải đề cao cảnh giác, không được để cho đối phương trốn thoát. Sau đó Merce tiếp tục truyền lệnh. Phía trước và ở giữa nghe lệnh cùng phía sau áp dụng chiến thuật tiền hậu giáp kích, khi thấy địch nhân xuất hiện, phải trong thời gian ngắn nhất mà hạ được địch nhân. Vâng, vâng, hai gã dòng binh liền lên tiếng. Cùng lúc đó, cách tên dòng binh kia khoảng 10 mét, Bùi Đông Lai nấp vào trong một bụi cỏ, xuyên qua khe hở thấy được tên dòng binh kia. Bùi Đông Lai tập trung, vẽn tai, cẩn thận nghe. Xác định phía trước không có tiếng hít thở cũng như tiếng tim đập, hắn cẩn thận di chuyển, lợi dụng bụi cỏ ẩn nấp để tiến về phía trước. 1 giây, 2 giây, rồi 10 giây trôi qua, Bùi Đông Lai không gặp rắc rối gì khi xuyên qua bụi cỏ, thành công trốn khỏi tầm nhìn của hơn 20 tên dòng binh, thành công đột phá phòng tuyến phía sau. Xác định rời xa phòng tuyến phía sau, Bùi Đông Lai giơ cổ tay lên. Trên tay hắn không phải là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà là một chiếc đồng hồ điện tử không rõ hình dáng. Mắt thấy trận đấu đã trôi qua 67 phút thời gian, Bùi Đông Lai không dám mạo hiểm vì hắn biết đám này tuy nhiều nhưng không phải phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì nói chung, phòng tuyến cuối cùng thường là các tay súng bắn tỉa. Lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai giả tưởng nếu mình là một trong những tay súng bắn tỉa thì sẽ ẩn nấp ở đâu để bắn lén. Rất nhanh. Bùi Đông Lai đã xác định địa điểm của 5 tên bắn lén, sau đó kiên nhẫn núp trong bụi cỏ, rồi quan sát xung quanh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua nhưng Bùi Đông Lai không có vẻ gì lo lắng hay sợ hãi, mà vẫn bình tĩnh như thường. Một lúc sau, Bùi Đông Lai từ từ đi ra. Vào phút thứ 9, Bùi Đông Lai từ nơi ẩn nấp đi về phía trước 300 mét rồi dừng lại. Trong bụi cỏ, Bùi Đông Lai quỳ một chân xuống đất, cầm súng lên. Họng súng nhắm về phía một tên dòng binh vương đang ở chỗ bắn lén rồi bóp cò. Bằng, cong, 2 tiếng vang lên, một viên đạn cao su bắn trúng tên dòng binh vương đứng thứ 5, hắn lộn một vòng trên không, rồi mới lưu luyến đáp xuống đất. Bằng, cong, sau đó, không đợi tên dòng binh vương kia lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai lại bắn vào tên dòng binh vương đứng thứ 3. Xử lý xong 2 tên, Bùi Đông Lai lăn vài vòng. Sau đó cả người giống như một con rắn ánh nhìn chằm chằm về phía Merce,
mặc dù hắn không phát hiện được bóng dáng của Merz nhưng mà hắn biết ở đó có một tay súng bắn tỉa. Vì vinh quang, hắn phải bảo đảm mình không có một sơ sót nào. Bằng, bằng. Hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn gào thét bắn vào chỗ Bùi Đông Lai đang núp. Địch nhân đã đột phá phòng tuyến phía sau, mọi người mau trở về. Merz đem chính mình hoàn toàn giấu trong bụi cỏ, nhỏ giọng truyền mệnh lệnh. Có thể nói, Merz đã đem âm thanh của mình hạ xuống đến mức nhỏ nhất, theo hắn tính toán thì Bùi Đông Lai không thể nào nghe được. Trên thực tế, nếu đổi lại là người khác thì không thể nào nghe được, nhưng Bùi Đông Lai đâu giống với người thường. Mơ hồ nghe được âm thanh của Merz, nghi hoặc trong lòng Bùi Đông Lai liền biến mất, hắn yên tâm nương theo bụi cỏ, di chuyển hơn 10 mét về phía trước, nằm sấp trên mặt đất, rồi nhắm vào một người. Rất nhanh, nửa chiếc mũ sắt đã xuất hiện trước mặt Bùi Đông Lai, hắn không chút do dự trực tiếp bóp cò. Bằng! Một tiếng súng vang giòn truyền ra, tên dòng binh vương thứ ba bị đạn cao su bắn trúng đầu, mất đi tư cách thi đấu. Một phiên xử lý tên dòng binh vương thứ ba, Bùi Đông Lai không ngừng lại, liền đổi hướng của họng súng. Ở vị trí gần đó tên dòng binh vương kia làm như đã nhận ra nguy hiểm, cố gắng lùi về. Nhưng, đã muộn, bằng, không đợi tên dòng binh vương kia lùi về, tiếng súng lại vang lên, hắn chỉ cảm thấy trán truyền đến một cảm giác đau đớn. Thường xuyên hoạt động trên chiến trường, hắn biết rõ nếu đây là chiến trường thì hắn đã mất mạng. Bởi vì, Bùi Đông Lai bắn vào trán hắn, mà không phải là trái tim, nếu chúng trái tim bằng vào cơ thể vốn có của hắn, hắn có thể sống thêm được 10 giây để tả xung hữu đột xử lý đối thủ, nhưng bắn vào trán thì mọi chuyện chấm dứt. Cho nên hắn không phản kích, mà có chút không cam lòng đứng lên. Ngay lúc đó Merz chứng kiến đệ nhị dòng binh vương bị hạ, trong lòng hắn căng thẳng đang muốn đổi vị trí để đánh lén, thì thấy Bùi Đông Lai từ trong bụi cỏ nghênh ngang đi ra. Đúng vậy. Hắn giống như là đi dạo chơi thông thường, cứ như vậy nghênh ngang đi ra. Hả? Chẳng lẽ hắn tưởng tất cả nguy hiểm đã tiêu trừ hết? Thấy một màn như vậy, Merz ngẩn ra, theo sau khóe miệng lộ ra nụ cười như băng. Lặng yên nhắm vào vị trí của Bùi Đông Lai. Đi chết đi, thằng khốn. Tập trung vào mục tiêu, trong lòng Merz nổi giận gầm lên một tiếng, quyết đoán bóp cò. Bằng! Viên đạn bắn ra, xuyên qua lực cản không khí cấp tốc lao về phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, lúc Merz đang hưng phấn tươi cười, thì Bùi Đông Lai làm ra một tư thế khó tin để né viên đạn, sau đó Merz lại thấy một nòng súng đen đang nhắm về phía hắn. Đờ cây em! VKL, CLGT. Merz tức giận mắng một tiếng, cơ thể hắn lập tức phản xạ có điều kiện lăn qua một bên để né viên đạn. Bằng! Một viên đạn cao su xẹt qua đỉnh đầu của Merz. Nếu phản ứng của hắn chậm chút nữa là lên dĩa chung với mấy người kia rồi. Sax! Khi Bùi Đông Lai hạ gục tứ đại dòng binh vương, sau đó nghênh ngang bước ra thì tứ đại dòng binh vương và Merz cho rằng hắn đã bài trừ nguy hiểm rồi mới dám nghênh ngang như vậy. Nhưng giờ khắc này khi Merz nổ súng thì Bùi Đông Lai làm ra động tác né tránh hoàn hảo sau đó còn bắn trả lại, làm cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết còn nguy hiểm cho nên cố ý bại lộ mình ra để dụ đối phương. Trong lúc nhất thời, một cái nghi vấn đồng dạng cùng xuất hiện trong đầu tứ đại dòng binh vương. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sau đó bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhau phủ định loại khả năng này. Bởi vì... bọn hắn không tin trên đời có người mẫn cảm với nguy hiểm đến vậy, khi nguy hiểm vừa tới thì liền làm động tác tránh né. Huống chi, Bùi Đông Lai không những né tránh mà còn bắn trả, viên đạn lao vào đúng ngay chỗ của Merz. Cùng tứ đại dòng binh vương bất đồng, Merz chật vật né được viên đạn của Bùi Đông Lai nhưng hắn không có tâm tình nghĩ đến việc này, hắn đem thân mình hoàn toàn đè thấp xuống, ẩn núp trong bụi cỏ đồng thời di chuyển. Cùng lúc đó Bùi Đông Lai mang theo súng trường. Chạy như điên đến vị trí của Merz, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm vào vị trí của Merz. Tên hỗn đản này đối mặt với Merz, chẳng những nghênh ngang xuất hiện, mà còn làm ra động tác khó tin đến như vậy, làm cho Merz không dám thò đầu ra. Thấy được cảnh buồn cười này, tứ đại dòng binh vương cực kỳ phấn khích. So với tứ đại dòng binh vương mà nói thì hơn 400 dòng binh kia khóc không ra nước mắt. Bọn hắn mang theo súng, dựa theo chỉ thị của Merz cấp tốc chạy tới cứu viện. Kết quả lại thấy tứ đại dòng binh vương trước sau hiện thân. Phát hiện này làm cho bọn hắn hiểu được, tứ đại dòng binh vương đã bị loại, điều này làm cho bọn hắn trợn mắt há mồm,
ở trong trí nhớ của bọn hắn chỉ cần tứ đại dòng binh vương dẫn đội là chắc chắn thắng 100%. Mà hiện giờ, tứ đại, à không là ngũ đại dòng binh vương lần này xuất lĩnh hơn 400 dòng binh tinh nhuệ, làm hết khả năng nhưng vẫn bị Bùi Đông Lai trong thời gian ngắn tiêu diệt. Làm cho bọn hắn có cảm giác như nằm mộng. Hành động của Bùi Đông Lai làm cho bọn hắn phẫn nộ, cũng làm cho danh tiếng của dòng binh đoàn mất hết. Nhưng mà, phẫn nộ thì phẫn nộ, bởi vì khoảng cách với Bùi Đông Lai quá xa nên đạn cao su không thể bắn tới, nên bọn hắn chỉ có thể một đường dốc sức chạy như điên, cố gắng trong thời gian ngắn thu ngắn khoảng cách với Bùi Đông Lai. Khi bọn hắn đang chạy tới thì nghe tiếng súng vang lên và thấy Bùi Đông Lai làm ra một tư thế không tưởng được để né viên đạn. Sau đó hắn chạy như điên tới chỗ Merz đang núp, vừa chạy vừa bắn làm Merz không dám thò đầu ra. Mà bọn hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra ai là người đang núp ở đó. Thằng này có còn là người không? Hơn 400 dòng binh có cảm giác vô lực, nếu ở trên chiến trường gặp địch nhân như này là chết luôn. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy được, bọn hắn không đủ tư cách để chiến đấu với Bùi Đông Lai. Hình như vì đáp lại ý nghĩ của bọn hắn, Bùi Đông Lai đang cầm súng chạy như điên, đột nhiên dừng lại. Bằng! Trong bụi cỏ Merz vừa mới dừng lại, cố gắng thông qua các khe hở tìm vị trí của Bùi Đông Lai, kết quả không những không tìm được mà còn bị ăn đạn vào ót. Xong rồi. Trong lòng Merz chợt lạnh, thân mình cứng đờ, sau đó vô lực buông súng xuống. Tứ đại dòng binh vương cũng tràn ngập ý nghĩ này trong đầu, sau khi Bùi Đông Lai tiêu diệt xong Merz chắc chắn sẽ thoải mái mà về đích. Lần này ngũ đại dòng binh đoàn thật sự mất hết mặt mũi. Trong bụi cỏ, Merz nhìn đồng hồ. Hắn nhận thấy trận đấu đã hoàn thành sau tiếng chuông, sau đó cười tự giễu, rồi chậm rãi đứng dậy như muốn nhìn thấy tuyệt thế phong thái của Bùi Đông Lai. Hả? Hắn muốn làm gì? Ngay sau đó Merz thấy Bùi Đông Lai không chạy đến đích, mà là chạy về hướng của mình. Ngươi! Rất nhanh Bùi Đông Lai đã vào tới bên cạnh Merz, Merz nghi hoặc nhìn Bùi Đông Lai như muốn nói gì đó, kết quả chưa kịp nói thì vô tuyến truyền ra âm thanh của Ratatot. Đoàn trưởng Merz, nói cho tôi biết tình hình ở đó hiện giờ ra sao. Tình huống gì? Hơn 400 dòng binh tinh nhuệ đang chạy như điên thì thấy Merz đứng dậy đi ra khỏi bụi cỏ, liền minh bạch chuyện gì đã xảy ra, không hẹn mà cùng nhau gục đầu ủ rũ. Merz cùng 4 gã dòng binh vương khác lấy làm kỳ lạ nhìn Bùi Đông Lai, thì thấy Bùi Đông Lai vứt cây súng trường, cầm lấy súng bắn tỉa của Merz. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ratatot thấy Merz không trả lời thì trầm giọng hỏi người khác. Báo cáo giáo quan tên kia đã tiêu diệt thành công Krupp, Canrui, Terry, Zanetti 4 vị đội trưởng, sau đó. Bằng! Không đợi tên dòng binh kia trả lời hết, một tiếng súng vang lên, viên đạn lao tới chúng ngay giữa đầu hắn, làm cho lời nói của hắn phải dừng lại giữa chừng. Cái gì nữa? Ratatot có chút căm tức hỏi, tên dòng binh này không thể nói hết chuyện gì đang xảy ra sao? Bằng, bằng. Đáp lại lời của Ratatot là âm thanh của tiếng súng, Bùi Đông Lai cầm súng của Merz không ngừng bắn tỉa mấy trăm dòng binh. Ratatot thượng tướng, Bùi Đông Lai vào 20 giây trước đã hạ tôi và tứ đại dòng binh vương, thành công đột phá phòng tuyến. Nhìn thấy Bùi Đông Lai cầm súng ngắm, như là đang tập bắn bia, tiêu diệt từng người trong nhóm 400 dòng binh, cơ mặt của Merz run rẩy, ngữ khí cổ quái đến cực điểm. Nguyên lai hắn có thể về đích giành chiến thắng. Nhưng hắn không làm như vậy, mà cầm súng bắn tỉa của tôi điên cuồng tiêu diệt thuộc hạ của tôi. Ách! Ratatot trực tiếp bị tình huống đang diễn ra sợ đến ngây người. Bùi Đông Lai các hạ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong bụi cỏ Merz giống một con sư tử xù lông đang phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, hắn như muốn bay vào đập Bùi Đông Lai ngay lập tức. Người chết không thể nói chuyện. Làm như nhận ra tâm tư của Merz, Bùi Đông Lai nói. Như ý ông mong muốn tôi đang hướng dẫn cho thuộc hạ của ông đây. Ta, Merz tức giận đến nỗi đập luôn cái vô tuyến trong tay. Fukase, khi dễ người mà. Bằng, bằng. Hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn gào thét bắn vào chỗ Bùi Đông Lai đang núp. Địch nhân đã đột phá phòng tuyến phía sau, mọi người mau trở về. Merz đem chính mình hoàn toàn giấu trong bụi cỏ, nhỏ giọng truyền mệnh lệnh. Có thể nói. Merz đã đem âm thanh của mình hạ xuống đến mức nhỏ nhất, theo hắn tính toán thì Bùi Đông Lai không thể nào nghe được. Trên thực tế, nếu đổi lại là người khác thì không thể nào nghe được, nhưng Bùi Đông Lai đâu giống với người thường.
Mơ hồ nghe được âm thanh của Mers, nghi hoặc trong lòng Bùi Đông Lai liền biến mất, hắn yên tâm nương theo bụi cỏ, di chuyển hơn 10 mét về phía trước, nằm sấp trên mặt đất, rồi nhắm vào một người. Rất nhanh, nửa chiếc mũ sắt đã xuất hiện trước mặt Bùi Đông Lai, hắn không chút do dự trực tiếp bóp cò. Bằng! Một tiếng súng vang giòn truyền ra, tên dòng binh vương thứ ba bị đạn cao su bắn trúng đầu, mất đi tư cách thi đấu. Một phiên xử lý tên dòng binh vương thứ ba, Bùi Đông Lai không ngừng lại, liền đổi hướng của họng súng. Ở vị trí gần đó tên dòng binh vương kia làm như đã nhận ra nguy hiểm, cố gắng lùi về. Nhưng! Đã muộn! Bằng! Không đợi tên dòng binh vương kia lùi về, tiếng súng lại vang lên, hắn chỉ cảm thấy chán truyền đến một cảm giác đau đớn. Thường xuyên hoạt động trên chiến trường, hắn biết rõ nếu đây là chiến trường thì hắn đã mất mạng. Bởi vì, Bùi Đông Lai bắn vào trán hắn, mà không phải là trái tim, nếu chúng trái tim bằng vào cơ thể vốn có của hắn, hắn có thể sống thêm được 10 giây để Tả Xung Hữu được xử lý đối thủ, nhưng bắn vào trán thì mọi chuyện chấm dứt. Cho nên hắn không phản kích, mà có chút không cam lòng đứng lên. Ngay lúc đó Mers chứng kiến đệ nhị dòng binh vương bị hạ, trong lòng hắn căng thẳng đang muốn đổi vị trí để đánh lén, thì thấy Bùi Đông Lai từ trong bụi cỏ nghênh ngang đi ra. Đúng vậy. Hắn giống như là đi dạo chơi thông thường, cứ như vậy nghênh ngang đi ra. Hả? Chẳng lẽ hắn tưởng tất cả nguy hiểm đã tiêu trừ hết? Thấy một màn như vậy, Mers ngẩn ra, theo sau khóe miệng lộ ra nụ cười như băng. Lặng yên nhắm vào vị trí của Bùi Đông Lai. Đi chết đi, thằng khốn. Tập trung vào mục tiêu, trong lòng Mers nổi giận gầm lên một tiếng, quyết đoán bóp cò. Bằng! Viên đạn bắn ra, xuyên qua lực cản không khí cấp tốc lao về phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, lúc Mers đang hưng phấn tươi cười, thì Bùi Đông Lai làm ra một tư thế khó tin để né viên đạn, sau đó Mers lại thấy một nòng súng đen đang nhắm về phía hắn. Đờ cây em! VKL, CLGT. Mers tức giận mắng một tiếng, cơ thể hắn lập tức phản xạ có điều kiện lăn qua một bên để né viên đạn. Bằng! Một viên đạn cao su xẹt qua đỉnh đầu của Mers. Nếu phản ứng của hắn chậm chút nữa là lên dĩa chung với mấy người kia rồi. Sax! Khi Bùi Đông Lai hạ gục tứ đại dòng binh vương, sau đó nghênh ngang bước ra thì tứ đại dòng binh vương và Mers cho rằng hắn đã bài trừ nguy hiểm rồi mới dám nghênh ngang như vậy. Nhưng giờ khắc này khi Mers nổ súng thì Bùi Đông Lai làm ra động tác né tránh hoàn hảo sau đó còn bắn trả lại, làm cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết còn nguy hiểm cho nên cố ý bại lộ mình ra để dụ đối phương. Trong lúc nhất thời, một cái nghi vấn đồng dạng cùng xuất hiện trong đầu tứ đại dòng binh vương. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sau đó bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhau phủ định loại khả năng này. Bởi vì... bọn hắn không tin trên đời có người mẫn cảm với nguy hiểm đến vậy, khi nguy hiểm vừa tới thì liền làm động tác tránh né. Huống chi, Bùi Đông Lai không những né tránh mà còn bắn trả, viên đạn lao vào đúng ngay chỗ của Mers. Cùng tứ đại dòng binh vương bất đồng, Mers chật vật né được viên đạn của Bùi Đông Lai nhưng hắn không có tâm tình nghĩ đến việc này, hắn đem thân mình hoàn toàn đè thấp xuống, ẩn núp trong bụi cỏ đồng thời di chuyển. Cùng lúc đó Bùi Đông Lai mang theo súng trường. Chạy như điên đến vị trí của Mers, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm vào vị trí của Mers. Tên hỗn đản này đối mặt với Mers, chẳng những nghênh ngang xuất hiện, mà còn làm ra động tác khó tin đến như vậy, làm cho Mers không dám thò đầu ra. Thấy được cảnh buồn cười này, tứ đại dòng binh vương cực kỳ phấn khích. So với tứ đại dòng binh vương mà nói thì hơn 400 dòng binh kia khóc không ra nước mắt. Bọn hắn mang theo súng, dựa theo chỉ thị của Mers cấp tốc chạy tới cứu viện. Kết quả lại thấy tứ đại dòng binh vương trước sau hiện thân. Phát hiện này làm cho bọn hắn hiểu được, tứ đại dòng binh vương đã bị loại, điều này làm cho bọn hắn trợn mắt há mồm, ở trong trí nhớ của bọn hắn chỉ cần tứ đại dòng binh vương dẫn đội là chắc chắn thắng 100%. Mà hiện giờ, tứ đại, à không là ngũ đại dòng binh vương lần này xuất lĩnh hơn 400 dòng binh tinh nhuệ, làm hết khả năng nhưng vẫn bị Bùi Đông Lai trong thời gian ngắn tiêu diệt. Làm cho bọn hắn có cảm giác như nằm mộng. Hành động của Bùi Đông Lai làm cho bọn hắn phẫn nộ, cũng làm cho danh tiếng của dòng binh đoàn mất hết. Nhưng mà, phẫn nộ thì phẫn nộ, bởi vì khoảng cách với Bùi Đông Lai quá xa nên đạn cao su không thể bắn tới, nên bọn hắn chỉ có thể một đường dốc sức chạy như điên, cố gắng trong thời gian ngắn thu ngắn khoảng cách với Bùi Đông Lai.
Khi bọn hắn đang chạy tới thì nghe tiếng súng vang lên và thấy Bùi Đông Lai làm ra một tư thế không tưởng được để né viên đạn. Sau đó hắn chạy như điên tới chỗ Merz đang núp, vừa chạy vừa bắn làm Merz không dám thò đầu ra. Mà bọn hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra ai là người đang núp ở đó. Thằng này có còn là người không? Hơn 400 dòng binh có cảm giác vô lực, nếu ở trên chiến trường gặp địch nhân như này là chết luôn. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy được, bọn hắn không đủ tư cách để chiến đấu với Bùi Đông Lai. Hình như vì đáp lại ý nghĩ của bọn hắn, Bùi Đông Lai đang cầm súng chạy như điên, đột nhiên dừng lại. Bằng! Trong bụi cỏ Merz vừa mới dừng lại, cố gắng thông qua các khe hở tìm vị trí của Bùi Đông Lai, kết quả không những không tìm được mà còn bị ăn đạn vào ót. Xong rồi! Trong lòng Merz chợt lạnh, thân mình cứng đờ, sau đó vô lực buông súng xuống. Tứ đại dòng binh vương cũng tràn ngập ý nghĩ này trong đầu, sau khi Bùi Đông Lai tiêu diệt xong Merz chắc chắn sẽ thoải mái mà về đích. Lần này ngũ đại dòng binh đoàn thật sự mất hết mặt mũi. Trong bụi cỏ, Merz nhìn đồng hồ, hắn nhận thấy trận đấu đã hoàn thành sau tiếng chuông, sau đó cười tự giễu, rồi chậm rãi đứng dậy như muốn nhìn thấy tuyệt thế phong thái của Bùi Đông Lai. Hả? Hắn muốn làm gì? Ngay sau đó Merz thấy Bùi Đông Lai không chạy đến đích, mà là chạy về hướng của mình. Ngươi! Rất nhanh Bùi Đông Lai đã vào tới bên cạnh Merz. Merz nghi hoặc nhìn Bùi Đông Lai như muốn nói gì đó, kết quả chưa kịp nói thì vô tuyến chuyển ra âm thanh của Ratatot. Đoàn trưởng Merz, nói cho tôi biết tình hình ở đó hiện giờ ra sao? Tình huống gì? Hơn 400 dòng binh tinh nhuệ đang chạy như điên thì thấy Merz đứng dậy đi ra khỏi bụi cỏ, liền minh bạch chuyện gì đã xảy ra, không hẹn mà cùng nhau gục đầu ủ rũ. Merz cùng 4 gã dòng binh vương khác lấy làm kỳ lạ nhìn Bùi Đông Lai, thì thấy Bùi Đông Lai vứt cây súng trường, cầm lấy súng bắn tỉa của Merz. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ratatot thấy Merz không trả lời thì trầm giọng hỏi người khác. Báo cáo giáo quan tên kia đã tiêu diệt thành công Grub, Canrui, Terry, Zanetti 4 vị đội trưởng, sau đó. Bằng! Không đợi tên dòng binh kia trả lời hết, một tiếng súng vang lên, viên đạn lao tới chúng ngay giữa đầu hắn, làm cho lời nói của hắn phải dừng lại giữa chừng. Cái gì nữa? Ratatot có chút căm tức hỏi, tên dòng binh này không thể nói hết chuyện gì đang xảy ra sao? Bằng, bằng. Đáp lại lời của Ratatot là âm thanh của tiếng súng, Bùi Đông Lai cầm súng của Merz không ngừng bắn tỉa mấy trăm dòng binh. Ratatot thượng tướng, Bùi Đông Lai vào 20 giây trước đã hạ tôi và tứ đại dòng binh vương, thành công đột phá phòng tuyến. Nhìn thấy Bùi Đông Lai cầm súng ngắm, như là đang tập bắn bia, tiêu diệt từng người trong nhóm 400 dòng binh. Cơ mặt của Merz run rẩy, ngữ khí cổ quái đến cực điểm. Nguyên lai hắn có thể về đích giành chiến thắng, nhưng hắn không làm như vậy, mà cầm súng bắn tỉa của tôi điên cuồng tiêu diệt thuộc hạ của tôi. Ách! Ratatot trực tiếp bị tình huống đang diễn ra sợ đến ngây người. Bùi Đông Lai các hạ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong bụi cỏ Merz giống một con sư tử xù lông đang phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, hắn như muốn bay vào đập Bùi Đông Lai ngay lập tức. Người chết không thể nói chuyện. Làm như nhận ra tâm tư của Merz, Bùi Đông Lai nói. Như ý ông mong muốn tôi đang hướng dẫn cho thuộc hạ của ông đây. Ta, Merz tức giận đến nỗi đập luôn cái vô tuyến trong tay. Fukase, khi dễ người mà. Dịch giả, Huyền Vũ. Biểu tình khiếp sợ khiến hắn không thể phun ra nổi một chữ. Mặt trời đã khuất, Ratatot đứng yên như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Tin tức gì mà có thể làm cho Ratatot biểu hiện khác thường như vậy? Thấy một màn như vậy, trừ Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê cùng Tôn Nhận, thì tất cả mọi người đều toát lên vẻ nghi hoặc. Mà Tiêu Cuồng 4 người còn lại là liếc nhau, ý cười đầy mặt, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tin tưởng Bùi Đông Lai sẽ làm ra hành động thật vĩ đại. Vì bọn họ biết Bùi Đông Lai đã trải qua 2 tháng tập huấn địa ngục, nên năng lực của Bùi Đông Lai đã tiến tới một trình độ đáng sợ hơn rất nhiều. Tướng quân Ratatot, ngài sao vậy? Mắt thấy Ratatot có điểm khác thường, thân là hội phó tổ ủy Austin Rostov tràn đầy lo lắng đi tới hỏi han. Hô! Austin Rostov hỏi làm cho Ratatot đang trong cực độ khiếp sợ tỉnh lại, hắn phun ra một ngụm khí oi bức, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc liếc mắt nhìn Austin Rostov một cái, ý bảo tôi không có việc gì. Cùng lúc đó,
Ratatot có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn về phía mình, những ánh mắt đó ẩn chứa nghi hoặc. Tôi biết, các người rất tò mò muốn biết việc gì đang xảy ra, hoặc là nói các người muốn biết tình huống của đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Ratatot ngữ khí phức tạp nói. Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tôi sẽ đem cả quá trình nói cho mọi người biết, hiện tại chúng ta về căn cứ. Làm gì mà thần bí dữ vậy? Trong lòng của các đội viên dự thi ngứa ngáy khó chịu, muốn biết ngay kết quả nhưng nghe Ratatot nói xong như lọt vào sương mù, sự tò mò trong lòng càng nồng đậm. Thậm chí ba vị cường giả Tô Bồ Đề, Bastien cùng Merck, cũng tràn ngập tò mò. Lần trước Zeller đã vũ nhục Bùi Đông Lai cùng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Sự bất an trong lòng hắn ngày càng mạnh mẽ. Tâm tình bất an xuất hiện mạnh mẽ, nếu Bùi Đông Lai chiến thắng cuộc thi này thì bộ đội đặc chủng Hoàng gia A Quốc đều mất hết thể diện. Khẩn trương, bất an, trong lòng Zeller vừa động vội vàng giơ cổ tay lên. Hô! Zeller thông qua đồng hồ điện tử trên tay, chứng kiến khoảng thời gian mà Bùi Đông Lai tiến vào rừng tùng sắp vượt qua 13 phút, thì hắn thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhớ rõ, Ratatot không nói trận đấu sắp xong, mà nói trận đấu sẽ rất nhanh chấm dứt. Rất nhanh có thể là 1 phút, cũng có thể là 10 phút, nói chung trong thời gian 13 phút mà Bùi Đông Lai không thành công vượt qua Tùng Lâm thì hắn vẫn sẽ là quán quân. Trong rừng, Bùi Đông Lai không vội vã về đích mà vẫn như cũ cầm súng núp trong bụi cỏ, một lần nữa tay hắn lại bóp cò. Mỗi lần hắn bóp cò là có một người ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn, đã có vài chục người bị Bùi Đông Lai hạ. Trong lúc này những dòng binh còn lại đang bắn trả, nhưng mỗi lần nổ súng đều không trúng Bùi Đông Lai mà còn bị phát hiện vị trí ẩn nấp, thế là headshot. Cuối cùng những tay bắn tỉa dòng binh đều bị loại, còn những người khác thì súng lại bắn không tới, vì ở vị trí cách xa nhau nên bọn hắn không thể nhặt súng bắn tỉa của đồng bạn, kết quả bọn hắn đều thành bia tập bắn. Thấy một màn như vậy, thân là đệ nhất dòng binh Vương Mơ tức đến nỗi gần như bốc hỏa, nhưng hắn lại không được nói. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai củ hành thuộc hạ của hắn. Các dòng binh còn lại đều đã bị hành vi của Bùi Đông Lai làm tức giận, bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý tới có bị trúng đạn hay không, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới phạm vi đạt tầm sát thương của súng, sau đó dùng súng bắn chết thằng Bùi Đông Lai. Păng, păng. Tốc độ nả đạn của Bùi Đông Lai càng lúc càng nhanh, từng dòng binh lần lượt ngã xuống. Dần dần 1/3 số dòng binh đã ngã xuống. Số còn lại đã tới tầm bắn, một đám như lên cơn điên mắt đỏ rực, gào thét lên sau đó điên cuồng bóp cò. Păng, 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 păng. Từng viên đạn cao su điên cuồng lao về phía Bùi Đông Lai. Nhưng mà, khi đám người dòng binh nổ súng, trong nháy mắt Bùi Đông Lai biết đã tới tầm bắn của bọn họ, liền rút lui làm cho toàn bộ đạn cao su bay vào trong bụi cỏ phát ra những âm thanh bốp bốp sau đó ghim vào đất. Thanh âm tiếng súng rơi vào tai Merck. Liền trở thành giai điệu khó nghe nhất thế giới, thiếu chút nữa làm cho Merck giận đến hôn mê bất tỉnh. Mà càng làm cho hắn tức giận là khi Bùi Đông Lai lui về phía sau còn không quên bóp cò tiêu diệt thuộc hạ hắn. Chẳng lẽ chỉ vì trả thù mà ngươi sẵn sàng thua trận sao? Nhìn Bùi Đông Lai vẫn nổ súng bắn, Merck nhịn không được liền nhìn đồng hồ. 15 phút 55 giây. Mắt thấy Bùi Đông Lai dùng thời gian ngắn như vậy chấm dứt trận đấu, trong lòng Merck có chút chua xót. Trong lòng hắn chua xót rất nhiều, càng nhiều là hối hận, hắn thấy cái gọi là phá lệ chiếu cố quả thực là tự lấy tảng đá đập vào chân mình, mặt mũi của ngũ đại dòng binh đều mất sạch hết rồi. Dựa theo quy tắc, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Merck là người giám sát sẽ đem tất cả mọi người trở về căn cứ. Vì thế mặc dù trong lòng tràn ngập sỉ nhục, nhưng Merck vẫn mang theo tứ đại dòng binh Vương, đi theo phía sau Bùi Đông Lai trở về căn cứ. 20 phút sau. Ratatot và những người của các đội tham dự cuộc thi đang chờ Bùi Đông Lai và ngũ đại dòng binh Vương trở về căn cứ. Kết quả trận đấu là gì? Chứng kiến 6 người xuất hiện, trừ bỏ Ratatot, tất cả mọi người trong lòng tự thầm hỏi. Ratatot cũng không có tuyên bố kết quả, mà nói cho bọn hắn biết, trận đấu của Bùi Đông Lai xảy ra tình huống đặc thù, nên chờ đám người Merck trở về sau đó mới công bố kết quả. Merck, tại sao lại như thế này? Vì cái gì mà Bùi Đông Lai xử lý xong các cậu lại không về đích, mà lưu lại tiêu diệt hết thủ hạ của cậu? Ratatot bước nhanh tới bên Merck lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng, theo như bình thường thì Bùi Đông Lai xử lý xong ngũ đại dòng binh Vương trong thời gian ngắn liền lập tức về đích,
sẽ giúp cho bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc giành giải quán quân. Đối mặt với nghi vấn của Ratatot, Merz tràn đầy buồn bực nói. Hắn vì trả thù chúng ta, mà nói chuẩn xác hơn là giáo huấn chúng ta. Trả thù, giáo huấn. Trên mặt Ratatot hiện lên vẻ nghi hoặc càng đậm. Thượng tướng Ratatot, bởi vì hắn từng xuất lĩnh một đám hắc đạo ô hợp để tiêu diệt dòng binh đoàn Siberia, và thu phục được dòng binh đoàn Sa Tăng mới thành lập, ở giới dòng binh danh tiếng của hắn thập phần vang dội. Nói tới đây Merz chua xót cười nói. Cho nên chúng tôi mới nhân cơ hội này cho hắn biết sự lợi hại của chúng tôi, nhưng ai ngờ. Thì ra là thế. Nghe Merz nói ra lý do hoang đường đó, Ratatot có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn qua phía Bùi Đông Lai sau đó nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ hắn không sợ vì vậy mà mất đi ngôi quán quân sao? Phải biết rằng chỉ cần thêm 5 giây nữa hắn có thể sẽ trở thành kẻ thua cuộc A. Việc này chỉ có mình hắn biết. Merz thở dài, trong con người không còn phẫn nộ nữa, nói. Tôi cho rằng từ khi trận đấu này bắt đầu, đến khi kết thúc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. A. Ratatot há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó lại nuốt xuống bụng, sau đó trầm ngâm một chút rồi nói. Một hồi nữa tôi tuyên bố kết quả, còn cậu giải thích quá trình trận đấu cho mọi người biết. Ratatot biết chỉ tuyên bố kết quả trận đấu sẽ không thỏa mãn được người khác, sẽ gây ra rất nhiều tranh luận, chỉ có giải thích cặn kẽ trận đấu mới làm người thua tâm phục khẩu phục. Được. Mặc dù Merz đối với hành động của Bùi Đông Lai cực kỳ phẫn nộ, dù danh tiếng của ngũ đại dòng binh đoàn mất hết, nhưng hắn vẫn phải đi giải thích quá trình trận đấu này vì đây là yêu cầu của Ratatot. Tuy Bùi Đông Lai vừa làm ra hành động sỉ nhục bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ không trốn tránh sự thật, bây giờ bọn hắn đối với Bùi Đông Lai tràn ngập kính ý. Bởi vì, cường giả là vua, đây là truyền thống của dòng binh đoàn. Giáo quan, xin hỏi kết quả trận đấu ai thắng? Sau khi Merz và Ratatot quyết định xong, thì một gã thành viên của bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh bước ra khỏi hàng, cúi chào, và lớn tiếng hỏi. Bá! Sau khi gã đó hỏi xong tất cả ánh mắt đều quẳng về phía Ratatot trừ những thành viên của bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Xem ra ai cũng gấp. Nhớ tới cảnh Zeller gào thét sỉ nhục Bùi Đông Lai, Ratatot bi ai gì ầm cho hắn. Hắn có thể tưởng tượng khi công bố kết quả sắc mặt Zeller thành dạng gì. Dịch giả, Huyền Vũ. Tại nơi tập trung, Zeller và tất cả thành viên bộ đội đặc chủng A quốc đang khẩn trương, lo lắng trong lòng, thì thấy Ratatot dẫn đầu ngũ đại dòng binh vương đi tới phía trước của các đội dự thi. Đội giành được giải quán quân lần này đã dùng 15 phút 55 giây để hoàn thành nhiệm vụ chính là bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Dừng bước lại, ánh mắt Ratatot đảo qua tất cả đội viên dự thi, sau đó dừng lại ở bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, rồi mở miệng công bố kết quả. Thanh âm của hắn không lớn nhưng nó cứ bay quanh quẩn không dứt, làm cho các đội dự thi đều nghe rõ ràng. Sau khi Ratatot công bố kết quả, ngoại trừ thành viên của Long Hồn Trung Quốc đội thì tất cả thành viên các đội khác đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong bọn hắn rất nhiều người từng nghĩ tới chỉ có Bùi Đông Lai mới có thể đạt được giải quán quân, nhưng khi trận đấu kết thúc lại không có kết quả, bọn hắn cũng không cách nào khẳng định được, lúc này khi có kết quả. Bọn hắn nhìn về phía Bùi Đông Lai ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hâm mộ ghen tị. Thông qua thành tích của Bùi Đông Lai thì bọn hắn biết tin tức tình báo không chính xác, trong lòng bọn hắn nổi lên vẻ hâm mộ cùng ghen tị, thân là bộ đội đặc chủng trong lòng bọn hắn đều mơ đến một chức quán quân của Đại Bỉ Vũ. Đương nhiên đối với Merz, Tô Bồ Đề cùng Bastien thì ba người bọn hắn không thèm quan tâm. Trong lúc nhất thời tất cả thành viên của bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc như rơi vào địa ngục, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Dĩ nhiên có cả đội trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh quốc Zeller. Hắn chỉ cảm thấy lời nói của Ratatot như sét đánh ngang tai hắn, làm cho đầu hắn quay cuồng, hắn không thể tin nổi Bùi Đông Lai có thể hạ được hết ngũ đại dòng binh vương, hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn hắn. Làm sao có thể? Báo cáo giáo quan, tôi nhớ ngài từng nói trận đấu của Bùi Đông Lai xuất hiện tình huống đặc thù. Xin hỏi tình huống đặc thù trong miệng ngài là gì? Coi như Zeller không thể nào tiếp nhận được kết quả như vậy, thì đội trưởng Phác Chí Dũng của bộ đội đặc chủng 707SQ mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Bởi vì Bùi Đông Lai từng huyết tẩy thôi ra ở SQ, vì thế Bùi Đông Lai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của người SQ, hắn thân là đội trưởng của bộ đội đặc chủng SQ, nên hắn không hy vọng Bùi Đông Lai tạo nên sự tích gì trong trận đấu này,
hắn hận như không thể giết Bùi Đông Lai sớm hơn một chút. Bá! Khi nghe được lời Phác Chí Dũng hỏi, không ít đội viên dự thi quảng ánh mắt về phía Ratatot, bọn hắn đều cho rằng kết quả là giả, nếu không sao đến bây giờ Ratatot mới công bố kết quả. Báo cáo giáo quan, tôi cũng có nghi vấn như thế, vì nguyên nhân gì mà bây giờ ngài mới công bố kết quả? Lời nó của Phác Chí Dũng làm cho Zeller bừng tỉnh, hắn như sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, ngữ khí có chút kích động nói. Tôi biết các cậu có chút hoài nghi về kết quả của trận đấu, hoặc là nói nghi ngờ tính công bằng của trận đấu. Ngữ khí của Ratatot đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt như đao quét qua Phác Chí Dũng và Zeller rồi trầm giọng nói. Đội trưởng Merz sẽ giải thích lý do cho các cậu. Merz nghe vậy tiến lên một bước sau đó cúi chào 60 thành viên dự thi của các đội, sau đó nói. Đầu tiên nói tới thành tích của bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc Bùi Đông Lai không có vấn đề gì. Lần thi đấu này bọn ta dùng tia hồng cảm ứng để phán đoán các tuyển thủ dự thi có bị trúng đạn hay không, ta nghĩ không ai lại đi hoài nghi món đồ kỹ thuật này. Đội trưởng Merz chúng tôi không hề nghi ngờ sự công bằng của kết quả, chúng tôi chỉ tò mò tình huống đặc thù là chuyện gì. Zeller mở miệng nói, có lẽ bởi vì thành tích của Bùi Đông Lai chỉ nhanh hơn hắn có 5 giây, nên hắn nghi ngờ là kết quả giả, Zeller chấn định lại một ít, sau đó đề cao âm thanh nói. Bên tai vang lên lời nói của Zeller, nhìn Zeller dần dần khôi phục sự chấn định, Merz có thể nhìn thấu tâm tư của Zeller, mặt không đổi sắc nói. Tình huống đặc thù là Bùi Đông Lai có thể trong 10-13 phút đã hoàn thành trận đấu nhưng hắn không làm như vậy. 13 phút hoàn thành trận đấu. Ngạc nhiên nghe được lời của Merz, không ít người bị cả kinh há hốc mồm, mà Zeller còn mở to cả hai mắt ra, buột miệng thốt ra câu. Điều này sao có thể? Vì cái gì không thể? Merz mang theo vài phần châm chọc nhìn Zeller, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Zeller ngươi cho rằng mình là người giành được giải quán quân, hay là Bùi Đông Lai chỉ hơn ngươi có 50 giây mới đúng sự thật? Merz, ngài. Hắn thật không ngờ Merz lại nhắm vào mình, Zeller vừa giận vừa sợ, nhưng không biết nên làm thế nào để giải thích cho chính mình. Lúc này Merz không thèm để ý đến Zeller, mà đối với toàn bộ đội dự thi bái thật sâu. Làm cho phần lớn mọi người trợn mặt há mồm. Hả? Chứng kiến một màn quái dị này, ba người Tô Bồ Đề, Bastien, Mơ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tôi biết mọi người đều rất tò mò tại sao tôi lại cúi đầu. Mơ cười khổ nói. Bởi vì, tôi và Tứ Đại Dòng Binh Vương đã làm cho trận đấu xuất hiện một tình huống không công bằng. Hắc, Mơ đội trưởng, ngài vừa mới nói cái gì, như thế nào lại có điểm không công bằng? Zeller mới vừa rồi bị Merz chọc cho tức giận, nên lúc này nghe được Merz nói như thế lập tức cười châm chọc, hắn tuyệt đối không tin Bùi Đông Lai có thể trong 13 phút hoàn thành trận đấu, nếu Bùi Đông Lai làm được như thế thì ngu gì không làm, chỉ giỏi lừa quỷ. Đương nhiên có điểm không công bằng, nhưng nó chỉ nhắm vào có bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đội trưởng Bùi Đông Lai. Merz giống như đem Zeller thành một món đồ chơi để chơi đùa. Còn ánh mắt thì nhìn Bùi Đông Lai với vẻ xin lỗi sau đó gằn từ chữ nói. Tôi thừa nhận các người đều là tinh anh trong tinh anh của các nước tới đây dự thi. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được, nếu tôi cùng Tứ Đại Dòng Binh Vương chỉ huy 500 dòng binh tinh nhuệ, thì sẽ bày ra một thực lực cực mạnh. Nói tới đây trên người Merz toát ra một loại hơi thở thuộc về Dòng Binh Vương tự tin nói. Nếu như bọn tôi dùng hết sức thì 16 người dự thi chỉ có một mình Bùi Đông Lai là hoàn thành nhiệm vụ. Dầm. Khiếp sợ, sự khiếp sợ biểu hiện trên mặt của tất cả đội viên dự thi, lời nói của Merz giống như là quăng trái lưu đạn ngàn cân vào chỗ bọn hắn đứng. Lúc trước 15 tuyển thủ tham gia trận đấu, thủ hạ của tôi coi những trận đấu đó như cuộc dạo chơi, mà tôi cùng 4 vị dòng binh vương căn bản không có ra tay. Không để ý đến một phen náo động, Merz tiếp tục nói. Thẳng đến khi Bùi Đông Lai dự thi, ngũ đại dòng binh vương bọn tôi mới dùng hết thực lực. Đội trưởng Bùi Đông Lai của bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc thực lực thật sự quá mạnh mẽ, hắn có thể nhanh chóng đột phá hết phòng tuyến và tiêu diệt 5 người bọn tôi. Merz nói tới đây, mặt lộ ra kính ý với Bùi Đông Lai. Đây là tình huống đặc biệt mà tôi nói. Trầm mặc. Lại nghe được lời Merz nói, cơ hồ tất cả mọi người đều trầm mặt. Đội trưởng Merz, nếu Bùi Đông Lai có thể trong vòng 13 phút hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vì cái gì mà thành tích của hắn là 15 phút 55 giây? Phác Chí Dũng lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc.
bởi vì hắn không tin Bùi Đông Lai có thể đạt tới trình độ này. Tôi với Bùi Đông Lai từng có trao đổi, tôi nói cho hắn biết, bởi vì hắn từng dẫn dắt một đám quân ô hợp tiêu diệt được dòng binh đoàn Siberia và thu phục được dòng binh đoàn Sa Tăng, nên danh tiếng của hắn trong dòng binh đoàn cực kỳ vang dội. Mers cười khổ nói, chúng tôi muốn giáo huấn Bùi Đông Lai cho hắn biết rằng dòng binh đoàn không hề thua kém so với binh lính chính quy, kết quả. Bùi Đông Lai tặng cho bọn tôi một bài học khó quên. Bùi Đông Lai trước tiên loại bọn tôi, sau đó lấy súng bắn tỉa của tôi đem thủ hạ của tôi thành bia tập ngắm, một mình hắn xử lý hết 218 dòng binh. Hồi nãy khi Mers nói ra đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ, nhưng khi nghe hắn nói Bùi Đông Lai một mình chấp hết ngũ đoàn dòng binh thì... Zeller, tôi nhớ lúc tôi và Bùi Đông Lai nói chuyện với nhau, cậu cũng có mặt vậy chắc hẳn cậu nghe được hết những gì tôi và Bùi Đông Lai nói với nhau. Mers đem ánh mắt quẳng về phía Zeller nói. Zeller, cậu còn nghi vấn gì nữa hay không? Lộp bộp. Nghe Mers nói, Zeller chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị một thanh chùy thủy đâm vào, làm hắn đau đớn vô cùng, sắc mặt nháy mắt biến đổi thành màu trắng bệt, không còn nửa điểm huyết sắc. Không riêng gì Zeller, Phác Chí Dũng cũng thập phần xấu hổ, hắn cố gắng tìm cách để biện giải, nhưng lại không thể nào mở miệng được. Bởi vì tâm tư của chúng tôi mà trận đấu của Bùi Đông Lai đã diễn ra một cách không công bằng. Tôi đại biểu cho dòng binh đoàn hướng tới Bùi Đông Lai xin lỗi, mong cậu không chấp nhất chuyện này. Đồng thời cũng chúc mừng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đã đoạt được giải quán quân. Mắt thấy Zeller không lên tiếng, Mers lại cúi đầu. Lúc này đây, hắn đặc biệt hướng về phía Bùi Đông Lai mà cúi đầu. Mắt thấy Mers đệ nhất dòng binh vương vứt đi vinh quang, đối với Bùi Đông Lai cúi đầu. Không ai còn dám hoài nghi lời nói của Mers, mà đem ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Đông Lai. Bọn hắn thật sự muốn biết Bùi Đông Lai mạnh tới trình độ nào, mới có thể vũ nhục ngũ đại dòng binh vương, làm cho Mers chủ động nhận thua. Không có đáp án. Sau khi cúi đầu xong, Mers không đợi Bùi Đông Lai mở miệng đã thối lui xuống đứng phía sau Ratatot. Thoạt nhìn mọi người không có dị nghị gì hết chúng ta bắt đầu trao giải. Ratatot mở miệng nói. Mời đội trưởng Phổ Tư Cơ, Bùi Đông Lai, Zeller lên nhận phần thưởng. 3. Sau khi Ratatot nói xong Phổ Tư Cơ, cùng Bùi Đông Lai bước ra khỏi hàng, cúi chào Ratatot. Sau đó ưỡn ngực đi lên đài nhận thưởng. Mà Zeller tựa như bị vây trong đả kích, nên không nghe được lời Ratatot nói. Zeller. Bên cạnh Ratatot là hội phó tổ ủy Austin Rostov thấy Zeller thở ơ. Lập tức quát lớn một tiếng. Đến. Zeller như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng đáp lại. Nếu cậu thấy cuộc thi này không công bằng cậu có thể bước lên đây ý kiến, nếu cậu không có dị nghị gì thì lập tức bước lên đây lãnh thưởng. Austin Rostov ánh mắt như đao nhìn Zeller nói. Nếu không cậu lập tức mang người của cậu cút khỏi đây cho tôi, nghe hiểu chưa? Báo cáo giáo quan, tôi đã hiểu. Zeller biệt khuất, cắn răng thật chặt. Con mẹ nó, cậu chưa ăn cơm sao? Lớn tiếng trả lời lại cho tôi. Austin Rostov quát lạnh. Zeller tức giận đến run cả người, nhưng không dám phản kháng chỉ có thể dùng hết khí lực quát lớn. Báo cáo giáo quan, hiểu được. Zeller không dám nói gì nữa, vội vàng bước lên lãnh thưởng. Trên đường đi lên đài lãnh thưởng, hắn như lính bại trận, cả người không thể thẳng lên được, hắn còn không dám nhìn Bùi Đông Lai. Hắn sợ Bùi Đông Lai dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. Ngắn ngủi 30 giây đối với Zeller như một thế kỷ, khi hắn đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai để lãnh thưởng thì chút nữa hắn đã té xỉu. Ratatot, Austin Rostov cùng Mers ba người cầm cúp đi tới trao thưởng. Bùi Đông Lai, mong cậu tha thứ cho lỗi lầm của chúng tôi, đồng thời cảm tạ cậu đã khoan hồng độ lượng, cuối cùng chúc mừng cậu cùng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Ratatot dẫn đầu đi tới chỗ của Bùi Đông Lai, đối với Bùi Đông Lai cúi chào, tạ lỗi và chúc mừng. Cảm ơn. Bùi Đông Lai hướng về phía Ratatot làm động tác chào theo nghi thức quân đội, sau nhận cúp trên tay Ratatot. Chúc mừng cậu Zeller, bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh quốc chính thức tiếp nhận sự sỉ nhục. Có lẽ bởi vì Zeller vừa rồi xem thường mệnh lệnh của Ratatot, nên Ratatot lập tức đáp trả. Zeller nghe vậy, trong lòng chấn động, hai tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không tiếp được cúp. Austin Rostov hài hước nhìn Zeller một cái. Rồi cùng Ratatot và Mers hai người rời đi. Lời sỉ nhục của Austin Rostov vẫn quanh quẩn bên tai, khi nhìn vào chiếc cúp Á quân,
Zeller không khỏi nhớ tới trước khi trận đấu bắt đầu hắn đã nghiêu bức sỉ nhục Bùi Đông Lai một trận. Tung của chỉ là một đám vứt đi, người dẫn đội của ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi thi đấu, kẻo trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta nói rồi, ta sẽ ở trong cuộc thi làm cho bọn ngươi biết bộ đội tung của chỉ là thứ bỏ đi, các ngươi không xứng đáng xuất hiện ở đây, và đây chỉ mới là bắt đầu, hãy chậm rãi hưởng thụ sự sỉ nhục đi. Đang nghĩ đột nhiên bên tai Zeller vang lên khúc nhạc nghĩa dũng quân khúc quân hành, làm cho hắn bừng tỉnh. Sau đó hắn chứng kiến cờ của tung của được treo phía trên cờ Anh quốc. Thấy một màn như vậy hắn nhịn không được nhìn về phía Bùi Đông Lai một cái, vì hắn sợ Bùi Đông Lai cười nhạo hắn. Trên đài lĩnh thưởng, Bùi Đông Lai hoàn toàn đem Zeller trở thành không khí. Liếc mắt một cái cũng không có. Hắn chỉ một tay cầm cúp, hát thật lớn bài quốc ca. Quốc ca to rõ, cờ đỏ tung bay. Dịch giả, Huyền Vũ. Zeller chẳng những là đội trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc, mà còn là niềm hy vọng lớn nhất, và là thanh đao sắc nhất của A quốc. Thân phận như thế đủ để hắn tự tin cùng kiêu ngạo. Bởi vì thân phận kia mà kiêu ngạo, khi hắn biết Bùi Đông Lai tham gia cuộc thi lần này, thì hắn lập tức xin được ra trận giết giặc, mục đích là đánh bại Bùi Đông Lai vãn hồi mặt mũi cho Hoàng gia A quốc. Hắn cảm thấy nếu hắn thành công giành giải quán quân, sẽ được các lão đại ngưỡng mộ, coi trọng. Lý tưởng thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy đây là khoảng thời gian thống khổ nhất, u tối nhất, bất lực nhất cuộc đời hắn. Bùi Đông Lai không hề đem thân phận người thắng cuộc để chào phúng hắn, sỉ nhục hắn, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn. Khi hắn nghe được Bùi Đông Lai hát nghĩa dũng quân khúc quân hành, chứng kiến cờ tung của nằm phía trên cờ A quốc thì trong đầu hắn có một ý niệm tự sát. Quốc ca chấm dứt, Bùi Đông Lai và đội trưởng Lipsky của Racer Alpha đồng thời đi xuống đài lĩnh thưởng. Zeller thấy thế, hít một hơi không khí nóng ẩm thật sâu, khom người cúi đầu đi theo sau Bùi Đông Lai và Lipsky xuống đài. Thấy một màn như vậy, đa số thành viên dự thi chẳng ai quẳng cho hắn một ánh mắt đồng tình, nhưng lại lộ ra một bộ dáng xem cuộc vui. Bọn hắn tuy biết đạo lý cười người hôm trước, hôm sau người cười, nhưng bọn hắn thấy đám người Zeller tự gây ra thì phải gánh lấy, không liên quan gì đến bọn hắn. Sau cuộc thi này bọn hắn bắt đầu khiếp sợ thực lực Bùi Đông Lai. Rất nhanh ba người Bùi Đông Lai, Lipsky, Zeller đã về hàng ngũ của mình. Đông Lai, tuyệt vời! Nhìn Bùi Đông Lai cầm cúp vàng rực rỡ, trên mặt Tiêu Cuồng tràn đầy ý cười giơ ngón cái lên. Hắc hắc! Tát vào mặt bọn hắn để bọn hắn nhớ thật dai. Thằng làm vua thua làm giặc. Tiêu Cuồng khẩu suất cuồng ngôn làm cho Zeller cùng đám thành viên bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc cực kỳ phẫn nộ, nhưng giờ khắc này đối với lời sỉ nhục của Tiêu Cuồng bọn hắn làm như không nghe thấy, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn sang. So sánh với Tiêu Cuồng mà nói, Trần Anh, Vương Khuê cùng Tôn Nhận ba người thật không có nói lời nhục mạ, mà chỉ hướng về phía Bùi Đông Lai giơ giơ quả đấm lên, diễn cảm tràn đầy kiêu ngạo. Chúng ta cùng nhau vỗ tay chúc mừng ba người Bùi Đông Lai, Phổ Tư Cở cùng Zeller đồng dạng chúc mừng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, bộ đội đặc chủng Racer Alpha, và bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc. Mắt thấy ba người Bùi Đông Lai đã về vị trí Ratatot liền nói. Mọi người hãy nhìn vào bọn họ mà làm gương, cuộc thi kế tiếp nên cố gắng nhiều hơn nữa. Bành bạch! Sau khi Ratatot nói xong, đa số thành viên dự thi đều vỗ tay. Chỉ có bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc là không vỗ tay. Đối với bọn hắn mà nói mỗi tiếng vỗ tay như một cái tát vào mặt bọn hắn, ngoài bọn hắn còn có bộ đội đặc chủng 707SQ, Tô Bồ Đề, Bát Thiên, Merc là không vỗ tay.